Diệp Tử Thanh chân lại là đã bị Đại Miêu Vương dùng thảo dược xử lý băng bó. Đã không thế nào đau đây. Diệp Tử Thanh ngây ngốc cười một tiếng. Trầm Phong nhìn lấy Diệp Tử Thanh, hắn bỗng nhiên thì thào nói ra, thiên hạ này tại sao có thể có người dạng này ngốc nha đầu. Diệp Tử Thanh hì hì cười một tiếng, nói ra, ta là chữ thiên độc nhất nhà nha. Trầm Phong bỗng nhiên nói ra, ngươi có phải hay không rất muốn biết rõ ta là người như thế nào. Diệp Tử Thanh nao nao, sau đó hưng phấn vô cùng nói, Trầm Phong ca ca, ngươi chịu nói cho ta biết không? Nàng cảm thấy Trầm Phong trên thân khẳng định là tràn ngập sắc thái truyền kỳ, mà lại, nàng ở sâu trong nội tâm, sớm đã thật sâu yêu Trầm Phong. Cho nên, nàng đối Trầm Phong kinh lịch là tràn ngập vô cùng hiếu kỳ. Trầm Phong gặp nàng như vậy hưng phấn, ngay sau đó hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu. Ta họ La, tên một chữ một cái Phong chữ. Phong là Sơn Phong Phong. Trầm Phong nói ra, ta nay 31 tuổi. Diệp Tử Thanh ngoẹo đầu nghe, nàng nghe rất nghiêm túc. Ta là cô nhi, ta từ nhỏ đã bị một sát thủ tổ chức thu dưỡng. Ta không biết cha mẹ ta là ai, có lẽ, cha mẹ ta là bị tên sát thủ kia tổ chức giết chết. Nhưng ai nào biết đến là chuyện gì xảy ra đâu, bọn họ cũng sẽ không nói cho ta chân tướng. Trầm Phong hướng Diệp Tử Thanh kể rõ dạy hắn khi còn bé gian khổ huấn luyện, hắn giảng hắn kỳ kỳ, đem hắn thân thủ bị buộc sát hại kỳ kỳ. Hắn giảng Lan Di các loại. Hắn đem hắn kinh lịch, hắn sở hữu thống khổ nói hết ra. Trầm Phong ở trong lòng đã tán thành Diệp Tử Thanh, cho nên hắn nguyện ý hướng tới Diệp Tử Thanh mở rộng cửa lòng. Khi Diệp Tử Thanh nghe Trầm Phong kể ra hoàn tất về sau, nàng đã thật sâu giải nam nhân này. Trầm Phong ca ca, Diệp Tử Thanh chủ động đầu nhập Trầm Phong trong lồng ngực. Trầm Phong ca ca, về sau ta đều bồi tiếp ngươi, có được hay không? Diệp Tử Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Trầm Phong. Ngươi muốn làm nữ nhân ta? Trầm Phong hỏi. Diệp Tử Thanh gật đầu. Nàng trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Một khi làm nữ nhân ta, cả đời đều là nữ nhân ta, không thể cõng phản. Trầm Phong nói ra, mà lại, ngươi đi theo ta hội có thật nhiều nguy hiểm, cũng sẽ ăn rất nhiều khổ. Dạng này ngươi cũng nguyện ý. Diệp Tử Thanh gật đầu, nói ra, ta nguyện ý. Tốt, Trầm Phong đột nhiên thì hôn lên Diệp Tử Thanh môi. Củi khô cùng liệt hỏa gặp nhau, tự nhiên sẽ dẫn phát ra nóng cháy nhất hỏa diễm. Chỉ một lúc sau, Diệp Tử Thanh quần áo mở đi. Trên khuôn mặt của nàng một mảnh thẹn thùng ửng hồng. Diệp Tử Thanh biết mình cách làm rất lớn mật, rất đại nghịch bất đạo. Nàng cũng biết, chính mình đi, tự chọn không phải một đầu đường thường. Con đường này sẽ rất khó đi, nhưng nàng đã lựa chọn, cái kia chính là cắn răng cũng phải đi đến. Nàng chỉ biết là, nàng đã gặp phải Trầm Phong, đời này kiếp này liền sẽ không lại yêu hắn nam nhân. Đây là một đợt mãnh liệt thủy triều. Cũng là hỏa nhiệt giao dung. Khi thủy triều qua đi, hết thảy đều khôi phục gió êm sóng lặng. Diệp Tử Thanh tựa như là một đầu tiểu miêu nhi đồng dạng co quắp tại Trầm Phong trong ngực. Trầm Phong ôm Diệp Tử Thanh, hắn cảm giác được rõ ràng đầu kia thiên tàm cổ vương đã tiềm phục tại trong thân thể của hắn. Bất quá thiên tàm cổ vương cùng kim tàm cổ vương khác biệt, thiên tàm cổ vương cũng sẽ không chủ động hướng tẩm bổ thể phóng thích độc tố. Nhưng này kim tàm cổ vương lại là đem độc dịch áp bách hướng tẩm bổ thể. Trầm Phong ca ca. Diệp Tử Thanh mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, nàng đột nhiên hỏi, người hội cả một đời chỉ thích ta một người sao? Nàng mặc dù là không giống bình thường nữ hài tử, nhưng là đi qua đêm đầu tiên về sau, vẫn là hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề. Trầm Phong nhìn về phía Diệp Tử Thanh, hắn bỗng nhiên thì buông ra Diệp Tử Thanh, sau đó ngồi xuống, bắt đầu mặc vào quần áo tới. Diệp Tử Thanh nhất thời giật mình, sau đó, nàng nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ Trầm Phong ca ca căn bản không yêu chính mình? Hắn vì cái gì đột nhiên lạnh lùng như vậy? Nghĩ như vậy, Diệp Tử Thanh tâm thì càng phát ra sợ hãi. Trầm Phong tâm, nàng rất khó mò thấy. Diệp Tử Thanh nắm mình lên quần áo cũng nhanh chóng mặc vào. Mặc về sau, nàng lần nữa không nhịn được muốn thút thít. Nhưng lần này, nàng cũng không có khóc ra thành tiếng. Nàng chỉ là ngẩng đầu lên, nỗ lực đem hơi nước bế đi vào. Trầm Phong ca ca, ta sẽ không bao giờ lại hỏi ngươi có yêu ta hay không. Diệp Tử Thanh giống như là đang giận nói ra, cũng giống là tại khuyên bảo chính nàng. Nhưng không thể phủ nhận là, nàng là thật thương tâm. Trầm Phong quay người đối mặt Diệp Tử Thanh, hắn trông thấy nàng cái dạng này, nhất thời lại không đành lòng. Thế là, hắn ngồi xuống, sau đó nói, Diệp Tử Thanh, ngươi nhìn ta. Diệp Tử Thanh nhìn về phía Trầm Phong, trong mắt nàng dịu dàng ngấn lệ.
Trầm Phong nói ra, ngươi hẳn phải biết, ngươi đi theo ta, không có người bình thường sinh hoạt. Ta biết, Diệp Tử Thanh nói ra, vừa rồi chúng ta đều đã nói, ngươi cũng đáp ứng để cho ta làm nữ nhân ngươi, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy thì đổi ý. Ngươi không hiểu, Trầm Phong nói ra, mới vừa rồi là bởi vì, chẳng lẽ ngươi không biết trong cơ thể ngươi có thiên tàm cổ vương sao? Chỉ cần cái này cổ vương tại bên trong thân thể ngươi, ngươi thì vô pháp rời đi thánh nữ động. Một khi rời đi, thiên tàm cổ vương sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Diệp Tử Thanh nhất thời mê võng, nàng nói ra, điểm này ta biết, nhưng là cái này cùng chúng ta vừa rồi lời nói có quan hệ sao? Trầm Phong nói ra, ta muốn dẫn xuất trong thân thể ngươi thiên tàm cổ vương, chỉ có âm dương giao dung một con đường có thể đi. Vừa rồi hết thảy, là vì để ngươi cam tâm tình nguyện đem thân thể cho ta. Như thế ta tốt dẫn thiên tàm cổ vương đáo trong thân thể ta. Mà bây giờ, ngươi đã tự do, ta tuy nhiên chiếm thân thể ngươi, nhưng ngươi cũng nhận được cả một đời tự do, nói đến, ngươi cũng không tính ăn thiệt thòi. Diệp Tử Thanh nhất thời chấn trụ, nàng cái này mới thật sự hiểu đến chuyện gì phát sinh. Trầm Phong tiếp lấy vươn tay vuốt ve Diệp Tử Thanh kiều nộn khuôn mặt, hắn khó được ôn nhu nói, tiểu nha đầu, ta cái này nửa đời trước, cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ người nào động đậy tình. Ngươi là một cái ngoại lệ, ngươi hỏi ta yêu hay không yêu ngươi. Ta không biết rõ lắm ta đến yêu hay không yêu ngươi, hoặc nói, ta cũng không biết cái gì là yêu. Nhưng là, ta hiện tại không cách nào rời đi nơi này. Ta không muốn để cho ngươi vẫn luôn bồi tiếp ta đợi ở trong sơn động này. Ngươi coi như mấy ngày nay chuyện phát sinh là một trận mỹ lệ mà mạo hiểm mộng. Khi mộng tỉnh về sau, ngươi cũng nên trở lại ngươi bình thường sinh hoạt thế giới bên trong qua. Diệp Tử Thanh kinh ngạc nhìn lấy Trầm Phong, nàng tại cái này một cái chớp mắt rốt cuộc minh bạch Trầm Phong dụng khổ lương tâm. Nàng không suy nghĩ thêm nữa hắn yêu hay không yêu chính mình vấn đề. Bởi vì nàng đã biết hắn tính cách, hắn có thể vì chính mình làm những này, liền đã nói rõ hết thảy. Sau đó, Trầm Phong còn nói thêm, Diệp Tử Thanh, ngươi cũng không cần có bất kỳ tự trách. Ngươi là phổ thông nữ hài tử, đem ngươi giam cầm tại một chỗ như vậy, đối với ngươi mà nói là tàn nhẫn. Nhưng ta khác biệt. Ta là tu hành nhân, ta ở chỗ này 10 năm 20 năm, đều là dễ dàng vượt qua. Mà lại, ta tin tưởng ta có một ngày nhất định có thể rời đi nơi này. Vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi, sau đó cùng ngươi cùng rời đi. Diệp Tử Thanh nói ra. Trầm Phong nói ra, ta không cần ngươi chờ ta, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta lời nói sao? Ngươi hẳn là đi qua ngươi người bình thường sinh hoạt, ta trước đó nói muốn ngươi làm nữ nhân ta, đó là lừa ngươi. Nhưng là ta coi là thật, Diệp Tử Thanh trong mắt phát ra lệ quang. Trầm Phong nói không ra lời. Diệp Tử Thanh, Trầm Phong nói ra, như vậy đi, ngươi trước xuống núi, ngươi ít nhất phải hướng cha mẹ ngươi báo bình an, muốn đi đưa ngươi đồng học chết bàn giao một phen. Đây là ngươi phải làm, sau đó ngươi nói cho ta biết, nhà ngươi ở nơi đó. Nếu là ta có một ngày có thể thoát cách nơi này, ta liền đi tìm ngươi. Đương nhiên, ta không biết một ngày này là lúc nào, cho nên... Ở trong quá trình này, mặc kệ ngươi là cùng người kết hôn vẫn là sinh con, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh vác. Có phải hay không khi ngày đó ngươi tìm đến ta lúc, chỉ cần ta là độc thân, ngươi liền sẽ cưới ta. Diệp Tử Thanh hỏi. Trầm Phong gật gật đầu, nói ra, đúng. Diệp Tử Thanh nói ra, tốt, vậy ta chờ ngươi, ngươi 1 năm không tìm đến ta, ta chờ ngươi 1 năm. Ngươi 10 năm không tìm đến ta, ta chờ ngươi 10 năm. Ngươi cả một đời không tìm đến ta, ta chờ ngươi cả một đời. Nàng nói là như vậy kiên quyết. Cô bé này, nàng nhìn như yếu đuối, trên thực tế thực chất bên trong kiên quyết khiến người ta sợ hãi thán phục. Trầm Phong nhìn lấy Diệp Tử Thanh, liền biết nàng đời này là tuyệt sẽ không đi tìm khác nam nhân. Ngươi đây là tội gì? Trầm Phong hơi hơi thở dài. Bởi vì ta ngốc, bởi vì ta quyết định ngươi, liền sẽ không lại đi ưa thích người khác. Diệp Tử Thanh dưng dưng nói ra. Trầm Phong trầm mặc xuống dưới. Bất quá đúng lúc này, hắn cảm giác được thân thể khó chịu. Trầm Phong sắc mặt biến hóa. Thế nào, Trầm Phong ca ca? Diệp Tử Thanh thấy thế giật mình. Trầm Phong nói ra, không có việc gì, người đừng quản ta. Hắn sau khi nói xong thì ngồi xếp bằng, bắt đầu thể nghiệm và quan sát tình huống thân thể. Trầm Phong rất nhanh liền phát giác được thiên tàm cổ vương trong thân thể sinh ra biến hóa. Cái kia chính là thiên tàm cổ vương thân thể không chịu nổi hắn huyết tộc huyết mạch. Dần dần, thiên tàm cổ vương thế mà liền bị hòa tan thành một vũng máu. Trầm Phong tâm hướng xuống lặn xuống, hắn không biết thiên tàm cổ vương độc hội làm gì hắn.
nhưng trước mắt cái này tình huống nhìn đã rất là không ổn. Đến từ Vân Lôi Nhi cường đại huyết mạch bắt đầu luyện hóa thiên tàm cổ vương cái kia một vũng máu dịch. Hai cỗ lực lượng giao hòa vào nhau, cái này khiến Trầm Phong ngũ tạng lục phủ còn như dao đâm. Diệp Tử Thanh liền nhìn thấy Trầm Phong sắc mặt bắt đầu phát xanh, to như hạt đậu mồ hôi từ hắn trên trán trượt xuống. Bất quá tại sau 5 phút, Trầm Phong thân thể khôi phục lại bình tĩnh. Chính hắn cũng không thể nói là cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy cái kia thiên tàm cổ vương sau cùng hóa thành dinh dưỡng lại tiến vào hắn trong não vực. Sau đó, Trầm Phong cảm giác trong não vực chấn một chút. Sau đó, hắn liền cái gì hắn cảm giác đều không có. Thiên tàm cổ vương cùng kim tàm cổ vương nhưng lại khác biệt. Kim tàm cổ vương chính là độc cổ, độc tố trải rộng, tự thân không có gì huyết dịch. Cho nên Vân Lôi Nhi huyết mạch cũng vô pháp đem luyện hóa. Mà thiên tàm cổ vương tinh hoa cũng là huyết dịch, cỗ này huyết dịch lại vừa vặn bị Vân Lôi Nhi huyết mạch luyện hóa. Về phần thiên tàm cổ vương độc tố, sau cùng cũng theo luyện hóa, toàn bộ biến thành dinh dưỡng. Cỗ này dinh dưỡng cũng không có hóa thành chiến đấu lực. Đến cỗ này dinh dưỡng tiến vào Trầm Phong não vực về sau hội có tác dụng gì, Trầm Phong lại là tuyệt không rõ ràng. Nhưng có một chút Trầm Phong rất rõ ràng, cái kia ngay tại lúc này, hắn đã không nhận thiên tàm cổ vương khống chế. Trầm Phong đột nhiên mở to mắt. Diệp Tử Thanh trông thấy Trầm Phong mở mắt, nàng vội vàng lo lắng hỏi, Trầm Phong ca ca, ngươi cảm giác thế nào? Trầm Phong khó được cười một chút, nói ra, ta hiện tại đã không có việc gì, thiên tàm cổ vương bị ta luyện hóa. Chúng ta có thể lập tức rời đi nơi này. À, vậy quá tốt, Diệp Tử Thanh nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Nàng nhảy một cái động, dưới chân thì đau đứng lên. Tiểu nha đầu nước mắt đều đau nhức đi ra. Trầm Phong thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nói ra, đi thôi, ta cõng ngươi. Diệp Tử Thanh gật gật đầu, bất quá nàng lập tức nói, thế nhưng là Đại Miêu Vương sẽ không để cho chúng ta đi thôi. Hắn ngăn không được ta, Trầm Phong nói ra. Diệp Tử Thanh gặp Trầm Phong nói như vậy, liền cũng yên lòng đến Trầm Phong cõng lên. Thánh nữ ngoài động, Đại Miêu Vương một mực ngồi ở đằng kia. Trầm Phong cùng Diệp Tử Thanh vừa ra tới, Đại Miêu Vương liền đứng lên. Trầm Phong, ngươi có thể nào rời đi thánh nữ động? Đại Miêu Vương thấy thế không khỏi thất sắc, thiên tàm cổ vương nếu là ở trong thân thể ngươi chết, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Phong nhìn Đại Miêu Vương liếc một chút, nói ra, chỉ tiếc, thiên tàm cổ vương đã bị ta luyện hóa. Không có khả năng, Đại Miêu Vương nói ra, người nào đều khó có khả năng đem thiên tàm cổ vương luyện hóa. Đại Miêu Vương tràn ngập không thể tin. Trầm Phong từ tốn nói, nếu ngươi không tin, liền tới bắt mạch xem xét. Hắn nói xong cũng hào phóng vươn tay. Đại Miêu Vương không nghi ngờ gì, hắn đưa tay qua đến dựng Trầm Phong thủ mạch. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Phong có lòng tin tuyệt đối có thể xử lý Đại Miêu Vương. Nhưng cũng là như thế một cái chớp mắt, Trầm Phong nhìn bên người Diệp Tử Thanh liếc một chút, hắn không muốn ở trước mặt nàng giết người. Kể từ đó, liền cũng liền thu liễm sát tâm. Trầm Phong cũng không sợ Đại Miêu Vương giảo quyệt, bởi vì Đại Miêu Vương căn bản là không làm được loại chuyện này tới. Cái này Đại Miêu Vương nếu thật là có chủ tâm muốn đối phó Trầm Phong, tại Trầm Phong cùng Diệp Tử Thanh vui mừng thời điểm tốt, hắn liền có thể xuất thủ. Khi đó Trầm Phong đối mặt Đại Miêu Vương cổ thuật, khẳng định là một con đường chết. Đại Miêu Vương dựng ở Trầm Phong mạch đập dòng dã 30 giây, sau đó, trên mặt hắn hiện lên thần sắc kinh ngạc. Cái này sao có thể? Đại Miêu Vương chấn kinh nhìn về phía Trầm Phong, hắn nói ra, người bây giờ cũng đã là danh phó thực cổ vương. Cổ vương xuất thế, thông thiên động phủ liền muốn đi theo cổ vương, đây là thượng cổ tiên đoán, khó nói chúng ta một mực chờ đối xử mọi người cư lại chính là ngươi. Ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao đồ, vật. Trầm Phong không hiểu nhìn về phía Đại Miêu Vương. Đại Miêu Vương buông ra Trầm Phong tay, trên mặt hắn là nói không nên lời hưng phấn cùng phức tạp. Lại hưng phấn, lại phức tạp, lại có sợ hãi. Đây chính là Đại Miêu Vương tâm tình. Đại Miêu Vương hít sâu một hơi, sửa sang lại suy nghĩ, nói ra, thông thiên động phủ, đời đời tương truyền. Chúng ta canh giữ ở núi này bên trên đã có hơn nghìn năm. Chúng ta sở được đến tổ huấn cũng là không cho phép ra núi, trong thời gian này, cũng là có phạm nhân quy rời núi qua, nhưng về sau đều không được chết tử tế. Mà tại tổ huấn bên trong thì có tiên đoán, trừ phi là chính thức cổ vương xuất thế, tại cổ vương chỉ huy dưới, chúng ta thông thiên động phủ người mới có thể rời núi. Mà ngươi bây giờ cũng là cổ vương. Cái gì cổ vương, Trầm Phong không hiểu,
hắn không biết mình làm sao lại thành cổ vương. Đại Miêu Vương nói ra, ngươi nhìn, hắn nói xong đột nhiên lật tay một cái trưởng, sau đó triển khai lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay chính là hai cái nói không ra danh tự cổ trùng tới. Trầm Phong nhìn thấy cái này hai cái cổ trùng, hắn ánh mắt lập tức liền xuất hiện biến hóa. Bởi vì tại cái này một cái chớp mắt, hắn vậy mà cảm giác được cái này hai cái cổ trùng tâm tình biến hóa. Chúng nó bởi vì nhìn thấy mình, đang run lẩy bẩy, chúng nó là đang sợ chính mình. Trầm Phong vươn tay ra đem hai cái cổ trùng bắt trên tay, sau đó, hắn tâm niệm nhất động, công kích Đại Miêu Vương. Đây là Trầm Phong ý nghĩ. Hắn bất quá là muốn thử nghiệm một phen. Cái này hai cái cổ trùng lập tức như chớp giật bay ra, lại là bay thẳng hướng Đại Miêu Vương. Cái này hai cái cổ trùng gọi là phi thiên cổ, Đại Miêu Vương xem như ám khí đến dùng, lực sát thương là kinh người. Đại Miêu Vương đưa tay chộp một cái, liền đem hai cái phi thiên cổ khống chế lại. Hắn là dưỡng cổ người, cũng không có khả năng bị phi thiên cổ gây thương tích. Hiện tại ngài nên minh bạch đi, Đại Miêu Vương nói ra. Trầm Phong kỳ quái nói, vì sao lại dạng này? Đại Miêu Vương nói ra, thiên tàm cổ vương chính là đời đời độc truyền, thế gian mãi mãi cũng chỉ có một cái cổ vương. Chúng nó lại ở chính mình muốn khi chết đợi sinh kế tiếp trứng. Cái này trứng lại ấp trứng thành mới thiên tàm cổ vương. Mà ngài lại kỳ diệu đem thiên tàm cổ vương luyện hóa, bây giờ ngài có được thiên tàm cổ vương huyết mạch, liền trở thành chính thức nhân gian cổ vương. Chúng ta một mực chỗ chờ đợi thì là một cái cơ hội như vậy. Đón đến, Đại Miêu Vương đột nhiên hướng Trầm Phong quỳ đi xuống. Hắn nói ra, cổ vương, từ nay về sau, thông thiên động phủ các đệ tử liền đều nghe ngài điều khiển, lên núi đao, xuống vạc dầu, sẽ không tiếc. Trầm Phong trong ánh mắt tràn ngập cổ quái. Hắn cảm thấy đây hết thảy đến thật sự là quá không chân thực. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cơ duyên? Trong nguy cơ thế mà chất chứa dạng này một phen cơ duyên. Trầm Phong trong lòng là vui vui mừng, hắn biết thông thiên động phủ tích xúc vô cùng thâm hậu. Bây giờ tam đệ có huyết tộc. Mà chính mình liền cũng có thông thiên động phủ. Kể từ đó, tại trận này thiên địa sát kiếp bên trong, chính mình đám huynh đệ này cũng liền có đặt chân tư bản. Mà trước mắt đây hết thảy được đến, Trầm Phong cảm thấy mình thật phải cảm ơn Diệp Tử Thanh. Nếu không phải là Diệp Tử Thanh, hắn không có dạng này hy sinh cùng phụng hiến. Không có dạng này hy sinh cùng phụng hiến, chính mình thì vĩnh viễn không có thể trở thành cổ vương. Trầm Phong rốt cục thành tựu hắn trong cả đời trọng yếu nhất cơ duyên. Mà Tần Lâm cũng gặp phải hắn hiên viên nhã đan. Như vậy dưới mắt La Quân đâu? Lại nói lúc ấy, La Quân là cái cuối cùng nhảy vào vụ đô vòng xoáy bên trong. Hắn nhảy một cái đi vào, vòng xoáy liền cũng liền biến mất. La Quân nhảy sau khi đi vào, lập tức cũng cảm giác được bốn phía vô cùng cổ quái. Vậy liền giống như là một cái tứ phía lập thể mặt kính hình ảnh. Bốn phía đều tại phát hình phim, đủ loại phim, cái này khiến La Quân nhìn không kịp nhìn. Hắn trông thấy trong phim là đủ loại người, cũng có toàn các nơi trên thế giới cảnh sắc, còn có một số chưa từng thấy qua mặt kỳ quái phương cùng kỳ quái người. Sau cùng, trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Ta dựa vào, cũng quá sáng sủa một số. La Quân cảm giác được người một nhà trên không trung, sau đó hướng phía dưới vật rơi tự do rơi xuống. Chung quanh là gió tuyết đan xen, phía dưới là tuyết trắng mịt mùng. La Quân cứ như vậy té xuống. Phanh một tiếng. Sau cùng La Quân trùng điệp ngã tại trong đống tuyết. Còn tốt diện tích tuyết có phần dày, La Quân cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá cho dù là như thế, hắn cũng có loại bị ngã đến bảy ăn mặn sáu làm cảm giác. Sau đó, La Quân bỗng nhiên ngồi xuống. Hắn cần phải thật tốt sửa sang một chút suy nghĩ. Chính mình là cùng Trầm Mặc Nùng các nàng cùng một chỗ nhảy vào đến, cái kia vụ đô vòng xoáy chẳng khác nào là một đạo vị diện không gian chi môn. Cũng chẳng khác nào là... Chính mình đám người này tiến vào vị diện không gian bên trong. Nhưng nơi này đến là ở đâu? Còn có, thật mẹ nó lạnh a. Phải biết lúc này quận bo chính là mặc ngắn áo sơ mi thời điểm a. Còn may là quần thân phận là huyết hoàng, cho nên mặc trang trọng một số, chính là màu vàng sáng áo choàng. Mà Trầm Mặc Nùng các nàng lại là mặc càng thêm mát lạnh a. La Quân đứng lên, hắn chăm chú trên thân áo choàng. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần thích ứng nơi này nhiệt độ, không thể không nói, nơi này nhiệt độ thật sự là quá thấp, hẳn là âm 10 độ C. Nếu không phải La Quân tu vi cao thâm, liền 89 phần 10 muốn bị đông lạnh chết ở chỗ này. Thả mắt nhìn đi, trắng lóa như tuyết lăn lộn mang.
nơi này nghiêm chỉnh tựa như là đến mùa đông Đại Hưng An lĩnh a. Nhưng nơi này đến là địa cầu mặt khác, vẫn là vị diện không gian. Vẫn là nơi này có thế giới khác, cùng thế giới bao la hết thảy đều không liên quan đâu. La Quân suy đoán không thấu. Mà giờ khắc này, La Quân quan tâm hơn là, Trầm Mặc Nùng các nàng đâu. Dựa theo đạo lý, không phải đều hẳn là cùng một chỗ rơi vào đến sao. Vì cảm giác gì giống như ném bom không cho phép, sai sót rất lớn a. Cái này lúc sau đã chưa có tuyết rơi. Bất quá gió thật to, thổi đến mắt người đều khó mà mở ra. La Quân bệnh không nhận gió này xương ảnh hưởng, hắn dõi mắt trông về phía xa, muốn tìm ra đồng bạn tung tích. Sốt cục, La Quân nhìn thấy phía trước 100 mét chỗ tựa hồ có cái gì động một cái. La Quân đại hỉ, vội vàng bước nhanh chạy tới. Dưới chân tuyết động tuy nhiên rất dày, nhưng La Quân chạy, hai chân tăng thêm nhẹ nhàng thân pháp, cũng không bị hạn chế. Chỉ một lúc sau, La Quân đi tới gần. Hắn rốt cục thấy rõ cái kia tuyết động phía dưới bao trùm một người. Người này La Quân rất quen thuộc, cái kia chính là Duẫn Nhi. La Quân đại hỉ, hắn vội vàng ngồi xổm xuống, đem Duẫn Nhi lật người tới. Duẫn Nhi sắc mặt tái nhợt cùng cực, không có chút nào huyết sắc. Nàng tựa hồ thụ bị thương rất nặng. La Quân bị kinh ngạc, hắn ngay lập tức đem chính mình áo choàng cởi ra, sau đó chăm chú bao lấy Duẫn Nhi. Sau đó, hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh Duẫn Nhi khuôn mặt, hô, Duẫn Nhi. Liên tục hô vài tiếng, Duẫn Nhi lúc này mới rằng giặc mở to mắt. Nàng thấy rõ ràng La Quân về sau, trong mắt lóe lên vui mừng, nói, bệ hạ, ngài không có việc gì quá tốt. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, người vẫn là quan tâm nhiều hơn dưới chính người đi. Giờ phút này La Quân, trên thân chỉ có một kiện áo sơ mi trắng cùng một đầu co duỗi quần, dưới chân là bao giày. Sở dĩ là cái này trang phục, đây là vì muốn nghênh đón cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu. Người nào cũng không nghĩ ra nháy mắt liền trở lại đến một chỗ như vậy. Hiện tại La Quân giày vải đều đã bị đánh ẩm ướt. Duẫn Nhi lắc đầu, nói ra, bệ hạ, Duẫn Nhi không có việc gì. Cái này trung tâm thị vệ trưởng, nàng một lòng chỉ quan tâm La Quân an nguy. La Quân vươn tay ra dựng Duẫn Nhi mạch đập, lập tức, hắn liền phát hiện nguyên lai là đang cùng Long Ngạo Thiên một đoàn người trong chiến đấu thì nhận nội thương. Mà giờ khắc này khi tiến vào cái này kỳ quái không gian thời điểm, lại nặng nặng ngã một chút. Như thế liền tăng thêm nàng thương thế. La Quân cũng không có cách nào vì Duẫn Nhi trị liệu thương thế, dù sao nội thương loại vật này đều là muốn dựa vào chính mình an dưỡng. Bệ hạ, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Vì sao lại lạnh như vậy? Duẫn Nhi hỏi La Quân. La Quân mở đầu nhìn chỗ xa, về sau mới hồi đáp, ta cũng không rõ lắm đây là ở đâu bên trong. Duẫn Nhi lại hỏi, hắn ở đâu? La Quân nói ra, có lẽ thì ở phụ cận đây đi, đến, ta có ngươi, chúng ta bốn phía tìm xem. Duẫn Nhi lập tức nói, bệ hạ, chính ta có thể làm. Nàng nỗ lực chống đỡ muốn đứng lên, tuy nhiên lại làm sao cũng đứng không dậy nổi. Nàng lúc này mới ý thức được nàng tình huống đến cỡ nào hỏng bét. La Quân nhân tiện nói, đừng xính cường, ngươi bây giờ cũng đừng quản ta là cái gì bệ hạ không bệ hạ, chúng ta hiện tại là bạn tốt. Hảo bằng hữu liền nên giúp đỡ lẫn nhau a. Hắn nói xong liền ngồi xổm xuống, lại nói, lên đây đi. Duẫn Nhi gương mặt bên trên hiện ra một vòng đỏ ửng, nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng lúc này cũng không lo được. La Quân đem Duẫn Nhi cõng lên đến, Duẫn Nhi sung mãn đè xuống La Quân áo lót, loại cảm giác này là rất kỳ diệu cùng hài lòng. Đói mà lại, bởi vì Duẫn Nhi thân thể yếu đuối, La Quân không thể không lấy tay nâng Duẫn Nhi mông. Mặc dù là như thế, La Quân cũng không phải cái gì ác tha tiểu nhân. Hắn lúc này trong lòng vẫn là không có gì tư tâm tạp niệm. Hắn chỉ muốn nhanh lên tìm tới đồng bạn, sau đó minh xác biết nơi này là địa phương nào. Huống chi, tại cùng Long Ngạo Thiên tràng chiến dịch này bên trong, Sơn Sơ Rồ thân vương đã chết, cái này vốn là một kiện rất lợi hại bi thương sự tình. Bốn phương tám hướng đều là tuyết, mà lại, bốn phương tám hướng đều là bị tuyết đọng ngăn chặn rừng cây. La Quân tìm hồi lâu sau, thẳng đến sắc trời dần dần đen xuống. Hắn vẫn không có tìm đến bất kỳ đồng bạn. Trên mặt tuyết cũng không có bất kỳ cái gì tung tích. Mà đến tối, nơi này khí hậu càng ngày càng lạnh. La Quân đầu tiên phải đối mặt thì là làm sao vượt qua nơi này ban đêm. Chính hắn còn tốt chống đỡ khẽ chống, nhưng Duẫn Nhi đâu? Duẫn Nhi vốn là thụ thương, còn như vậy đông lạnh một đêm, đây không phải muốn đem nàng hướng tử lộ bên trên bước sao. Lúc này, Duẫn Nhi đã ngủ.
La Quân không biết nàng đến là ngủ, vẫn là ngất đi. Nhưng mặc kệ là loại kia tình huống, đều là không ổn. La Quân nhìn mắt biển tuyết mênh mông, nhất thời cảm giác được thiên hạ to lớn, vậy mà không một chỗ dung thân a. Tuy nhiên lúc này vẫn là tìm không thấy Trầm Mặc Nùng các nàng, nhưng La Quân tin tưởng, các nàng cũng sẽ không tại lúc đi vào đợi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá là cần chút thời gian a. Dưới mắt La Quân phải giải quyết là như thế nào để Duẫn Nhi tốt. Cũng đúng lúc này, bầu trời lại phiêu khởi tuyết lông ngỗng. Đây thật là đã nghèo còn gặp cái eo. La Quân đem Duẫn Nhi trước thả trên mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng. Hắn bắt đầu không hề mù quáng tìm đồng bạn, mà chính là sử dụng chính mình thần thức đến dò xét bốn phía tình huống. Chỉ một lúc sau, La Quân rốt cục phát hiện phía đông nam 100 mét chỗ có một cái tiểu sơn lõm. Ngọn núi nhỏ kia lõm bên trong có thể tạm thời tránh rét. Nghĩ đến đây, La Quân lập tức đem Duẫn Nhi ôm, hướng núi nhỏ kia chỗ chúng chạy đi. Rất nhanh, La Quân mang theo Duẫn Nhi đi vào tiểu sơn chỗ chúng. Núi nhỏ kia lõm cùng loại một cái sơn động, bất quá là kiểu mini sơn động, bên trong thì vừa vặn dung nạp hai người. La Quân mang theo Duẫn Nhi chui vào một cái chớp mắt, sở hữu gió tuyết đều im bặt mà dừng. Trên thực tế, đó cũng không phải nói bên trong có bao nhiêu ấm áp. Chỉ bất quá nơi này cùng bên ngoài chênh lệch vẫn còn rất lớn. Núi lõm bên ngoài bị tuyết đọng ngăn lại cản, bên trong cũng có tuyết đọng. Nhưng tốt xấu phong là bị ngăn trở. La Quân ngồi vào qua, hắn biết mình nhiệt độ cơ thể sẽ đem tích tuyết tan. Cho nên, hắn đem Duẫn Nhi ôm vào trong ngực. Cái tư thế này rất là mập mờ, nhưng cái này hoàn toàn là La Quân sự cấp tòng quyền. La Quân hiển nhiên cũng không có hồng thất công tại trong đống tuyết ngủ bản sự, càng không có để thân thể của mình nhiệt độ cơ thể tụ tập tại vùng đan điền bản sự. Một đêm này, nhất định phải cứ như vậy vượt qua. La Quân nhìn lấy Duẫn Nhi thân thể càng phát ra suy yếu, tâm hắn hạ tiêu gấp. Ở cái địa phương này, cũng chỉ có hắn cùng Duẫn Nhi hai người. Cái này khiến La Quân có loại sống nương tựa lẫn nhau cảm giác, hắn làm sao có thể nhìn lấy Duẫn Nhi xảy ra chuyện. Có thể cho dù là tại núi lõm bên trong, Duẫn Nhi thân thể cũng càng phát ra không được. Đối với Duẫn Nhi sau khi bị thương, nàng sức chống cự hạ xuống. Cho nên dạng này nhiệt độ không khí đối với nàng tới nói, thật sự là quá lạnh. La Quân bất đắc dĩ, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đem Duẫn Nhi trên thân màu vàng sáng áo choàng cởi ra. Sau đó lại đem Duẫn Nhi trên thân màu đen trang phục giải khai. Rất nhanh, Duẫn Nhi thân trên liền bị La Quân lột được chỉ còn lại có tử sắc đến áo ngực. Nàng trắng như tuyết rãnh rú còn có mềm mại mỹ lệ vòng eo thì hiện ra tại La Quân trước mặt. Nhưng lúc này, La Quân nơi nào sẽ có tàn niệm. Chính hắn cũng đem áo sơ mi bỏ đi, sau đó cứ như vậy ôm chặt lấy Duẫn Nhi, sau đó lại dùng minh hoàng áo choàng đem hai người bao lấy. Như thế mới có thể đem lớn nhất nhiệt lượng truyền lại cho Duẫn Nhi. Quả nhiên, Duẫn Nhi bởi vì ấm áp như vậy biện pháp, nàng khí sắc có chuyển biến tốt. Dù sao, La Quân tu vi cao thâm, thân thể của hắn chẳng khác nào là một cái lò lửa lớn. Rất nhanh, La Quân lại nghĩ tới một việc. Cái kia chính là Duẫn Nhi cũng là huyết tộc, nếu như nàng có máu tươi bổ sung, thân thể cũng sẽ tốt mau một chút. Giới tu di bên trong còn có chút máu túi, bất quá những cái kia máu thời gian dài, lại là băng lãnh. Dạng này đối thân thể nàng khả năng hiệu quả muốn chậm một chút. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, cắn răng một cái. Dứt khoát trực tiếp đem chính mình mạch môn cắt một đường vết rách, nhất thời, máu tươi chảy ròng. La Quân cấp tốc đem mạch môn đưa đến Duẫn Nhi trong miệng. Máu tươi đối với Duẫn Nhi tới nói, cũng là lớn nhất thật là mỹ vị món ngon cùng quỳnh tương ngọc dịch. Nàng tại trong mơ mơ màng màng, bản năng tham lam hút dậy La Quân máu tươi tới. Cũng không biết qua bao lâu, La Quân cảm giác miệng vết thương đâm đau vô cùng. Hắn đã ý thức được thân thể của mình huyết dịch chảy hết không ít, nếu như lại sói mòn xuống dưới, hắn cũng sẽ rất không ổn. Ngay sau đó, La Quân cưỡng ép thu tay lại. Cái kia trên mạch môn vết thương một mảnh trướng mắt huyết hồng, La Quân cổ tay khẽ đảo, liền gặp miệng vết thương kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại kết phẩy. Đây chính là thần thông cảnh cao thủ chỗ kỳ diệu. Mà giờ khắc này Duẫn Nhi, đi qua La Quân máu tươi tưới tiêu, sắc mặt nàng hồng nhuận. La Quân dựng vào Duẫn Nhi mạch đập, hắn phát hiện mình huyết dịch khi tiến vào Duẫn Nhi thân thể về sau, hóa thành phi thường cường đại dinh dưỡng. Những này dinh dưỡng lúc này cũng không có phóng tới Duẫn Nhi não vực. Bởi vì dinh dưỡng sở dĩ tiến vào não vực, nó là cần thỏa mãn nhất định điều kiện.
tỉ như, thân thể không hề cần dinh dưỡng. Tựa như là dòng sông đi qua hồ nước, nếu như hồ nước không có bị quán trú đầy, như vậy chúng nó là nhất định phải đem hồ nước quán trú đầy về sau, mới có thể tiếp tục hướng chảy đại hải. Mà lúc này, Duẫn Nhi ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, cho nên dinh dưỡng liền bắt đầu đến thoải mái Duẫn Nhi ngũ tạng lục phủ. Đại ước sau một tiếng, Duẫn Nhi thương thế đã hoàn toàn tốt. Nàng thương thế một tốt, sức chống cự cũng liền lên. Duẫn Nhi từ từ mở mắt, sau đó liền phát hiện cái này cảm thấy khó xử tư thế. Duẫn Nhi vẫn là chưa xuất các cô nương, thấy thế không khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng nàng cũng không có kịch liệt giãy giụa, bởi vì nàng trông thấy La Quân chính đang say ngủ bên trong. Duẫn Nhi cảm nhận được đến từ La Quân như lửa lô đồng dạng nhiệt độ cơ thể, nàng ở sâu trong nội tâm tuy nhiên đối đây hết thảy ngượng ngùng vô cùng. Nhưng trong nội tâm nàng cũng hiểu được, là bệ hạ cứu mình. Nàng biết mình hôm qua tình huống rất tồi tệ, hơn nữa còn tại trong mơ mơ màng màng cảm giác được ấm áp máu tươi. Duẫn Nhi trong lòng giật mình, bệ hạ là dùng chính hắn máu tươi tới cứu ta. Duẫn Nhi vừa nghĩ như thế, liền cũng liền khẳng định ý nghĩ này. Lúc này, Duẫn Nhi đầu bắt đầu thanh tỉnh, nàng đang suy tư trước mắt đây hết thảy đến là tình huống gì. Rất nhanh, nàng thì cảm nhận được bên ngoài gió tuyết đan xen. Không cần đi ra, Duẫn Nhi liền có thể tưởng tượng đi ra bên ngoài lạnh lẽo. Có thể trên người nàng lại cảm giác không thấy lạnh lẽo, đây hết thảy đều là bởi vì La Quân đối nàng chiếu cố. Duẫn Nhi nhìn không được hướng mặt đất nhìn lại. Mặt đất kia lại là đã hòa tan nước chảy dấu vết, Duẫn Nhi kinh ngạc phát hiện La Quân cũng là một mực ngồi tại tuyết trong nước. Trời ạ! Duẫn Nhi lên tiếng kinh hô. Nàng trong nháy mắt thì đỏ mắt vành mắt. Lúc đầu, nàng còn tại ngượng ngùng chính mình cùng La Quân tiếp xúc ra thịt, nhưng chờ thấy cảnh này lúc, nàng mới hoàn toàn minh bạch La Quân vì nàng giao ra bao nhiêu. La Quân lúc này cũng liền bị Duẫn Nhi một tiếng kinh hô cho đánh thức, hắn trông thấy Duẫn Nhi khí sắc rất tốt, không khỏi buông lỏng một hơi, khinh nhu nói, ngươi tỉnh rồi. Duẫn Nhi hốc mắt hồng hồng, nói ra, bệ hạ, ngài thả ta xuống đi, ngài không thể lại ngồi trong nước. Nàng nói xong cũng muốn giãy giụa lấy rời đi La Quân ôm ấp. La Quân gật gật đầu, hắn tùy ý Duẫn Nhi rời đi. Duẫn Nhi rơi xuống đất trong nháy mắt, dưới chân giày bị nước ngâm ẩm ướt, thấu xương lạnh lẽo nhất thời xâm nhập mà đi. Duẫn Nhi nhìn không được đánh cái rùng mình. Nàng mặc cũng là giày vải. Giày vải đối với võ đạo cao thủ tới nói chính là yêu nhất, nhẹ nhàng im ắng a. Có thể lão tổ tông tại đại gia hỏa xuyên toa vị diện không gian thời điểm lại không nhắc nhở một tiếng, nơi này rất lạnh a. Duẫn Nhi từ đầu đến cuối bọc lấy màu vàng sáng áo choàng, ngược lại sẽ không quá xấu hổ. La Quân không có nhiều lời, chính hắn mặc vào áo sơ mi trắng. Sau đó, La Quân nhìn về phía nơi khác. Duẫn Nhi liền nhanh chóng đem quần áo mặc, sau đó, nàng đem áo choàng trả lại La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, nơi này lạnh, người thương vừa vặn, người đội lên đi. Duẫn Nhi nói ra, thế nhưng là, bệ hạ. Ở chỗ này, không có cái gì bệ hạ không bệ hạ. Ngươi là nữ hài tử, ta là nam nhân. Nữ hài tử liền nên từ nam nhân đến bảo hộ, riêng là giống như ngươi cô gái xinh đẹp, biết không? La Quân nói ra. Duẫn Nhi khuôn mặt đỏ lên, nàng nháy dưới con mắt, hỏi, bệ hạ, ta xem như cô gái xinh đẹp sao? La Quân khẽ giật mình, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi như cũng không tính là cô gái xinh đẹp, trong thiên hạ còn có cô gái xinh đẹp sao? Duẫn Nhi khuôn mặt thì càng đỏ. Thật là một cái yêu thẹn thùng tiểu nha đầu a. Bệ hạ, chúng ta đây là ở đâu bên trong nha? Duẫn Nhi hỏi. Vấn đề này thật là thì hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng lúc đó, chúng ta là tiến vào lão tổ tông thiết trí vũ khí vòng xoáy, cái kia đạo vòng xoáy hiển nhiên là một đạo xuyên toa vị diện không gian môn. Ta đoán chừng chúng ta hoặc là tới địa cầu một chỗ khác, hoặc là thì đến vị diện không gian bên trong. Dù sao lão tổ tông rất lợi hại am hiểu một chiêu này, trước đó Ma La liền bị lão tổ tông dùng chư thiên sinh tử luân đưa đi. Duẫn Nhi đối với Ma La là biết một số, nàng gật gật đầu. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, trước mắt đối với chúng ta tới nói, nếu như là đưa tới địa cầu một chỗ khác, như vậy chúng ta còn xong trở về. Nếu như là đến vị diện không gian bên trong, ta đang nghĩ, chúng ta muốn làm sao trở về đâu. Đó mới là cái vấn đề lớn. Duẫn Nhi nhất thời cũng cảm thấy khó khăn trùng điệp, nàng cảm thấy mình một chút biện pháp đều không nghĩ ra được. La Quân ngược lại là Nhạc Thiên tính cách, hắn nói ra, thực ta cũng rất tò mò, nơi này đến là địa phương nào. Mà lại,
chúng ta cũng không cần quá lo lắng, ta tin tưởng lão tổ tông an bài nhất định là có thâm ý. Có lẽ nơi này là có vật gì tốt, cho nên lão tổ tông mới sẽ an bài chúng ta tới nơi này. Duẫn Nhi gật gật đầu, nàng lại lo lắng nói ra, cũng không biết người khác thế nào. La Quân nói ra, nói không chừng bọn họ hạ xuống so với chúng ta tốt đây. Không cần giống hai chúng ta dạng này ở chỗ này chịu lạnh bị đông. Duẫn Nhi nói ra, nhất định là như vậy, nàng tâm địa rất lợi hại là thiện lương. Núi lõm bên ngoài, gió bắc gào thét. Trong bóng đêm, tuyết trắng mênh mang. Cái này đêm tối tựa hồ có vô biên dài. Nhưng đối với La Quân cùng Duẫn Nhi tới nói, bọn họ trước mắt chỉ chờ trước chờ đợi hừng đông. La Quân cùng Duẫn Nhi dưới chân tuyết động đều đã hòa tan, cái này để cho hai người ngồi rất lợi hại không thoải mái. Sau đó, hai người dứt khoát cải thành ngồi xổm, thì ngồi xổm bên trong động. Nhưng trên chân băng lãnh lại phá lệ khó mà chịu đựng. Bệ hạ, thật xin lỗi, là chúng ta không có bảo vệ tốt ngài, cho nên mới để ngài ăn dạng này đau khổ. Duẫn Nhi bỗng nhiên rất là áy náy nói ra. La Quân giật mình một chút, sau đó cười cười, nói ra, nói mò gì đâu, này làm sao có thể trách ngươi nhóm đâu. Lại nói, điểm ấy đau khổ không tính là gì, ngược lại là ngươi, ngươi một mực đang quận bo cũng chưa từng ăn dạng này đau khổ. Lần này cùng ta luân lạc tới nơi này. Duẫn Nhi lắc đầu, nói ra, Duẫn Nhi không khổ. La Quân cười một tiếng. Một đêm này, thì tại dạng này gian nan bên trong rốt cục vượt qua. Buổi sáng thời điểm, gió tuyết ngừng, trời cũng sáng. La Quân cùng Duẫn Nhi đều thở phào một hơi. Hai người ngay sau đó liền rời đi cái kia núi lõm. Khi chân đạp đến tuyết bên trên thời điểm, hai người cảm giác dưới chân ấm áp nhiều. Trên chân mặc dù là ẩm ướt, nhưng La Quân cùng Duẫn Nhi công lực thâm hậu, có thể cấp tốc sử dụng khí huyết đem kêu lên hơi nước toàn bộ hong khô. Cái này không là vấn đề. La Quân cảm thấy vấn đề lớn nhất là, ở chỗ này không có thái dương, không có bất kỳ cái gì có thể tham chiếu vật tham chiếu. Cho nên, hắn liền đông nam tây bắc đều không phân biệt được. La Quân cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện tìm một cái phương hướng, nói, chúng ta thì hướng bên này đi, nhìn xem có khả năng hay không tìm tới vết chân. Duẫn Nhi gật đầu. Ngay sau đó, hai người thì mở ra nhanh chóng đi đường hình thức, thừa dịp không có tuyết rơi, nhiều đi một chút. Hai người đi lần này cũng là 3 giờ. Lúc này, cái bụng cũng thật sự là đói. La Quân giới tu di bên trong không có khô lương, hắn ở trong lòng hối hận đến ruột mục bụng mục, âm thầm thề, chờ trở lại quận bo, nhất định muốn nhiều thả chút lương khô tại giới tu di bên trong. Cái này địa phương khỉ gió nào, để La Quân ủ rũ là, không chỉ có bóng dáng không nhìn thấy, liền động vật bóng dáng đều không nhìn thấy. Đến xế chiều thời điểm, gió tuyết lại lần nữa xâm nhập mà đến. La Quân cùng Duẫn Nhi cảm nhận được nhiệt độ không khí rõ ràng hạ xuống, nơi này lạnh là tuyệt đối thấu xương. Còn may là, La Quân cùng Duẫn Nhi tu vi đều là thần thông cảnh trở lên. Thân thể bọn họ có thể tự động điều tiết phần ngoài nhiệt độ không khí, hội căn cứ phần ngoài nhiệt độ không khí đến cải biến trên thân nhiệt độ. Dần dần, đi qua một ngày này gió tuyết tàn phá bừa bãi, bọn họ cũng không hề như vậy e ngại lạnh lẽo. Đây chính là tu vi đến nhất định cảnh giới về sau chỗ tốt. Thật sự là đói tình huống dưới, La Quân đem giới tu di bên trong đông lạnh máu lấy ra cho Duẫn Nhi uống. Chính hắn cũng uống một túi. Uống máu về sau, thân thể cũng liền dễ chịu rất nhiều. Nhưng dưới mắt, đối với La Quân cùng Duẫn Nhi tới nói, khẩn yếu nhất cũng là nhanh lên tìm tới vết chân, hoặc trước tiên tìm một nơi vượt qua ban đêm gian nan thời gian. La Quân cũng coi là phát hiện, ở chỗ này, ban ngày so ban đêm muốn ngắn rất nhiều. Thiên rốt cục hoàn toàn hắc. Gió lớn, tuyết lớn, gió tuyết thổi tới, để mắt người đều không mở ra được. La Quân cùng Duẫn Nhi cũng không có tìm được cư trú chỗ. Bất quá lúc này, La Quân nghĩ biện pháp, hắn cùng Duẫn Nhi tìm dưới vách núi đá mặt, sau đó dùng tuyết động tích tụ ra một cái chắn gió địa phương. Sau đó, hai người tiến vào trong đống tuyết, tựa như là ngủ tiến ấm áp giường lớn bên trong. Khi hai người cùng một chỗ tiến vào trong đống tuyết lúc, nhất thời có loại tốt ấm áp cảm giác. Sở dĩ, hai người hôm nay có thể tại tuyết bên trong ngủ, đó là bởi vì thân thể bọn họ đi qua một ngày cải tạo, đã đem bề ngoài nhiệt độ dưới hạ xuống điểm đóng băng. Darwin thuyết tiến hóa sớm đã nói qua, vô luận là người vẫn là động vật, đều sẽ căn cứ điều kiện ngoại giới đến hoạt động tiết tự thân, từ đó lấy điều kiện ngoại giới đến tiến hóa tự thân. La Quân cùng Duẫn Nhi thân thể đều đã cường đại đến cực điểm, cho nên, bọn họ có thể trong vòng một ngày thì tiến hóa tới.
La Quân cùng Duẫn Nhi cũng không có ôm cùng một chỗ. Dù sao cũng là trai gái khác nhau, La Quân cũng không phải sắc bên trong ác ma. Bất quá hai người chịu rất gần. Bởi vì là tại trong đống tuyết, cho nên nhất định phải là nằm nghiêng. Nếu như chính diện nằm ngửa, tiếng hít thở kia đều có chút khó khăn. Nhưng hai người không có khả năng dựa lưng vào nhau, lúc đó làm giống như là cãi nhau phu thê một dạng. Thế là hai người cái này tư thế tựa như là trên giường nói chuyện phiếm tiểu tình lữ, đối diện lẫn nhau. Duẫn Nhi ra mặt mỏng, khuôn mặt nàng hồng hồng nhắm mắt lại, làm bộ ngủ. La Quân nhìn lấy Duẫn Nhi, hắn thị lực rất tốt, đương nhiên có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn chẳng qua là cảm thấy Duẫn Nhi lông mi thật là dễ nhìn. La Quân nhìn một hồi, liền nhắm mắt lại. Thực La Quân trong nội tâm cũng rất nhức cả trứng, hắn đi cái này cả ngày, một mực đang hoài nghi một chuyện. Cái kia chính là, mà mẹ nó, lão tử có phải hay không đi nhầm phương hướng A? Tựa như là đến Bắc Cực, còn hung hăng hướng mặt phía Bắc đi, cái kia không phải là tìm chết sao? Có thể La Quân đã đi cả ngày, hắn không dám nhắc tới cái nghi vấn này. Loại tình huống này, đi bên kia đều là không đúng. Duy nhất có thể làm cũng là cùng chết đến A. Duẫn Nhi chỉ chốc lát về sau, cũng lặng lẽ mở to mắt. Nàng xem thấy gần trong gang tấc bệ hạ, đột nhiên cũng cảm thấy bệ hạ tính cả thanh tú, nhưng lại không mất anh tuấn uy vũ. Bệ hạ, ngài ngủ sao? Duẫn Nhi bỗng nhiên nhẹ giọng hô một câu. La Quân mở mắt ra, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Hắn mỉm cười, nói ra, ngủ không được đâu, người thì sao? Duẫn Nhi rủ xuống đôi mắt, nói ra, Duẫn Nhi cũng ngủ không được. Nàng đón đến, nói ra, bệ hạ, chúng ta có thể hay không một mực bị vây ở chỗ này nha. La Quân lại làm sao biết, nhưng hắn không biết đánh Duẫn Nhi lòng tin. Hắn cười một tiếng, nói ra, đương nhiên sẽ không, chúng ta nhất định sẽ tìm tới một lối ra. Duẫn Nhi nói ra, bệ hạ, ta tin tưởng ngài. Nàng cũng cười cười. La Quân cười ha ha, nói ra, thật là một cái ngốc nha đầu. Duẫn Nhi khuôn mặt vừa đỏ. Bệ hạ, ngài có phát hiện hay không, nơi này thật kỳ quái. Duẫn Nhi đột nhiên lại nói ra. Làm sao kỳ quái, La Quân không biết Duẫn Nhi chỉ là một điểm nào. Duẫn Nhi nói ra, cho dù là tại Bắc Cực, Bắc Băng Dương, cái kia cũng cần phải có thuộc về nơi này sinh vật và động vật nha. Nhưng vì cái gì chúng ta đi cả ngày, một cái động vật tung tích đều nhìn không thấy đâu. La Quân sớm nghĩ đến vấn đề này. Hắn là một mực chưa hề nói. Duẫn Nhi bây giờ nói ra đến, La Quân sắc mặt cũng liền nặng nề xuống dưới. Duẫn Nhi trông thấy La Quân sắc mặt nặng nề, nàng lập tức nói, bệ hạ, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. La Quân nao nao, hắn nhìn Duẫn Nhi liếc một chút, gặp cô gái nhỏ này lại là tại lo lắng cho mình hội ủ rũ. Hắn mỉm cười, nói ra, chết sống có số, ta cũng tin tưởng chúng ta sẽ không bị một mực vây ở chỗ này. Chẳng qua là khổ ngươi. Không khổ đây, Duẫn Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói ra, cùng bệ hạ ngài cùng một chỗ, tuyệt không khổ. La Quân cười ha ha. Đối với mảnh này tuyết lớn địa đến là tình huống gì, La Quân cùng Duẫn Nhi là tuyệt đối thảo luận không ra kết quả. La Quân chỉ hận chính mình không có một cặp cánh, không thể bay lên không trung đem mảnh này đất tuyết xem cho rõ ràng. Tựa như là con mắt bị che kín một dạng, muốn đem trước mắt mê vụ xé mở, nhìn cái rõ ràng. Nhưng mà đây là không có cách nào làm đến sự tình. Gió tuyết đã ngừng, đại trên mặt tuyết một mảnh đáng sợ tĩnh mịch. Có đôi khi mọi người nói muốn yên tĩnh một số, thật là đặt mình vào đến dạng này tình trạng bên trong, lại là đáng sợ như vậy cùng làm người ta hoảng hốt. Cho nên đêm nay, Duẫn Nhi cùng La Quân làm sao đều không thể chìm vào giấc ngủ. Nhiều khi, Duẫn Nhi cùng La Quân đều làm bộ chìm vào giấc ngủ, sau đó lại nhìn không được mở mắt. Cũng có mấy lần, hai người không cẩn thận thì mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai người chính mình cũng cảm thấy buồn cười, sau cùng cũng liền dứt khoát không vờ ngủ. Chúng ta trò chuyện điểm khác đi, La Quân nói ra. Duẫn Nhi nói ra, tốt lắm. La Quân nói, Duẫn Nhi ngươi là nơi nào người nha? Làm sao không nghe ngươi nhắc qua cha mẹ ngươi? Duẫn Nhi nao nao, theo rồi nói ra, ba ta là người trong nước, mẹ ta là người trong nước. Bất quá bọn hắn cũng đều là thuộc về chúng ta huyết tộc. Dù sao ta từ nhỏ đã tại quận Bo lớn lên, ta cũng chưa từng thấy qua bọn họ. Nghe nói bọn họ là tại Đông Sâm thời điểm bị giết. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Duẫn Nhi cũng từ nhỏ đã là cô nhi. Vậy ngươi hận chúng ta người Hoa sao? La Quân nhìn không được hỏi. Duẫn Nhi nói ra,
trước kia rất hận, nhưng là về sau cảm thấy cũng hận không đến. Khi đó, chúng ta bên này chạy đến người khác bên kia qua xâm lược, sau cùng bị người giết chết, đây không phải báo ứng sao? Ta hận những cái kia cổ động Đông Xâm các trưởng lão, nhưng các trưởng lão cũng đều đã chết. La Quân mỉm cười, nói ra, ta còn thực sự sợ ngươi chán ghét ta đây. Duẫn Nhi nói gấp, không, ta không ghét bệ hạ. Khuôn mặt nàng lại đỏ lên, nói ra, Duẫn Nhi là kính bệ hạ, ưa thích bệ hạ. La Quân cười một chút. Duẫn Nhi liền lại hỏi, cái kia bệ hạ ngài đâu? Ta biết ngài là người Hoa, nhưng ta cảm thấy ngài thật là thần bí. Ta giống như ngươi, từ nhỏ cũng không biết phụ mẫu là ai đây. La Quân nói ra, ta là bị sư phụ ta nuôi lớn. Cũng là năm nay, ta mới biết được ta thân thế. Nhưng ta tình nguyện không biết đây. Vì cái gì? Duẫn Nhi hỏi. La Quân thực cũng không muốn đề cập chính mình thân thế, nhưng đã Duẫn Nhi nâng lên, hắn cũng không dễ thám thính xong Duẫn Nhi bí mật về sau, sau đó đến phiên chính mình lúc, chính mình liền không nói. Thế là hắn hít sâu một hơi, nói ra, một lời khó nói hết, ta từ sinh ra tới cũng là cái nghiệt trùng. Phụ thân ta giết mẫu thân của ta, nếu không phải phụ thân ta bận tâm giết con điểm xấu, ngay cả ta cũng phải bị hắn giết. A, à, Duẫn Nhi không khỏi khuôn mặt thất sắc, nói, tại sao có thể như vậy? Phụ mẫu không phải là yêu nhất con gái sao? Ta biết Hoa Hạ còn có câu ngạn ngữ, gọi là hổ dữ không ăn thịt con đâu. La Quân không muốn tiếp qua nhiều lời những này, hắn ánh mắt ảm đạm, nói, chúng ta nói khác đi. Duẫn Nhi liền cũng biết cái này là La Quân chuyện thương tâm, nàng cũng liền không lại tiếp tục xách cái này một gốc giả. Cùng trầm mặc một trận về sau, La Quân không muốn bầu không khí cứng ngắc, thế là thì chuyển đổi đề tài, nói ra, đúng, Duẫn Nhi, ta có chuyện thật tò mò. Sự tình gì? Duẫn Nhi hỏi. Nàng chấp tối như mực con ngươi, cái kia con ngươi linh động tới cực điểm. La Quân nói ra, huyết tộc nội bộ ở giữa, nhân viên dù sao cũng có hạn, các ngươi muốn thế nào bảo trì huyết mạch kéo dài. Dù sao toàn bộ huyết tộc cũng liền 400 người không đến, những người này không có khả năng một mực thông hôn. Như thế phát triển tiếp, nhân viên chẳng phải là hội càng ngày càng ít. Duẫn Nhi gãi gãi đầu, vấn đề này thật là hỏi đến nàng. Nàng nói ra, huyết tộc những năm gần đây, một mực nhân viên đều tại giảm bớt, riêng là Đông Xâm chi chiến hậu thì càng thiếu. Chúng ta những người này có thể, cũng là lúc trước chúng ta còn tuổi nhỏ. Lúc đầu, chúng ta huyết tộc người là sinh mệnh lực cường đại, có thể sống thật lâu. Nhưng là chúng ta người, lại tại dạng này biến cố bên trong chết rất nhiều. Đông Xâm là một ví dụ, còn có tương lai muốn nghênh đón thiên địa sát kiếp cũng là ví dụ. Nghe nói trước kia, chúng ta huyết tộc người cường thịnh nhất thời điểm, nhân viên đạt tới hơn 30 vạn đây. Diệt tuyệt nguy cơ. La Quân cái này một cái chớp mắt đầy đủ cảm nhận được huyết tiến hóa tính chân thực cùng tính tàn khốc. Cạnh tranh sinh tồn. Thường thường nhìn cường đại giống loài phản còn gặp phải lớn nhất đại nguy cơ. Lão hổ hung mãnh, con báo hung mãnh, gấu bắc cực hung mãnh, khủng long cường đại, những này cường đại động vật lại đều tại gặp phải diệt tuyệt nguy hiểm. Mà khủng long tại viễn cổ thời điểm càng là nhất tuyệt, nhưng lại diệt tuyệt phá lệ sớm. Ngược lại là những phù du đó vi trùng cho tới bây giờ là càng ngày càng nhiều. Nhân loại một mực có thể sống, cũng không phải nhân loại tự thân rất cường đại. Nhân loại cường đại không ở chỗ thân thể, ở chỗ trí tuệ. Mà lại, nhân loại vẫn luôn rất lợi hại tìm đường chết. Theo khí hậu biến hóa, có lẽ có một ngày liền đem chính mình tìm đường chết. Lịch sử, bất luận cái gì hết thảy đồ, vật đều không ngăn cản được nhân loại tìm đường chết cước bộ. Mà dưới mắt huyết tộc, năm đó phát động chiến tranh, Đông Xâm chờ một chút, cũng là tại tìm đường chết. La Quân hơi hơi cảm thán, sau đó hỏi Duẫn Nhi, nói ra, tại các ngươi kết hôn quá trình bên trong, lão tổ tông có hay không văn bản rõ ràng quy định? Duẫn Nhi nói ra, lão tổ tông không có văn bản rõ ràng quy định, bất quá chúng ta huyết tộc người có chính mình tín ngưỡng. Phần lớn đều là cao ngạo, không muốn cùng ngoại tộc thông hôn. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có người cùng ngoại tộc thông hôn. Bọn họ thông hôn chi về sau sinh hạ hài tử, có là thuần huyết tộc, có là thuần nhân loại. Nhưng không có nửa huyết tộc bán nhân loại tồn tại, bình thường chỉ có thuần huyết tộc mới có thể tiến vào chúng ta huyết tộc gia phả. Chỉ có tiến vào gia phả về sau, mới có thể hưởng thụ huyết tộc hết thảy phúc lợi cùng công pháp. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tiến huyết tộc thời gian thực sự quá ngắn, đối với hết thảy đều còn không rõ ràng lắm. Vừa mới lên làm bệ hạ, mẹ nó, trong nháy mắt liền bị làm tiếp. Còn bị bách chạy trốn tới cái địa phương quỷ quái này, thật sự là hố cha a.
Cái này khiến La Quân nhớ tới trước kia nhìn ngũ đại thập quốc đoạn lịch sử kia cảm giác, luôn cảm thấy cái kia có chút hoàng đế cũng là chuyện tiếu lâm. La Quân bây giờ suy nghĩ một chút chính mình, cũng cảm thấy là chuyện tiếu lâm a. Bất quá La Quân trong lòng là có chính mình phong mang, hắn nhất định sẽ dẫn người giết trở về, đem cái kia Long Ngạo Thiên giết tại đao hạ, đoạt lại huyết hoàng chi vị. Máu này tộc, là mình căn cơ, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Cũng không biết nơi này đến là cái nơi quái quỷ gì, đến muốn lúc nào mới có thể đi ra ngoài. La Quân hơi hơi thở dài, hắn không muốn suy nghĩ vấn đề này nữa. Chỉ cần tưởng tượng vấn đề này, thì sẽ cảm thấy trong lòng lo lắng. Xuân Nhi gặp La Quân nhíu mày, nàng không khỏi hỏi, bệ hạ, ngài nói chúng ta huyết tộc hội tiện đường vượt qua trận này sát kiếp sao? Chúng ta huyết tộc hội diệt tuyệt sao? La Quân nao nao, hắn theo rồi nói ra, trong lịch sử có một cái phi thường cường đại dân tộc, cái kia chính là người Do Thái. Người Do Thái trôi dạt khắp nơi hơn 1.000 năm, bọn họ dòng người tán tại các nơi trên thế giới. Mà lại không ngừng đụng phải kỳ thị, hãm hại. Ở trong chiến tranh thế giới thứ hai còn có tên người Do Thái đại đổ sát. Có thể mặc dù như thế, người Do Thái không chỉ có không có biến mất tại thế giới bên trong, ngược lại ở phía sau đến thành lập thuộc về bọn hắn quốc gia. Người biết đây là tại sao không? Xuân Nhi nói ra, ta biết một số, người Do Thái có bọn họ kiên định tín ngưỡng. Tín ngưỡng là cái rất lợi hại đáng sợ đồ, vật, có tín ngưỡng thánh giáo đồ có thể đao kiếm thêm tại thân thể mà không lay được, có thể đối mặt cường quyền, đối mặt hãm hại không có không thỏa hiệp. La Quân nói ra, người nói không sai, tỉ như người Hoa chúng ta, cơ bản không có tín ngưỡng. Nếu nói nhất định muốn kéo ra một cái tín ngưỡng, cái kia chỉ sợ là tiền tài. Người người vì tiền tài mà chạy theo như vịt. Xuân Nhi nói ra, bệ hạ, ngài nói với Xuân Nhi người Do Thái, là muốn nói, chúng ta huyết tộc cũng cần có chính mình tín ngưỡng sao? Chúng ta tín ngưỡng cũng là lão tổ tông nha. La Quân nói ra, cho nên, huyết tộc phàm là có một người tại, loại này huyết tộc tinh thần đều sẽ bất diệt. Hắn đón đến, nói ra, bất quá huyết tộc bây giờ nhân số thật sự là quá ít, ta mặc dù sẽ nỗ lực mang theo các ngươi đi qua sát kiếp. Nhưng là tương lai đến sẽ như thế nào, ta cũng nói không rõ ràng. Vòng xoay lịch sử hướng phía trước, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Cạnh tranh sinh tồn, ai muốn sinh, ai muốn chết, không thể phản kháng, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Xuân Nhi không khỏi ảm đạm. Nàng từ nhỏ đã là huyết tộc, có thuộc về huyết tộc tín ngưỡng cùng vinh diệu. Cái này là La Quân không sở hữu. Cái kia, bệ hạ, Xuân Nhi bỗng nhiên nói ra, thực sự Xuân Nhi tâm lý. Vẫn luôn có một cái nghi vấn. Nghi vấn gì? La Quân hỏi. Xuân Nhi nói ra, ta xem qua rất nhiều liên quan tới huyết tộc phim điện ảnh và truyền hình, cũng có thật nhiều liên quan tới huyết tộc cổ lão truyền thuyết. Rất nhiều người đều đem huyết tộc làm tà ác khát máu đại danh từ, nhưng chúng ta huyết tộc là tốt người hay là người xấu đâu? La Quân nao nao, theo rồi nói ra, vấn đề này ta vô pháp trả lời. Nếu như người hỏi ta, Xuân Nhi là tốt người hay là người xấu, vậy ta có thể nói. Xuân Nhi khẳng định là người tốt, cũng là cô nương tốt. Nhưng người hỏi toàn bộ huyết tộc, người có thể nói Long Ngạo Thiên là người tốt sao? Huyết tộc tại trong quá trình phát triển, khẳng định là có chút thủ đoạn phi thường khiến người sợ hãi. Nhưng đứng tại huyết tộc trên lập trường tới nói, các ngươi cũng là có chính mình nguyên nhân. Hắn đón đến, nói, ta không biết người có quen hay không tất chúng ta Hoa Hạ lịch sử. Xuân Nhi nói ra, ta hiểu một số đây. La Quân hỏi. Vậy ngươi biết Dương Quảng sao? Xuân Nhi nói ra, ta biết, hắn là trong lịch sử nổi danh bạo quân. La Quân cười ha ha, nói ra, lịch sử thực cũng là cái hoa cô nương, người nào ưa thích đều có thể ôm nó ngủ. Mỗi người đều có thể thì lịch sử đến soi mói, bởi vì lịch sử lúc trước phát sinh, là không có một cái nào tránh thức kết luận. Duy nhất có thể kết luận thì là nhân quả, vậy nếu không có vô duyên vô cớ hỏng cùng ác, cái này bên trong nhất định là có đạo lý. Cho nên nói, vạn sự vạn vật đều không thể rời bỏ đạo lý hai chữ. Ngươi chỉ dùng thiện ác hai chữ đến đánh giá một người, đó là không chính xác. Tựa như là Dương Quảng, ngươi chỉ nói Dương Quảng là bạo quân, hoang vô đạo, đây là không công chính. Huống chi, đại đạo đơn giản nhất. La Quân nhìn lịch sử, nhìn bất kỳ vật gì, hắn cũng sẽ không chỉ tin tưởng mặt ngoài. Hắn là hội theo dựa vào chính mình trí tuệ phán đoán, suy nghĩ tưởng. Ngay sau đó, La Quân liền nói tiếp. Dương Quảng đăng vị trước đó, phụ thân hắn Tùy Văn Đế là cái kiệt xuất hoàng đế, quốc gia quản lý rất khá. Mà Dương Quảng đăng vị lúc còn hại trước Thái tử Dương Dũng, hắn là dưới loại tình huống này đăng vị. Một phương diện,
Dương Quảng tính cách bản thân liền là thích việc lớn hám công to. Còn có một phương diện, hắn muốn làm đọ phụ thân hắn tốt, để dân chúng cùng tán thưởng. Hắn thực là muốn làm thiên cổ thánh quân, còn hắn việc tư phương diện, cái gì cưới phụ thân phi tử loại hình. Trên thực tế, người một khi đến cái kia quyền lực vị trí, có mấy cái không phải như thế. Tỷ như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, hắn đồng dạng chiếm hữu chết đi huynh trưởng phi tử. Còn có Lý Trị cùng Võ Tắc Thiên, đều là như thế. Đương nhiên, ta không phải muốn nói Dương Quảng là tốt hoàng đế, Dương Quảng cùng Sa Cực Dục, Hoàng Vô Đạo, cái này là chân thật. Nhưng là, hắn mở vận hà, chuyện này là rất có trước xem tính. Bất quá khả năng gấp một số, nhưng là sau đó mấy trăm năm bên trong, mọi người đều là đang hưởng thụ lấy vận hà chỗ tốt. Còn có, tại Dương Quảng trước đó, khi đó có thể làm quan viên đều là coi trọng dòng dõi, căn bản không có hàn môn tử đệ chuyện gì. Mà Dương Quảng làm hoàng đế về sau, hắn thiết lập khoa cử chế độ. Sử dụng khoa cử chế độ vì quốc gia tuyển bạt nhân tài. Tại xã hội phong kiến bên trong, cái này khoa cử là cải biến rất lợi hại nhiều nhân mạng vận. Mà lại cũng noi theo hơn 1.000 năm, chi đạo thanh mạt mới bắt đầu đình chỉ. Duẫn Nhi nghe được say sưa ngon lành, La Quân tiếp tục nói, mặt khác, tại lúc ấy, môn phiệt thế lực rất lớn, đối quốc gia kiềm chế cũng rất lớn. Dương Quảng muốn đem cửa phiệt khu trừ, hắn mở khoa cử, trừ quý tộc, đây là động những quý tộc đó căn bản lợi ích, chính là bởi vì quý tộc náo động, cho nên mới tạo nên hắn giang sơn tràn ngập nguy hiểm. Lại thêm hắn ba đánh cao cú lệ, cùng khai vận hà đem quốc gia tử cơ bản đều móc sạch, như thế thích việc lớn hám công to sau cùng mới đưa giang sơn chôn vùi. Nhưng xuyên thấu qua những chuyện này, chúng ta có thể không khó coi ra, Dương Quảng cũng không phải trong lịch sử viết như vậy không chịu nổi. Mà lại, liên quan tới Dương Quảng lịch sử là Lý Thế Dân làm, Lý Thế Dân có cái không thói quen tốt, thì là ưa thích can thiệp sử quan. Hắn là phải tận lực điểm tô cho đẹp chính mình. Duẫn Nhi như có điều suy nghĩ, nàng thông qua La Quân nói những vật này, như thế tại trong đầu của nàng, thì dần dần có một cái có máu có thịt tùy dạng đế. Không giống trước đó. Thật giống như cảm thấy cái kia tùy dạng đế cũng là trời sinh hôn quân, cái gì cũng không biết làm, liền sẽ quấy rối cùng háo sắc. Điều này hiển nhiên là bất công đồng ý. Duẫn Nhi hướng La Quân hiểu ý cười một tiếng, nói ra, bệ hạ, ta hiểu. Nếu như ngài đi làm thời cổ hoàng đế, ta tin tưởng ngài nhất định là tốt hoàng đế. La Quân cười ha hả, hắn muốn lấy chính mình cái này tính tình đi làm hoàng đế, khẳng định cũng là háo sắc gia hỏa. Cái kia không được hàng đêm làm tân lang mới là lạ. Sau đó, Duẫn Nhi nói ra, bệ hạ, Duẫn Nhi trước kia thường xuyên hoa hạ một quyển sách, nói là Nhạc Phi. Rất lợi hại oanh liệt, Nhạc Vương gia cũng rất vô tội, rất lợi hại oan khuất. Cái kia Lâm Cối thì thật sự là hư hỏng như vậy sao? Ta qua hoa hạ du lịch qua, còn nhìn thấy qua Lâm Cối pho tượng một mực hướng Nhạc Vương gia quỳ. Cái này đêm dài đằng đẵng, vô ý giấc ngủ. Duẫn Nhi thanh âm giống như mềm nông thì thầm, dễ nghe vô cùng. La Quân trò chuyện hưng đại phát, cũng liền nói, đại khái Lâm Cối oan khuất chưa chắc so Nhạc Vương gia muốn ít hơn bao nhiêu đi. Duẫn Nhi nói ra, Duẫn Nhi cũng là cảm thấy như vậy. Lúc ấy, Nhạc Phi tay cầm trọng binh, lại là chiến công hiển hách. Dạng này đại tướng, nếu như không phải hoàng đế muốn Nhạc Phi chết, Lâm Cối nào có bản sự này. Mà lại... Lúc ấy Nhạc Phi lại luôn luôn hô hào muốn đón về Huy Khâm Nhị Thánh, đó là phạm hoàng đế kiêng kỵ. Nếu thật là để Nhạc Phi đem người Kim đánh bại, đem Nhị Thánh đón về đến, cái kia còn đến. La Quân nói ra, ta lúc đầu, cũng cảm thấy là đạo lý này. Nhưng về sau lại một số tư liệu lịch sử lúc, lại phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Duẫn Nhi nhãn tình sáng lên, nói ra, ồ. La Quân nói ra, thứ nhất. Hoàng đế triệu cấu khi đó là tuyệt đối sẽ không sợ Huy Khâm Nhị Thánh trở về. Người tựa như ta, giả dụ ta hiện tại một thân một mình qua tìm Long Ngạo Thiên sẽ sợ ta sao? Hắn trực tiếp thì giết ta mà, cái kia Huy Khâm Nhị Thánh lại không có quyền lực, thật sự là cảm thấy không nghĩ bọn hắn trở về, vậy cũng đơn giản, trên đường khiến người ta tìm lý do giết, liền nói là bệnh chết. Năm đó, Tống Huy Tông bởi vì người Kim vây công Biện Kinh, chính hắn đi đường qua trấn Giang dâng hương. Để Tống Khâm Tông làm hoàng đế. Về sau, Tống Huy Tông trở lại vậy cũng chỉ có thể là cái thái thượng hoàng. Hơn nữa còn bị Tống Khâm Tông giam lỏng. Cho nên nói, không có thực quyền, triệu cấu hội sợ bọn họ trở về sao. Mà lại, khi đó Tống Khâm Tông còn sai người nhắn cho triệu cấu, nói thần không dám vọng tưởng thánh vị. Sau khi trở về, chỉ cần hoàng thượng cho thần một cái đạo quan, làm cái thanh tĩnh đạo sĩ liền có thể a. Mà lại,
Nghênh Nhị Thánh còn hướng việc này là Triệu Cấu chính mình sách. Còn có, Nhạc Vương gia cũng không phải là không có nghĩ đến tầng này a. Hắn khẳng định không phải làm càn làm bậy a, nói cái gì ta muốn Nghênh Nhị Thánh còn hướng, sau đó đem ngươi đá rơi xuống a. Nhạc Vương gia tại một lần xuất binh thời điểm, dâng tấu chương nói là Nghênh Thiên Quyến còn hướng. Thiên Quyến là có ý gì? Nói đúng là, ta chỉ là nghênh ngươi thân thích hồi chiều. Duẫn Nhi nghe vậy, nhất thời có chút không hiểu, nói ra, cái kia nếu là dạng này, Triệu Cấu tại sao muốn tự hủy Vạn Lý Trường Thành, giết Nhạc Vương ra đâu? La Quân nói ra, muốn nói Triệu Cấu tại sao muốn giết Nhạc Vương ra? Như vậy, đã Triệu Cấu không phải sợ Nhị Thánh còn hướng, vậy tại sao còn muốn giết Nhạc Vương ra đâu? Cái này đúng trọng tâm nhất định là có rất lớn nguyên nhân. Trên đời này không có vô duyên vô cớ hận, ta đối đoạn lịch sử này cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên tia, a thì nhiều một ít. Về sau ta liền phát hiện, thứ nhất, rất lớn nguyên nhân, Nhạc Vương gia tính cách nguyên nhân. Từ Nhạc Vương gia viết Mãn Giang Hồng cũng có thể thấy được, hắn người này, đặc biệt trung, đặc biệt ghét ác như cừu, tính tình ngay thẳng. Hắn tay cầm trọng binh, không nghênh hợp Hoàng thượng Triệu Cấu. Có như thế một cái chuyện lý thú chính là, Triệu Cấu tay kế tiếp tướng quân lão, làm bất động. Từ nhiệm về sau, dưới tay hắn binh cần cho người ta mang. Triệu Cấu lúc ấy không nghĩ nhiều, thì cho Nhạc Vương gia. Nhạc Vương gia thì thật cao hứng, nhưng là Triệu Cấu qua đi ngẫm lại, cảm thấy không đúng. Hắn sao có thể đem binh toàn bộ cho Nhạc Vương gia đâu. Thế là Triệu Cấu thì đổi ý, tìm Nhạc Vương gia đem binh muốn trở về. Lúc ấy Nhạc Vương gia thì không làm, về sau theo Hoàng đế nháo trò, dứt khoát liền nói toàn không muốn, trực tiếp qua cho vong mẫu thủ lăng qua. Về sau, Triệu Cấu đều không ngừng cho Nhạc Vương gia viết thư, khuyên hắn trở về. Nhạc Vương gia tính khí thẳng a, không làm, không trở về. La Quân nói ra, sau tới vẫn là Hàn Thế Trung qua khuyên Nhạc Vương gia, nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể cùng Hoàng thượng đối nghịch. Lúc ấy Nhạc Vương gia mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, đó là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thế là thì sườn núi xuống lửa đi cùng Hoàng thượng xin lỗi, mời Hoàng thượng đừng nóng giận. Lúc ấy Hoàng thượng thì nói câu nào, ta không có giận ngươi, ta muốn thật giận ngươi thì. Dù sao đại khái ý tứ chính là ta thật giận ngươi thì giết ngươi. Cho nên nói, Nhạc Vương gia sẽ bị Hoàng thượng giết chết, hắn bản thân mình trong tính cách là có rất lớn nguyên nhân. Nhạc Vương gia tác chiến lợi hại, tác chiến bên ngoài sự tình bên trên chỗ có tình thương là đáng lo. Khi đó Triệu Cấu bởi vì đào vong thời điểm bị dọa dẫm phát sợ, mất đi sinh dục năng lực. Con trai duy nhất còn chết, cho nên Nhạc Vương gia còn đi hướng Triệu Cấu đề nghị lập ai làm thái tử. Từ chuyện này, cũng có thể thấy được Nhạc Vương gia tình thương không cao. Văn thần nói lại chuyện này, cái kia Triệu Cấu cũng liền nghe một chút. Ngươi Nhạc Vương gia tay cầm trọng binh, ngươi nhắc tới chuyện này, ngươi là có ý gì a? Chuyện này thì làm Triệu Cấu rất không cao hứng, nhưng Triệu Cấu cũng biết đại khái Nhạc Vương gia tính cách, cho nên không có thật như thế nào. Chính thức khiến Triệu Cấu muốn giết Nhạc Phi có hai nguyên nhân, thứ nhất, lúc ấy Triệu Cấu tuy nhiên đem binh quyền cho Nhạc Vương gia. Nhưng là, Triệu Cấu vì khống chế binh quyền, cho nên lương bổng là từ triều đình đến cho. Thực Triệu Cấu hoàn toàn có thể cho Nhạc Vương gia từ trù, nhưng cứ như vậy, Triệu Cấu thì hoàn toàn trưởng khống không Nhạc Phi. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy, cho nên khó khăn đi nữa, hắn đều muốn cho lương bổng. Thứ hai, lúc ấy triều đình chia làm hai phái, chủ chiến cùng chủ hòa. Nhạc Vương gia là chủ chiến phái lãnh tụ a, đây chính là đảng phái chi tranh. Mà Triệu Cấu đã không đánh nổi. Lúc ấy nói Chu Tiên Trấn đại thắng, đồng thời muốn trực đảo Hoàng Long, đây là Nhạc Vương gia con cháu viết. Trên thực tế, Chu Tiên Trấn thắng lợi, trong lịch sử cũng không có nổi bật, lúc ấy cách trực đảo Hoàng Long còn rất xa. Cho nên, Triệu Cấu cũng là chủ hòa. Còn một người khác, bình thường tay cầm trọng binh võ tướng đều không có kết quả gì tốt. Tuy nhiên Triệu Cấu biết Nhạc Phi trung tâm, cõng lên không trả đâm vào tinh trung báo quốc đây. Nhưng cũng có người nói với Triệu Cấu nha, cái kia Thái Tổ Hoàng đế Triệu Khuông Dận không phải cũng là trung thần sao? Triệu Cấu coi như có thể khẳng định Nhạc Phi là trung thần, nhưng Nhạc Phi hạ nhân đâu? Mà lại, người đối với người đều là có đề phòng tâm. Tỉ như tại rừng cây trong bóng tối, trong tay hai người đều có súng, bọn họ gặp nhau về sau bản năng phản ứng là cái gì? Là xử lý trước đối phương a. Ta nào biết ngươi có thể hay không xử lý ta? Mọi thứ đều là sự tình ra có nguyên nhân, La Quân sau cùng tổng kết nói ra. Duẫn Nhi nghe liên tục gật đầu, nàng cảm thấy đi qua La Quân kiểu nói này, những lịch sử đó bên trên khó bề phân biệt sự tình cũng bắt đầu rõ ràng, đồng thời có lý có cứ.
Nói cái này nửa ngày, La Quân cùng Duẫn Nhi rốt cục có chút bối rối. Duẫn Nhi nói ra, bệ hạ, ngài nói thật đặc sắc, ngày mai ngài tiếp tục giảng cho Duẫn Nhi nghe kỹ sao. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt ha. Duẫn Nhi ngáp một cái. La Quân nhân tiện nói, tiểu nha đầu, nhanh ngủ đi. Duẫn Nhi ngay sau đó thì nhắm mắt lại. La Quân cũng liền theo ngủ. Ngày thứ hai, thiên rốt cục sáng. La Quân khi tỉnh dậy, phát hiện Duẫn Nhi không biết lúc nào chen đến trong ngực hắn. Duẫn Nhi ngủ rất lợi hại yên tĩnh, tựa hồ nàng đã tạm thời quên mất phiền não. La Quân mỉm cười, cũng không quấy rầy Duẫn Nhi giấc ngủ. Bất quá Duẫn Nhi rất nhanh liền tỉnh lại, nàng phát hiện mình tại La Quân trong ngực thời điểm, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nàng vội vàng ngồi xuống, nói ra, bệ hạ, ta. La Quân cười một tiếng, nói, thật là một cái ngốc nha đầu. Được rồi, chúng ta hôm nay tiếp tục đi đường đi. Khí trời vẫn là như thế lạnh lẽo. Bốn phía đều là bạch tuyết mênh mông, bên trong thiên địa không có bất kỳ cái gì tung tích cùng dấu chân, liền động vật dấu chân đều không có. Trên trời cũng không có phi điểu bay qua, nơi này tựa như là đắp lên thiên trừng phạt địa phương. La Quân cùng Duẫn Nhi tiếp tục chậm rãi từng bước tiến lên. Bọn họ máu túi cũng thừa không nhiều, liên tục đi ba ngày, vẫn là không có đi ra khỏi mảnh này đất tuyết, y nguyên vẫn là bạch tuyết mênh mông. Nơi này tựa như là vĩnh viễn chạy không thoát qua một dạng. Dạng này một mực trắng xóa tình huống, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Mà lúc này, máu túi cũng đã uống xong. Sau đó, hai người cũng chỉ có thể uống tuyết thủy. Nếu như một mực tìm không thấy thực vật, đi ra không được, La Quân cùng Duẫn Nhi gặp phải chết đói tình huống. Cao thủ lợi hại hơn nữa, hắn đều nhất định muốn có thực vật bổ sung, nhiệt lượng bổ sung. Không phải vậy thân thể sẽ miệng ăn núi lở. Mà La Quân cùng Duẫn Nhi cường đại mà phương chính là, bọn họ có thể so sánh người khác trèo trống đến lâu một chút. Tối hôm đó, La Quân cùng Duẫn Nhi tìm tới một cái trong đống tuyết sơn động. La Quân cùng Duẫn Nhi như nhặt được chí bảo đi vào. Bên trong hang núi kia mặt đất chính là một mảnh băng cứng, bốn phía bóng loáng, trong không khí đều là tràn ngập băng lãnh hàn ý. Bất quá cho dù là dạng này ác liệt hoàn cảnh, La Quân cùng Duẫn Nhi cũng là như nhặt được chí bảo. Hai người ở bên trong lẫn nhau tựa sát ngủ một đêm. Cái này cùng nhau đi tới, lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau, sớm đã không có nhiều cố kỵ như vậy. Sáng ngày thứ hai, La Quân cùng Duẫn Nhi bị bên ngoài quang mang hấp dẫn. Là Thái Dương, Duẫn Nhi hưng phấn kêu to lên, khuôn mặt nàng một mảnh hưng phấn đỏ hồng. Ở chỗ này trong vòng vài ngày, mỗi ngày đều là nhìn thấy bầu trời u ám một mảnh. Bây giờ có thể trông thấy đã lâu Thái Dương, cái kia thật là làm cho tâm thần người kích động sự tình. La Quân cùng Duẫn Nhi cấp tốc rời núi động, tiếp lấy bọn hắn đã nhìn thấy trong cuộc đời cảnh sắc đẹp đẽ nhất. Truyền thuyết chỉ có tại cực lãnh băng hàn chi địa tài có thể trông thấy dạng này cảnh sắc. Cái kia chính là cực quang. Cực quang. Đúng, cũng là cực quang. Cái này là La Quân cùng Duẫn Nhi gặp qua xinh đẹp nhất quang mang. Quang mang này nhan sắc từ cạn đến sâu, từ lục đến đỏ, cái gì cần có đều có. Chúng nó có giống màu sắc rực rỡ giấy mang, có giống pháo hoa, có giống cung, có giống màn cửa, có giống đạn pháo. Cơ hồ toàn bộ bầu trời đều là một bức cực quang mỹ diệu cảnh tượng. Cái này cực quang khi thì giống cao ngất ở trên đỉnh đầu mỹ lệ hình trụ, đột nhiên biến thành một bức kéo ra lều vải, về sau, lại cấp tốc cuốn thành hình xoắn ốc đầu mang. So tinh quang thôi sán, so ánh đèn chói lọi. Dạng này cảnh sắc để La Quân cùng Duẫn Nhi say mê. Mấy ngày qua, trong lòng hai người đều là uể oải. Nhưng giờ khắc này, bọn họ tâm tình bỗng nhiên tốt. Bởi vì tuy nhiên ăn không ít khổ, nhưng trước mắt dạng này cảnh sắc lại là trong đời rất khó được mỹ lệ kinh lịch. Có nhân hoa phí một đêm thời gian, trèo lên đỉnh Thái Sơn, sau đó chỉ vì gặp một phút đồng hồ mặt trời mọc. Một đời người, đều là đang đuổi tìm mỹ lệ sự vật một cái quá trình. Cái kia cảnh sắc tiếp tục vài phút về sau liền biến mất. Bên trong thiên địa có nhàn nhạt tia nắng ban mai. La Quân cùng Duẫn Nhi tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mấy ngày nay đi xuống, phía trước có đôi khi là trăm dặm vùng bằng phẳng băng nguyên, có đôi khi là dãy núi liên miên. Hai người trèo đèo lội suối, chính mình cũng không biết mình tới đi bao lâu đường. Nhưng thủy chung, hai người đều không có gặp đến bất kỳ dấu chân. Một ngày này rất nhanh liền quá khứ. Liên tiếp 15 ngày quá khứ. La Quân cùng Duẫn Nhi trọn vẹn đến cái này băng tuyết chi địa 20 ngày. Trong 20 ngày, hai người trừ phía trước 5 ngày có máu túi trèo trống.
đằng sau 15 ngày, toàn bộ dựa vào uống tuyết thủy đến chèo chống nội bộ dinh dưỡng. Mỗi ngày muốn tiêu hao không ít thể lực, lại thêm không có dinh dưỡng bổ sung. Lúc này, Duẫn Nhi thân thể ban đầu thì không tốt lắm, nàng tình huống liền càng thêm suy yếu cùng nghiêm trọng. Tại dưới tình huống như vậy, Duẫn Nhi khởi xướng sốt cao. Thân thể nàng cơ năng hoàn toàn bị nội tại nghèo đói phá hư. Trong đó tại hàng rào bị phá hư về sau, bên ngoài lạnh lẽo liền sẽ xâm nhập, kể từ đó, Duẫn Nhi cũng là trong ngoài giày vò. Nàng mặc dù là thần thông cảnh nhất trọng cao thủ, nhưng là thân thể nàng dù sao cũng là thông qua huyết tộc huyết mạch nhanh chóng tạo thành. Không hề giống La Quân là như thế này từng bước một tu luyện qua tới. Tuy nhiên La Quân về sau cũng là bởi vì đan dược tăng tốc vào thành, nhưng là lúc trước hắn cơ sở đánh rất tốt, bên trong tăng sức mạnh sớm đã tu luyện được thông hiểu đạo lý. Cho nên giờ phút này, La Quân còn có thể kiên trì. La Quân tuy nhiên có thể kiên trì, nhưng trên người hắn cũng tràn ngập cảm giác bất lực. Tại dưới tình huống như vậy, La Quân cũng không dám dừng lại xuống tới. Nơi này là thật kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cho nên một khi ở chỗ này trầm tĩnh lại, chờ đợi xuống dưới. Như vậy kết quả duy nhất đó là một con đường chết. Trong buổi tối, La Quân không dám để cho Duẫn Nhi đợi tại tuyết trong ổ. Bởi vì Duẫn Nhi thân thể phát sinh biến hóa, nàng nhịn chịu không nổi giá lạnh, nàng cần ấm áp. Mà La Quân lúc này, nhất định phải thay đổi mình thể chất. Để cho mình cũng trở thành nhiệt huyết chi thân, như thế mới có thể cho Duẫn Nhi ấm áp. Đối với La Quân tới nói, cũng là một cái thống khổ lịch trình. Nhưng vì Duẫn Nhi, La Quân nghĩa vô phản cố. Hắn nỗ lực khống chế khí huyết, đem thân thể sấy khô nóng về sau, tiếp theo, hắn tìm có thể che chắn gió tuyết dưới vách núi đá mặt. Sau đó thì dùng bỏ đi Duẫn Nhi áo ngoài. Tiếp theo, hắn trần truồng ôm Duẫn Nhi, bên ngoài dùng màu vàng sáng áo choàng bọc lấy. Duẫn Nhi bên trong chỉ mặc tử sắc áo ngực, tuyết da thịt trắng cùng sung mãn dán La Quân lồng ngực. Dạng này tràng cảnh là phi thường mập mờ. La Quân tâm lý lại là không có bất kỳ cái gì một điểm kiều diễm tâm tư. Hắn ôm thật chặt Duẫn Nhi, tận lực cho Duẫn Nhi ấm áp. Nơi này đến là địa phương nào a? La Quân ở trong lòng nhịn không được hò hét. Ở thời điểm này, hắn dù cho biết mình khả năng đi nhầm phương hướng, nhưng hắn cũng không có đường quay về. Bởi vì lại quay đầu, vậy khẳng định là còn có 20 ngày lộ trình. Hắn cùng Duẫn Nhi kiên trì không 20 ngày, thậm chí nói, Duẫn Nhi kiên trì bất tam thiên. Theo thời gian chuyển rời, Duẫn Nhi tình huống chuyển biến xấu hội càng thêm rõ ràng. La Quân chỉ có thể cược phía trước là tiền đồ tươi sáng. Trong bóng đêm, gió bắc gầm thét. Tuyết lông ngỗng nhao nhao hạ xuống, từng mảnh, giống như sền sệt sợi bông. Bên trên bầu trời, Itegumo dày đặc. Duẫn Nhi suy yếu vô cùng, nàng tại trong mơ mơ màng màng, lại cảm thấy có ấm áp dịch thể tuôn hướng trong thân thể. Duẫn Nhi đột nhiên giật mình tỉnh lại, nàng lập tức liền trông thấy La Quân lại tại cắt mạch cho ăn máu cho nàng. Bệ hạ, Duẫn Nhi há mồm. Không cần nói, cũng đừng lãng phí. La Quân trầm giọng nói ra. Từng viên đại giọt nước mắt nhất thời từ Duẫn Nhi trong hốc mắt trượt ra tới. Duẫn Nhi giờ khắc này đối La Quân đã là khăng khăng một mực. Cái này trong 20 ngày, hai người mặc dù không có kinh lịch hắn kinh tâm động phách. Nhưng là 20 ngày lẫn nhau đến đỡ, sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ càng nhiều là tâm linh giao lưu. La Quân cho Duẫn Nhi cho ăn máu cũng là không có cách nào sự tình, hắn hiện tại tự thân thể cũng đã suy yếu tới trình độ nhất định. Bất quá tình huống so Duẫn Nhi muốn tốt hơn nhiều, nhưng Duẫn Nhi nếu như không hấp thu dinh dưỡng, không khôi phục thân thể cơ năng, nàng sẽ chết rất nhanh. La Quân cho ăn một số về sau, hắn liền có chút choáng váng. Hắn lúc này đình chỉ cho ăn máu. La Quân lập tức cũng liền phát hiện một kiện hỏng bét sự tình. Đó chính là hắn vết thương thế mà rất khó cầm máu. Điều này nói rõ thân thể của hắn cơ năng cũng đang giảm xuống. Như là trước kia, một khi đình chỉ cho ăn máu, vết thương của hắn chỗ có thể cấp tốc phải. La Quân hít sâu một hơi, như thế mới dừng máu. Có thể đả thương miệng muốn vảy thì phải cần một khoảng thời gian. Duẫn Nhi đang hấp thu La Quân máu tươi về sau, nàng ngủ thật say. La Quân ôm thật chặt ở Duẫn Nhi. Một đêm này như vậy quá khứ. Buổi sáng thời điểm, Duẫn Nhi tỉnh lại. Nàng cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều, nhưng nàng lại phát hiện La Quân tóc, lông mày toàn bộ đông lại. Mà lại La Quân cũng lâm vào chiều sâu ngủ say. Duẫn Nhi nhất thời hãi nhiên, vội vàng hô, bệ hạ. Duẫn Nhi liên tiếp hô vài tiếng,
La Quân lúc này mới mở to mắt. Hắn sắc mặt tái nhợt một mảnh, hắn nhìn về phía Duẫn Nhi, Duẫn Nhi gương mặt bên trên có một ít hồng nhuận phơn phớt. Ngươi sốt cao lui sao? La Quân mừng rỡ hỏi. Duẫn Nhi gặp La Quân chính mình cái này bộ dáng, nhưng hắn lại là nhất tâm quan tâm chính mình. Nhất thời, Duẫn Nhi hốc mắt thì đỏ, nàng trọng trọng gật đầu. La Quân thở phào, nói ra, vậy là tốt rồi. Bệ hạ, người cảm giác thế nào? Duẫn Nhi hỏi. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta rất khỏe đây. Trên thực tế, hắn cảm thấy thân thể đã mềm nhũn bất lực. Mà lại, hắn cũng cảm thấy thân thể càng phát ra lạnh lẽo, hắn không quá có thể thừa nhận được bên ngoài loại này lạnh lẽo. Nhưng La Quân không muốn để cho Duẫn Nhi lo lắng, hắn thì nói như vậy nói. Duẫn Nhi hơi hơi thở phào. Sau đó, nàng cũng liền ý thức được chính mình giờ phút này cùng La Quân tư thế là rất lợi hại mập mờ. Nhưng nàng tuy nhiên đỏ mặt, nhưng không có dãy giụa. Ngược lại, nàng rất lợi hại dũng cảm nhìn về phía La Quân. Nàng trong đôi mắt như có một đoàn nhiệt tình hỏa diễm. La Quân ngược lại có chút xấu hổ. Duẫn Nhi bỗng nhiên góp miệng lưỡi bên trên La Quân môi. La Quân nhất thời cả thân thể đều là chấn động. Sau đó, Duẫn Nhi thì thẹn thùng gục đầu xuống. Lần này, La Quân nhất thời cảm giác được chính mình có chút nóng máu sôi trào, tinh thần đầu tốt hơn nhiều. Thậm chí bụng dưới có cỗ nhiệt khí trưng bốc lên. Nam nhân thật là một cái rất kỳ quái sinh vật. Một người nam nhân nếu như leo núi bỏ đến cuối cùng, đã mệt mỏi nằm xuống. Rõ ràng đã động một cái cũng không thể động, nhưng lúc này nếu là có cái mỹ nữ đến trêu chọc, ôm ấp yêu thương, cam đoan cái nam nhân này lập tức tinh thần 10 phần, nâng thương liền có thể khởi công. Loại biểu hiện này là não vực khống chế thân thể một loại vô cùng cụ thể biểu hiện. Não vực hệ thần kinh là vô cùng cường đại. Mà lại, người tại chiều cao ốc nhảy đi xuống thời điểm, phần lớn là bị hù chết. Nói cách khác, não vực có thể trực tiếp sử dụng hệ thần kinh để thân thể tử vong. Cũng có thể sử dụng hệ thần kinh để thân thể hưng phấn. Lúc này, Duẫn Nhi chủ động dâng nụ hôn thực cũng là một loại cho thấy cõi lòng. La Quân tay lập tức liền trèo lên Duẫn Nhi sung mãn. Duẫn Nhi nhất thời thân thể chấn động, lộ ra nhưng lúc này, nàng hệ thần kinh cũng đang phát sinh biến hóa. Duẫn Nhi tuy nhiên chấn một chút, nhưng nàng không có ngăn cản cùng kháng cự La Quân hành động. La Quân dục vọng bị trêu chọc đứng lên, hắn lập tức hôn lên Duẫn Nhi môi. Duẫn Nhi nhắm mắt lại, nàng thỏa thích mà say mê. La Quân cùng Duẫn Nhi quên mình mà ngọt ngào hôn cùng một chỗ. Mạt về sau, La Quân cùng Duẫn Nhi rời môi. Duẫn Nhi thẹn thùng vô hạn vùi sâu vào La Quân ôm ấp. Lúc này, La Quân cũng không có kiềm chế chính mình tình cảm. Lại nói hắn tu vi cho tới hôm nay tình trạng này, cũng không muốn qua kiềm chế chính mình tình cảm. Huống chi, hai người ở chỗ này đã là sinh tử chưa biết, lẫn nhau đều là lẫn nhau duy nhất dựa vào cùng ký thác. Như không phải là bởi vì nơi này điều kiện quá ác liệt, La Quân đều hữu tâm đem Duẫn Nhi ở chỗ này cho ăn không còn sót lại một chút cặn. La Quân cùng Duẫn Nhi thể lực khôi phục một số, hai người tiếp tục đi đường. Bọn họ đi rất chậm, Duẫn Nhi thân thể ngược lại là tốt hơn nhiều. Nhưng La Quân lại càng phát ra suy yếu. Bên ngoài lạnh lẽo đã đánh tan thân thể bọn họ phòng ngự chế độ. Cái này lạnh lẽo một khi chính thức xâm nhập đến bên trong, đó là chí mạng uy hiota. La Quân cùng Duẫn Nhi tu vi cường đại, nếu như hai người một mực có năng lượng bổ sung. Như vậy mặc kệ nơi này đến cỡ nào lạnh lẽo, bọn họ cũng sẽ không sợ. Nhưng bây giờ không có cái gì ăn, không có năng lượng bổ sung, hai người bọn họ cũng là không thể làm gì. Có một câu gọi là không bột đố gột nên hồ. La Quân cùng Duẫn Nhi cũng là dưới mắt cái này tình huống. Bọn họ tu vi mặc kệ cường đại cỡ nào, thân thể có bao nhiêu lợi hại, có thể một mực không có năng lượng bổ sung, cái kia chính là không có cách. Ba ngày sau đó, La Quân cùng Duẫn Nhi bị chôn ở trong đống tuyết. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, bọn họ đã tư duy mơ hồ, toàn thân đều bị đông cứng thành cứng rắn băng khối. Hai người huyết dịch tiếp cận ngưng kết. Bọn họ đã không thể nhúc nhích. Ý thức cũng đang dần dần mơ hồ. Nhưng hai người cũng chưa chết, lúc này bởi vì bọn hắn một mực bản năng che chở trong óc một điểm hỏa quang. La Quân đã hôn mê thời điểm có quá nhiều không cam lòng cùng tiếc nuối, đồng thời cảm thấy lão tổ tông hố cha a. Nếu như không phải lão tổ tông cầm nang diệu kế, hắn nhất định sẽ không trốn tới nơi này. Nếu như trốn hướng mặt ngoài, cái kia còn có một đường sinh cơ. La Quân tại cái kia một cái chớp mắt. Trong đầu như phù quang lược ảnh đồng dạng lóe lên rất nhiều ý nghĩ.
hắn chả có quá nhiều chấp niệm, hắn còn muốn giết trở về, một lần nữa trở thành bệ hạ. Hắn chả muốn tự tay mình giết Thả Vĩnh Long, còn muốn bước Trần Thiên Nhai tại mẫu thân trước mộ phần quỳ xuống, còn muốn cho Trần Diệc Hàn ở trước mặt mình phủ phục quỳ xuống. Đây đều là hắn nhớ mãi không quên thù cùng hận. Có thể lúc này, hết thảy đều đã là vô lực hồi thiên. La Quân rốt cuộc khống chế không nổi, trong đầu truyền đến mãnh liệt bối rối. Cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể đều tại thả lỏng. Sở hữu khó chịu đều đã biến mất, cả thân thể ấm ấm áp áp, tựa như là trở về đến mẫu thân thai trong cơ thể, quanh thân bị nước ối kiện hàng. La Quân nhìn không được nhắm mắt lại. Hắn ngủ. Hắn đã quá mệt mỏi, lúc này liền rốt cục ngủ mất. Nếu là thường nhân, giờ khắc này là chân chính hướng đi tử vong. Nhưng La Quân cùng Duẫn Nhi vẫn còn kéo lại sau cùng một hơi. Cũng không biết qua bao lâu, La Quân chỉ cảm thấy bốn phía là một vùng tăm tối. Dần dần, hắn bắt đầu có chi giác. Sau đó, La Quân từ từ mở mắt. Hắn mở mắt ra, bốn phía vẫn là một vùng tăm tối. Nhưng La Quân nhạy cảm giác được ngủ đất phương tựa hồ sinh ra biến hóa. Đó cũng không phải tại trong đống tuyết, mà chính là nằm tại ấm áp trên giường. Tuy nhiên giường rất lợi hại cứng rắn, nhưng đệm dưới thân thể cũng là bị tử. La Quân không khỏi đại hỉ, hắn đương nhiên biết mình không chết, hắn tại lần này kiếp nạn bên trong, một mực đem trong óc tinh tinh chi hỏa giữ vững, làm sao cũng không cho sau cùng một hơi dập tắt. Cái này giống như là một chiếc dầu hỏa đèn, mặc kệ hỏa tinh cỡ nào yếu ớt, chỉ cần không tắt, liền có thể chấm nhỏ liễu nguyên. Thân thể khí bất diệt, mặc kệ La Quân thân thể cỡ nào hỏng bét, chỉ cần có năng lượng bổ sung, hắn liền có thể cấp tốc khôi phục lại. La Quân cảm giác được thân thể ấm áp rất nhiều, mà lại trong thân thể khẩu khí kia cũng nhận được một chút bổ sung. Hẳn là bị người cho ăn thực vật. Bất quá tuy nhiên như thế, hắn vẫn cảm thấy toàn thân đều không có khí lực gì. La Quân nỗ lực vươn tay, hắn phát hiện mình vị trí là một cái cùng loại túi ngủ tồn tại. Đồng thời, hắn cảm giác được bên người mềm mại có người. Hắn lập tức tìm tòi quá khứ, một chút thì tìm tòi đến đối phương mặt. Là Duẫn Nhi, La Quân không khỏi kinh hỉ. Duẫn Nhi vẫn là tại trong hôn mê. La Quân nhìn xuống trong nội tâm cuồng hỉ, hắn biết mình cùng Duẫn Nhi khẳng định là được người cứu. Không phải vậy không có khả năng bỗng dưng có cái túi ngủ. La Quân hít sâu một hơi, hắn gian nan đem túi ngủ khóa kéo ra. Sau đó, trước mắt rốt cục xuất hiện yếu ớt ánh sáng. Bốn phía lại là một cái hắc ám sơn động, cũng không có quang mang chiếu vào. La Quân rất lợi hại nỗ lực ngồi xuống, hắn tiếp lấy đi xem Duẫn Nhi. Duẫn Nhi ngủ say lấy, thân thể nàng vẫn là rất lợi hại suy yếu, nhưng hô hấp cũng rất an ổn. Cũng không có nguy hiểm tính mạng. La Quân cố hết sức chui ra túi ngủ, hắn nhạy cảm phát hiện động khẩu có người. La Quân đứng lên, hướng động khẩu đi đến. Hắn biết là động khẩu người cứu hắn cùng Duẫn Nhi. Đi tới cửa động trước, La Quân lập tức liền trông thấy một người mặc kỵ sĩ phục, cũng khoác ngân sắc áo choàng thanh niên. Thanh niên này nhìn 27-28 tuổi. Hắn thoạt nhìn là cái phía tây người da trắng, mà lại là thời trung cổ loại kia. Bởi vì hắn bên hông phối kỵ sĩ tam giác kiếm. Mà lại, hắn đứng thẳng rất là thẳng tắp, sắc mặt cũng là cẩn thận tỉ mỉ. La Quân nội tâm là hoan hỉ, bởi vì hắn tại cái địa phương quỷ quái này đã kinh lịch quá nhiều tuyệt vọng. Bây giờ rốt cục nhìn thấy một người sống a. Người tốt, La Quân dùng tiếng Anh nói ra. Ngân y kỵ sĩ sắc mặt đạm mạc nhìn về phía La Quân. Hắn cũng không mở miệng. La Quân trầm giọng nói ra, đa tạ người ân cứu mạng. Hắn sau khi nói xong thật sâu làm vái chào. Ngân y kỵ sĩ cứ như vậy nhìn lấy La Quân, hắn nhìn chằm chằm La Quân nhìn thật lâu. La Quân tâm lý bị nhìn mau mau. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân tại vị này ân nhân cứu mạng trước mặt đều biểu hiện được thành thật. Ngân y kỵ sĩ sau một hồi khá lâu mới hỏi, người cùng người đồng bạn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở cái này lưu đày chi địa? Hắn nói là tiếng Anh. Rất lợi hại thuần chủng tiếng Anh. La Quân giao lưu dạy tiếng Anh đến cũng không có cái gì chướng ngại, hắn không khỏi kỳ quái nói, lưu đày chi địa. Có ý tứ gì? Ngươi không biết nơi này là lưu đày chi địa. Ngân y kỵ sĩ trong mắt lóe lên kỳ quái thần sắc. La Quân lắc đầu, nói ra, ta không biết. Ngân y kỵ sĩ trong mắt không khỏi hiện lên một sợi tinh quang. Hắn hỏi, ngươi là nơi nào người tới? Vì cái gì ngươi phục sức cổ quái như vậy? Còn có, ta nhìn thấy ngươi cùng ngươi đồng bạn rõ ràng đã đông thành khối băng. Dựa theo lẽ thường,
các ngươi đều nên chết sớm. Có thể các ngươi vì cái gì không có chết? Ngân y kỵ sĩ hiển nhiên đối La Quân cùng Duẫn Nhi tràn ngập hiếu kỳ. Đây cũng là hắn cứu La Quân cùng Duẫn Nhi rất lớn một nguyên nhân. Hắn là dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải đã bị chôn vùi tại trong đống tuyết La Quân cùng Duẫn Nhi. Lúc đó ngân y kỵ sĩ coi là trong đống tuyết có thực vật tồn tại, không nghĩ tới đảo ra hai người tới. Mà lại, ngân y kỵ sĩ ngạc nhiên phát hiện, hai cái này bị đông thành băng côn người thế mà còn có yếu ớt khí tức. Cho nên hiếu kỳ ngân y kỵ sĩ đối La Quân cùng Duẫn Nhi tiến hành thi cứu. Dưới mắt, ngân y kỵ sĩ đối La Quân hiếu kỳ. La Quân nhưng cũng đối trước mắt ngân y kỵ sĩ hiếu kỳ, càng với cái thế giới này tràn ngập hiếu kỳ. La Quân căn bản là có thể khẳng định, hắn đã vào vị trí của mình mặt không gian bên trong. Ngay sau đó, La Quân trước khi nói ra, ta cùng ta đồng bạn đến là từ đâu nhi đến, ta nhất thời bán hội cũng khó mà giải thích rõ ràng. Nhưng rất lợi hại vấn đề mấu chốt là, ta không biết nơi này đến là thuộc tại địa phương nào. Hắn nói có chút cố hết sức, dứt khoát thì ngồi xuống. Ngồi xuống về phía sau, La Quân thì từng ngụm thở khí thô tới. Ngân y kỵ sĩ từ trong túi quần móc ra một dạng sự vật, sau đó ném về phía La Quân, nói, cho ngươi, ăn đi. La Quân tiếp nhận, hắn tiếp đến tay về sau liền cũng thấy rõ ràng. Đây cũng là một cái màu đen hoa quả, theo cái quả đào kích cỡ tương đương. Đem ra lột bỏ liền có thể ăn, ngân y kỵ sĩ nói ra. La Quân đại hỉ, nói ra, đa tạ. Bất quá hắn lại không có gấp ăn, mà chỉ nói, ta có thể đem trái cây này cho ta đồng bạn a. Ngân y kỵ sĩ nao nao, trong mắt của hắn thoáng hiện một tia phức tạp quang mang. Sau đó, hắn nói ra, có thể. La Quân nhân tiện nói, cảm ơn. Hắn trước đem trái cây lột ra, khiến người bất ngờ là, bề ngoài nhìn diện mạo xấu xí trái cây, một khi lột ra về sau, bên trong lại là trắng như tuyết một mảnh thịt quả. La Quân trước ăn một miếng. Trái cây này mới nhìn xấu xí, mà lại cứng rắn. Nhưng bên trong thịt quả cũng rất mềm, vào miệng tan đi. La Quân không khỏi mừng rỡ, hắn ăn hai miệng nhỏ. Cái kia thịt quả tiến nhập thể nội, lập tức hóa thành nhiệt lượng. Nhiệt lượng cấp tốc bổ sung thân thể năng lượng. Tuy nhiên cái này nhiệt lượng rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho La Quân phấn chấn rất nhiều. Hắn cảm giác đầu đều thanh tỉnh rất nhiều. Sau đó, La Quân đi vào Duẫn Nhi trước người. Hắn trước mắt nhìn ngân y kỵ sĩ, chờ phát hiện ngân y kỵ sĩ không có tới, hắn mới đưa thịt quả phóng tới miệng bên trong cắn nát, sau đó trực tiếp đút tới Duẫn Nhi miệng bên trong. Như thế một phen dày vò, Duẫn Nhi mới tính đem chọn cái trái cây ăn hết. Trước đó La Quân cùng Duẫn Nhi tại trong hôn mê cũng là ăn một ít gì đó, nhưng vậy cũng là ngân y kỵ sĩ đem thịt quả bóp nát, hỗn hợp tuyết thủy đút vào hai người trong bụng. Duẫn Nhi ăn trái cây về sau, sắc mặt nàng có một tia hồng nhuận phơn phớt. Bất quá nàng vẫn là tại ngủ say bên trong. Duẫn Nhi cùng La Quân hấp thu năng lực là rất cường hãn. La Quân lúc này cũng xác định Duẫn Nhi đã không có nguy hiểm tính mạng, như thế hắn vừa rồi lại cái dám điên chạy đến ngân y kỵ sĩ trước mặt. Đa tạ các hạ cứu giúp, La Quân lần nữa cảm tạ. Ngươi không phải chúng ta cái này mất phương hướng đại lục người. Ngân y kỵ sĩ hiếu kỳ hỏi, nếu là mất phương hướng đại lục người, lại sao lại không biết cái này lưu đầy chỗ chết? Mà lại, quần áo ngươi cùng trang phục quá cổ quái. Nơi này là mất phương hướng đại lục, La Quân ngược lại là nghe ra quan trọng tin tức. Hắn cảm thấy kỵ sĩ này, cái này mất phương hướng đại lục kết hợp với nhau. Làm sao lại như vậy giống là ma pháp huyền huyễn bên trong mới có cái gì đâu. Ngươi liền mất phương hướng đại lục cũng không biết, ngân y kỵ sĩ sắc mặt càng thêm cổ quái. La Quân lắc đầu. Vậy ngươi đến là từ đâu đến? Ngân y kỵ sĩ lập tức hỏi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta đến từ chỗ nào đến, cái kia thật là có chút một lời khó nói hết. Ta nếu nói ta là từ thế giới bao la mà đến, nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu sao? Thế giới bao la? Ngân y kỵ sĩ sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn nói ra, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết chủ thế giới? Cái gì chủ thế giới? La Quân không khỏi hiếu kỳ. Ngân y kỵ sĩ nói ra, tại chúng ta thánh điển bên trên có qua liên quan tới chủ thế giới ghi chép. Chủ thế giới chính là địa cầu trong trung tâm, mà chúng ta mất phương hướng đại lục là trùng điệp không gian chi bên trong một cái. La Quân không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên là tiến vào vị diện không gian. Nếu như thánh điển bên trên thật có như thế ghi chép lời nói, vậy ta cùng ta đồng bạn thật là từ chủ thế giới mà đến. La Quân nói ra, ngân y kỵ sĩ không nguyên do hứng thú, hắn nói ra,
ta tại thánh điển bên trong thấy qua liên quan tới chủ thế giới ghi chép, nghe nói chủ thế giới bên trong không khí rất là không ổn, cực độ không thích hợp nhân loại sinh tồn. Đây là thật sao? La Quân nói ra, chủ thế giới không khí tuy nhiên không tốt lắm, nhưng vẫn là thích hợp nhân loại sinh tồn. Hắn đón đến, nói ra, ta họ La, tên một chữ một cái quân chữ. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Ngân y kỵ sĩ trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra, ngươi có thể gọi ta Đa Luân Tư. La Quân liền trịnh trọng nói ra, Đa Luân Tư, cảm ơn ngươi cứu ta cùng ta đồng bạn. Nếu không phải có ngươi, ta nghĩ ta cùng ta đồng bạn đều đã chết tại mảnh này băng nguyên phía trên. Đa Luân Tư cũng không để ý La Quân cái này một gốc dạ, hắn nói ra, chủ thế giới đến là cái dạng gì. La Quân nao nao, bất quá hắn cũng có thể lý giải Đa Luân Tư hiếu kỳ. Thì giống mình bây giờ cũng rất muốn biết cái này mất phương hướng đại lục là chuyện gì xảy ra. Nhưng là dưới mắt Đa Luân Tư là chiếm cứ sân nhà, cho nên chỉ có thể từ La Quân đến trước tiên nói. Ngay sau đó, La Quân cũng liền bắt đầu giới thiệu thế giới bao la phân bố. Cũng may La Quân còn tính là cái học rộng người, đem thế giới bao la quốc thổ cùng thất đại châu, tứ đại dương đều có thể nói đại khái đi ra. Mà lại, hắn nói dưới mắt thế giới bao la khoa học kỹ thuật trình độ cùng nhân khẩu phân bố mật độ. La Quân trọn vẹn nói nửa giờ, trong lúc này hắn cảm giác quá mức cố hết sức, lại không khỏi thở hổn hển. Đa Luân Tư không nói hai lời liền cho La Quân lại một cái trái cây màu đen. La Quân đem trái cây ăn về sau, tinh lực liền khôi phục rất nhiều. Hắn tiếp tục thuật nói đến. Một tiếng đồng hồ sau, La Quân liền đem thế giới bao la giới thiệu cái 7-8 phần. Đa Luân Tư sau khi nghe xong không khỏi chấn kinh, nói ra, chủ thế giới thế mà khổng lồ như vậy, nhân khẩu nhiều như thế. Khó trách, cái kia quái có thể được xưng là chủ thế giới. Bất quá, Đa Luân Tư lại cảm thấy thật không thể tin, nói ra, người nói các ngươi nơi đó, người có thể ở nhờ phi cơ bay lên không trung. Mà lại có thể mang theo mấy trăm người đồng thời bay lên không trung. Cái này sao có thể? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nào chỉ là bay lên không trung, khoa chúng ta kỹ có thể để người ta bay ra địa cầu, tiến vào các ngươi đoán gặp mặt trăng bên trong, còn có vũ trụ mênh mông bên trong. Khoa chúng ta kỹ cũng là có thể quá khứ. Đa Luân Tư kinh hãi cùng cực, hắn nói ra, tại chúng ta mất phương hướng đại lục, coi như là lợi hại nhất Hades ma đạo sư, ma pháp của hắn cũng chỉ có thể chèo chống 10 người bay ra trăm dặm. Chủ thế giới lại có thể làm đến trình độ như vậy. La Quân hiện tại là rất muốn biết rõ mất phương hướng đại lục tình huống. Hắn nghe được Đa Luân Tư nói ma đạo sư lúc, trong lòng cũng là chấn kinh, ma đạo sư. Cái gì là ma đạo sư? Đa Luân Tư hỏi lại La Quân, nói, chẳng lẽ tại các ngươi chủ thế giới bên trong, không có ma pháp tồn tại? La Quân lắc đầu, nói ra, chưa từng có. Ma pháp là cái gì? Thật chẳng lẽ theo Harry Potter bên trong ma pháp một dạng? La Quân thầm suy nghĩ, hắn vẫn tương đối biết ma thuật nhiều một ít. Đa Luân Tư nói ra, ma pháp chính là, tại chúng ta mất phương hướng trong đại lục chia làm hai cái giống loài, một cái là võ sĩ, một cái là ma pháp sư. Võ sĩ cận chiến, ma pháp sư thích hợp viễn chiến. Vậy ngươi khẳng định là võ sĩ? La Quân hỏi. Đa Luân Tư nói ra, ta chính là thánh giáo đình thánh kỵ sĩ, truyền thừa giáo đình thánh lực, cùng phổ thông vũ sĩ lại có chút khác biệt. La Quân đối võ sĩ, kỵ sĩ, thánh lực gia trì những vật này còn có thể lý giải. Thánh lực đại khái cũng là cùng huyết tộc huyết mạch sinh ra chiến đấu lực là không sai biệt lắm. Mà ma pháp sư, ma pháp là thế nào sinh ra? La Quân lập tức hỏi, vậy là cái gì ma pháp? Đa Luân Tư nói ra, ma pháp chính là, hắn tựa hồ có chút khó mà giải thích. Đa Luân Tư ngừng lại một trầu về sau nói ra, ngươi có thể hay không cảm nhận được trong không khí tràn ngập một số nguyên tố. Cái gì nguyên tố? La Quân cảm thấy cái này mất phương hướng đại lục vô cùng mới lạ, lập tức hỏi. Chúng ta chỗ cảm thụ ánh sáng chính là quang nguyên tố, chúng ta sử dụng hỏa chính là hỏa nguyên tố tạo thành. Còn có thổ nguyên tố, thủy nguyên tố, cùng mộc nguyên tố. Tại chúng ta mất phương hướng đại lục, hết thảy có 6 loại nguyên tố. Phân biệt cũng là quang nguyên tố, hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, thủy nguyên tố, mộc nguyên tố. Đây chỉ có 5 loại A, La Quân nói ra. Lớn nhất loại sau nguyên tố là hắc ám nguyên tố. Đa Luân Tư nói ra, hắc ám nguyên tố là tà ác hắc ám ma pháp sư tu luyện, chính là đại lục ở bên trên chính nghĩa chi sĩ người người có thể chu diệt. La Quân không khỏi nhức cả trứng, tâm đạo, được rồi, thật là có cái kỳ quái hắc ám ma pháp. Đây là hiện thực bản Harry Potter hở. Như thế nào mới có thể thành làm một cái ma pháp sư?
La Quân hỏi. Đa Luân Tư nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ta nghĩ ta minh bạch. Cái gì minh bạch, La Quân nhất thời cảm thấy không khỏi rượu. Đa Luân Tư nói ra, các ngươi chủ thế giới bên trong thế giới cùng mất phương hướng đại lục cũng không giống nhau. Các ngươi nơi đó không có ngũ hành nguyên tố tồn tại, cho nên, các ngươi không có cách nào đến cảm thụ ngũ hành nguyên tố, thành tựu ma pháp sư. La Quân nói ra, chủ thế giới bên trong ánh sáng là đến từ Thái Dương, trong không khí có thuộc về ánh sáng từ trường phần tử. Cũng có thuộc về lôi điện từ trường phần tử, còn có chúa tể thời không từ trường phần tử. Nhưng là chúng ta xác thực không có ngũ hành nguyên tố thuyết pháp. Đa Luân Tư nói ra, tại chúng ta mất phương hướng trong đại lục, mà pháp sư tử sinh ra tới liền sẽ có một loại cố định thuộc tính. Có người là mộc thuộc tính, như vậy hắn sinh ra tới liền sẽ mộc hệ ma pháp. Có người là quang thuộc tính, cái kia chính là quang hệ ma pháp sư. Còn có người là song hệ ma pháp sư. Hắn đón đến, tiếp tục nói, đương nhiên, ma pháp sư cũng không phải người nào đều có thể làm. Tại chúng ta mất phương hướng trong đại lục, ma pháp sư là phượng mao lân giác tồn tại. Mỗi một cái ma pháp sư đều lại nhận quốc gia coi trọng cùng lễ ngộ. Cấp bậc càng cao, nhận tôn trọng càng cao. Mà phần lớn người đều là giống như ta vậy, không thuộc về bất luận cái gì thuộc tính. Giống như ta vậy tồn tại, vậy cũng chỉ có thể làm võ sĩ. La Quân trong đầu liền lập tức có cái đại khái hình dáng. Cái này mất phương hướng trong đại lục có thế giới bao la không sở hữu ngũ hành nguyên tố. Phải nói, không phải thế giới bao la không có cái này ngũ hành nguyên tố. Mà chính là nơi này ngũ hành nguyên tố phá lệ nồng đậm. Mà ma pháp sư thì là trời xanh dị bẩm tồn tại. Tựa như tại thế giới bao la bên trong, có ít người từ sinh ra tới bắt đầu, liền sẽ một loại nào đó đặc dị công năng. Ma pháp sư thì là một nhân vật như vậy. Ma pháp sư từ sinh ra tới thì có thể cảm nhận được dư giả nguyên tố chi lực, bọn họ liền học sẽ như thế nào vận dụng nguyên tố chi lực. Như thế liền thành ma pháp sư. Đây là một cái có thể giải thích đến thông đạo để ý. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, cái kia muốn làm sao phán đoán chính mình là không là ma pháp sư. Đa Luân Tư nói ra, thông qua vuốt ve ma pháp thủy tinh bóng tiến hành minh tưởng bên trong, thì có thể xác định chính mình là cái kia nhất hệ ma pháp sư. Nếu như mình không nghĩ ra được, vậy liền đại biểu không thích hợp tu luyện ma pháp. La Quân ngược lại là sinh ra hiếu kỳ, nói, nơi nào có ma pháp thủy tinh bóng. Đa Luân Tư nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ngươi một chút chính mình là không là ma pháp sư? La Quân nói ra, thử một lần cũng không có gì chỗ xấu. Đa Luân Tư nói ra, ta không có ma pháp thủy tinh bóng, nếu như ngươi có cơ hội đến Thiên Nguyên Đế Quốc, ngươi có thể đi ma pháp sư trong công hội chắc thí một phen. La Quân vui mừng trong bụng, hắn nói ra, Thiên Nguyên Đế Quốc. Thiên Nguyên Đế Quốc ở đâu? Cái này mất phương hướng trong đại lục đến là tình huống như thế nào phân bố? Lại có bao nhiêu nhân khẩu? Đa Luân Tư nói ra, mất phương hướng đại lục cùng sở hữu 7 quốc gia, bên trong lấy Thiên Nguyên Đế Quốc cường đại nhất. Chủng tộc chung có nhân loại, tinh linh, ải nhân, còn có viễn cổ long tộc cùng bán thú nhân. La Quân tâm lý liền có cái đại khái hình dáng. Bất quá thực những vật này đều cùng La Quân cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn hiện tại khẩn yếu nhất là tìm tới có người địa phương, ăn vào đầy đủ thực vật, hấp thu đầy đủ dinh dưỡng. Chờ đợi thân thể khôi phục về sau, lại đi đem Trầm Mặc Nùng các nàng tìm tới. Tìm được về sau thì phải nghĩ biện pháp trở lại thế giới bao la bên trong. Cái này mất phương hướng đại lục bất quá là một cái vị diện không gian, La Quân không muốn ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Ngay sau đó, La Quân thì hỏi Đa Luân Tư, nói, vậy ta hiện tại vị trí lưu đày chi địa là có ý gì? Nơi này cách Thiên Nguyên Đế Quốc có bao xa? Đa Luân Tư nói ra, lưu đày chi địa chính là một khối tội, là mất phương hướng đại lục ở bên trên hoàn cảnh ác liệt nhất địa phương. Hắc ám ma pháp sư, còn có một số tội ác tài trời người đều sẽ bị trục xuất tới mảnh này hàn băng chi địa bên trên. Mà quan trọng hơn là, trên phiến đại địa này, còn bị cầm tù một đầu hắc ám ma long. Hắn đón đến, nói ra, người bây giờ vị trí địa phương là tại lưu đày chi địa chỗ sâu nhất ma uyên bên trong. Nghe nói hắc ám ma long liền bị cầm tù tại vùng này. Mà ở trong đó cách Thiên Nguyên Đế Quốc khoảng chừng 38.000 dặm. Mà mẹ nó, La Quân chỉ cảm thấy đầu tối đen, thân thể lắc lắc, cái này tuyệt bức là vô cùng lớn tin dữ a. Chính mình quả nhiên là đi phương hướng ngược. 38.000 dặm, liền xem như chính mình toàn thịnh thời kỳ cũng rất khó đi trở về. Huống chi chính mình cùng Duẫn Nhi hiện tại cũng đã nửa tàn. La Quân đồng thời nhìn về phía Đa Luân Tư,
nói ra, người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đa Luân Tư nghe vậy, hắn ánh mắt lạnh xuống. Sau đó, hắn nhạt lạnh nói ra, cái này không có quan hệ gì với ngươi. La Quân ăn bế môn canh, hắn cũng thì không hỏi thêm nữa vấn đề này. Vậy ngươi trước mắt muốn đi đâu? La Quân hỏi, chúng ta có thể cùng ngươi đồng hành sao? Không thể, Đa Luân Tư trực tiếp cự tuyệt. La Quân nói, ách. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, mặc kệ như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Đa Luân Tư quét mắt một vòng La Quân, hắn nói ra, các ngươi tại sao muốn từ chủ thế giới đi vào mất phương hướng đại lục? La Quân nói ra, một lời khó nói hết, ta vốn là còn một đám đồng bạn. Tại một lần chính biến bên trong, ta cùng ta đồng bạn vì đào mệnh, tiến vào chúng ta lão tổ tông thiết chí vị diện thông đạo bên trong. Sau cùng, chúng ta mấy cái đồng bạn cũng đều thất lạc. Ta hiện tại liền muốn tới trước thiên nguyên trong đế quốc giải quyết cái bụng vấn đề no ấm, sau đó lại nghĩ cách tìm tới hắn mấy người đồng bạn. Về sau liền nghĩ biện pháp trở lại chủ thế giới. Đa Luân Tư nhìn ra phía ngoài lăn lộn mang thiên địa, hắn nói ra, thiên địa này là lăn lộn mang một mảnh, ngươi từ nơi nào trở về. Đem trời giáng mở một cái hố. La Quân không khỏi ngơ ngẩn. Trên thực tế, hắn lại làm sao biết trở về đường A. La Quân cũng bất tiết khí, hắn mỉm cười, nói ra, tuy nhiên rất khó, nhưng mọi thứ đều là sự do người làm mà. Ta tin tưởng thượng thiên đối hết thảy đều có chính nó an bài. Đa Luân Tư nói ra, ngươi xem trọng, từ này sơn động sau khi ra ngoài, ngươi liền mang theo ngươi đồng bạn hướng mặt phía bắc đi, một mực bảo trì cái này thẳng tắp phương hướng, liền sẽ đến thiên nguyên đế quốc. Hắn nói xong cũng từ trong túi móc ra một cái đồng hồ quả quýt bộ dáng đồ, vật, nói ra, đây là chỉ bắc châm. Người cầm đi đi, chiếu vào phương hướng đi. La Quân tiếp nhận chỉ bắc châm, hắn hiếu kỳ hỏi Đa Luân Tư, nói, nơi này là lưu đày chi địa, không có một ngọn cỏ. Người mục tiêu là muốn đi nơi nào? Người nếu là muốn hồi thiên nguyên đế nước, chúng ta gì không cùng lúc kết bạn mà đi. Đa Luân Tư nhạt lạnh nhìn một chút La Quân, nói ra, ta tự có ta dự định. Hắn lại là không chút nào nguyện ý nói chuyện nhiều. La Quân gặp hắn kiên quyết. Ngay sau đó cũng liền không lại miễn cưỡng. Bất quá lập tức, La Quân còn nói thêm, nơi đây cách thiên nguyên đế quốc 38.000 dặm, bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, căn bản không có khả năng đến. Và lại, trên người chúng ta cũng không có thực vật. Hắn đón đến, nói ra, người có thể đi đến nơi đây, đồng thời một mực đang nơi này sinh tồn, chắc hẳn nhất định biết tuyết này vực bên trong, nơi nào có thực vật đúng không? Đa Luân Tư gật gật đầu, hắn nói ra, bất kỳ địa phương nào đều sẽ có tương sinh tương khắc đồ, vật, tuyết vực bên trong cũng sẽ không tuyệt đối không có thực vật có thể ăn. Người có thể cẩn thận quan sát tuyết trong khu vực, ta cho lúc trước người trái cây màu đen gọi là tuyết quả, nó là sâu chôn dưới đất 3 mét chỗ. Người chỉ phải cẩn thận quan sát tuyết vực mặt đất, nếu có màu đen chất lỏng toát ra trên mặt tuyết đến, cái kia chính là đời trong ngoài có tuyết quả. Loại này tuyết quả dinh dưỡng phong phú, nước nhiều ngọt ngào, có thể duy trì các ngươi sinh kế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, đa tạ. Đa Luân Tư nhìn La Quân liếc một chút, sau đó hắn nói ra, ta đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn nói xong quay người thì rời núi động. Tiếp lấy sải bước thoải mái mà đi. Quả nhiên là vung phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. La Quân đưa mắt nhìn Đa Luân Tư rời đi, trong lòng của hắn có không ít suy đoán. Suy đoán Đa Luân Tư tại sao muốn một mình đi tới nơi này phiến tuyết vực bên trong. Hắn một mực hướng chỗ sâu nhất đi đến là vì cái gì, chẳng lẽ là muốn đi gặp bị cầm tù ma long? La Quân lắc đầu, thầm nghĩ, tính toán, quản chẳng phải nhiều. Đa Luân Tư có thể một thân một mình xông xáo đến nơi đây, tự nhiên là có hắn đạo lý cùng bản sự. Chính mình vẫn là trước quan tâm dưới chính mình cái này đáng thương tình cảnh đi. Sau đó, La Quân liền quay người đi vào Duẫn Nhi trước mặt. Duẫn Nhi tại ấm áp túi ngủ bên trong ngủ rất là yên ổn. Nàng vừa rồi lại ăn tuyết quả, thân thể khí huyết khôi phục rất nhiều. Duẫn Nhi tu vi dù sao đã là thần thông nhất trọng, nàng thân thể sức khôi phục là cường đại. Bây giờ tại ấm áp hoàn cảnh dưới, thân thể nàng, thần kinh nguyên đều đang nhanh chóng chữa trị. Bất quá Duẫn Nhi vẫn là hôn mê bất tỉnh, nàng còn cần càng nhiều tuyết quả. La Quân lúc này cũng không lo lắng Duẫn Nhi an nguy, hắn dưới mắt cần muốn tìm đến càng nhiều tuyết quả. Chờ ăn đủ đầy đủ tuyết quả. Đem thân thể chữa trị đến hoàn chỉnh trạng thái, khi đó liền có thể tiếp tục đi đường, qua hướng thiên nguyên đế quốc. 38.000 dặm tuy nhiên nghe rất khủng bố, nhưng nếu là toàn thịnh thời kỳ La Quân cùng Duẫn Nhi,
một khi đuổi dậy đường tới, không đến 2 tháng liền có thể đuổi tới. Dù sao đó là cái hao tổn tốn thời gian sự tình. Duy nhất khiến La Quân cảm thấy buông lỏng là, thế giới bao la bên trong không có cái gì hắn quá lo lắng cùng lo lắng sự tình. Bây giờ Linh Nhi đã bái thần đế vi sư, chính mình không cần lo lắng Linh Nhi. Hắn vừa nghĩ tới Linh Nhi, trong lòng thì ẩn ẩn làm đau. Một đêm kia Linh Nhi đến đụng phải cái dạng gì khuất nhục. Cho nên nàng như vậy vô dục vô cầu người đều chủ động muốn đi bái thần đế vi sư. Nàng nói nàng không cần chính mình đến bảo hộ, nàng nói nàng về sau hội bảo vệ tốt chính nàng, cũng sẽ bảo hộ hắn. Đó là như thế nào tuyệt vọng đâu. La Quân chỉ cần một nghĩ đến việc này, hắn thì sẽ vô cùng thống hận chính mình mềm yếu cùng vô năng. La Quân hít sâu một hơi, bỏ qua một bên trong đầu bi quan tâm tình. Đơn giản là hiện tại còn không phải bi quan thời điểm. La Quân cũng không quá lo lắng Ninh Hàm các nàng, bởi vì kinh lịch Linh Nhi một chuyện về sau, chắc hẳn Trần Diệc Hàn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. La Quân đứng lên, hắn cảm thấy thân thể vẫn là rất lợi hại không còn chút sức lực nào. Nhưng là hắn không thể lại như thế chờ đợi, hắn muốn đi bên ngoài tìm kiếm tuyết quả. Chỉ có tìm tới tuyết quả, hắn cùng Duẫn Nhi mới có thể sống sót. Lúc này là 10 giờ sáng. La Quân hít sâu một hơi rời núi động. Bên trong hang núi kia hiển nhiên là ấm áp càng tránh gió, nhưng mà đi ra sơn động một cái chớp mắt, La Quân trong nháy mắt thì có loại tiến địa ngục cảm giác. Bên ngoài cũng chưa có tuyết rơi, nhưng lại dậy rất gió to. Gió bắc gào thét, như dao cắt ở trên mặt, đau nhức vô cùng. La Quân cơ hồ đều muốn đứng không vững, hắn khẽ cắn môi, sau đó lại mãnh liệt cắn mình một cái, để cho mình đầy đủ thanh tỉnh. Khoan hãy nói dạng này kích thích phương thức vẫn còn có chút hiệu quả. La Quân khôi phục một tia tinh thần. Hắn tại trong đống tuyết khắp nơi tìm kiếm tuyết quả. Tuyết này quả lại cũng không là khắp nơi trên đất chính là, La Quân cứ như vậy tại trong đống tuyết đi khắp phương viên thập lý. Phong sương xâm lược, La Quân nhiều lần đều bị vùi sâu vào trong đống tuyết. Hắn thân thể mệt mỏi tới cực điểm, não tử có vô số cái thanh âm nói cho hắn biết, ngủ đi, không cần quản bất kỳ vật gì. Vừa chết có thể giải thiên sầu a. La Quân tại trong đống tuyết ngủ non nửa khắc, hắn đột nhiên xoay người, tiếp lấy nhất quyền bỗng nhiên đánh tại trên mũi. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trên mũi máu tươi cuồng phún. Đây là một loại khác kích thích phương thức, thì theo đánh một loại nào đó dược vật tàn phá thân thể tiềm năng. Cái kia máu tươi phun tại tuyết bên trên, La Quân đem cái kia tuyết bưng lấy, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Như thế về sau, La Quân cảm thấy đầu thanh tỉnh rất nhiều. Hắn tiếp tục tìm kiếm tuyết quả. Rốt cục, tại phía trước 10 mét chỗ, La Quân tìm tới một chỗ màu đen chất lỏng. Tuyết quả thụ đằng hội không ngừng lan tràn ra những này kỳ quái chất lỏng, liền xem như đống tuyết lớn tích, nhưng dây leo vẫn là hội hướng ra phía ngoài diễn sinh, cũng phun ra chất lỏng. Nếu không phải như vậy, còn thật là khiến người ta khó mà tìm kiếm được tuyết quả. La Quân mừng rỡ như điên, hắn lập tức tiến lên đào tuyết. Rất nhanh, La Quân liền đem bề ngoài tầng tuyết đào lên. Mà bên trong lại là cóng đến cứng rắn vô cùng đất đông cứng, theo hàn băng giống như. La Quân không khỏi khó khăn, nếu là công lực hoàn hảo, cũng là không khó, nhưng dưới mắt thật đúng là cái nan đề. La Quân lập tức linh cơ nhất động, hắn đứng lên, hai chân đạp mạnh. La Quân làm đủ ú sữa kình, rốt cục đem mặt đất đập mạnh ra vết nứt tới. Sau đó, La Quân mang lên phược long bao tay, bắt đầu đào địa tam xích. Mặt đất y nguyên rất khó đào lên. Bất quá lúc này, La Quân biết thắng lợi đang ở trước mắt, tăng thêm có phược long bao tay tại, ngược lại cũng sẽ không để La Quân mất đi lòng tin. La Quân trọn vẹn đào nửa giờ, quả nhiên là đào đất 3 mét, tối hậu phương mới tìm được chôn ở địa tuyết quả. Lúc đầu, La Quân là muốn đem dây leo kéo ra. Về sau ngẫm lại cảm thấy không ổn, dây leo kéo ra về sau, liền không còn cách nào sinh trưởng tuyết quả. Chính mình cũng không thể làm thứ chuyện thất đức này. Lần này thu hoạch là phong phú, La Quân hết thảy đào ra 10 cái tuyết quả. Ôm những này được không dễ tuyết quả, La Quân mừng rỡ như điên. Hắn không nói hai lời, trước thu phược long bao tay, sau đó lột ra 3 cái tuyết quả, ăn như hổ đói nuốt vào trong bụng. 3 cái tuyết quả thịt quả là tươi non nhiều chất lỏng, La Quân cảm giác thể nội có cỗ nhiệt khí đang lưu động. Cỗ này nhiệt khí tại thân thể toàn thân lưu động. Giờ này khắc này. La Quân thân thể là cực độ khuyết thiếu dinh dưỡng bổ sung. Dùng câu không khoa trương lời nói tới nói, hắn hiện tại là có thể nuốt vào một con trâu.
Cái này ba cái tuyết quả cũng chỉ là có thể giải giải khát mà thôi. Ba cái tuyết quả vào trong bụng, La Quân cảm thấy thật sự là chưa đủ nghiền. Thế là lại ăn hai cái. Còn chưa đủ. Bất quá La Quân không có tiếp tục ăn xuống dưới, hắn đến theo Duẫn Nhi lưu một số. La Quân thể lực vẫn là khôi phục rất nhiều, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Hắn đứng người lên, lên núi động chỗ đi đến. Bạch tuyết mênh mông, rất dễ dàng khiến người ta đem phương hướng mất phương hướng. Nhưng là La Quân hiện tại có đa luân tư lưu lại chỉ bắc châm, cho nên cũng không có cái này làm phức tạp. Hắn đi một đoạn, kết quả vừa vui mừng phát hiện có một chỗ lại có một vũng lớn màu đen chất lỏng. Là tuyết quả dây leo lan tràn đi ra. La Quân nhìn ra trong này ít nhất phải có 30 mai tuyết quả. Hắn cười lên ha ha. Tại cái này không hề giấu chân người địa phương, La Quân cao hứng hoa tay múa chân đạo. Sau đó, hắn một hơi lại đem còn lại 5 cái tuyết quả cho ăn. Như thế về sau, khí lực càng sâu. Sau đó, hắn tiến lên đem tuyết gỡ ra, tiếp lấy đại lực dẫm một cái. Một cái dẫm này, liền đem mặt đất xung ra một mảng lớn dạn nứt đường vân. Sau đó, La Quân mang phược long bao tay bắt đầu khai quật. Lần này, La Quân trọn vẹn đào ra 60 mai tuyết quả. Cũng may mắn La Quân có giới tu di, không phải vậy thật đúng là không có địa phương thả. La Quân một hơi ăn 30 mai tuyết quả. Hắn vì thân thể hoàn toàn khôi phục, cái kia là tuyệt đối tận hết sức lực. La Quân thủy chung là có rất mạnh cảm giác nguy cơ, ở cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương, nếu như thực lực không khôi phục, La Quân cảm thấy quá nguy hiểm. 30 mai tuyết quả là phi thường lớn một cỗ nhiệt lượng. La Quân ngồi xếp bằng, hắn tế bào thân thể bắt đầu hoàn toàn hấp thu. Nửa giờ sau, La Quân mở to mắt, trong mắt của hắn tuôn ra tinh quang tới. Cái này một cái chớp mắt, hắn thực lực lại đạt tới toàn thịnh thời kỳ. Loại lực lượng này ở trên người cảm giác thực sự quá mỹ diệu. La Quân nhảy lên cao 3 thước, sau đó ngay lập tức lên núi động chỗ chạy đi. Cái này coi là thật cũng là nhanh như điện chớp. La Quân chạy như bay, không bao lâu thì trở lại trong sơn động. Một vào sơn động, La Quân đã nhìn thấy Duẫn Nhi đã ngồi xuống. Nàng tuy nhiên suy yếu, nhưng sắc mặt tốt không ít. Dù sao tại này sơn động, đồng thời túi ngủ bên trong hoàn cảnh là không tệ. Có thể cho thân thể tự hành khôi phục. Duẫn Nhi sau khi tỉnh lại không thấy La Quân, trong nội tâm nàng là lo lắng. Nhưng nàng cũng là thông tuệ, biết mình được an trí đến như thế thỏa đáng, hẳn là theo La Quân có quan hệ. Tại mảnh này bạch tuyết mênh mông địa phương, một khi tẩu tán, cái kia liền rốt cuộc khó mà đoàn viên. Cho nên Duẫn Nhi liền muốn trước trong sơn động chờ đợi xem. Dưới mắt, Duẫn Nhi rốt cuộc nhìn thấy La Quân, không khỏi hoan hỉ lên tiếng hô, bệ hạ. La Quân cũng là vui vẻ, nói, người đã tỉnh rồi. Vậy quá tốt, đến, nhanh lên ăn cái gì. Hắn nói liền đến Duẫn Nhi trước mặt, sau đó đem tuyết quả một mạch lấy ra. Hắn lột ra một cái tuyết quả, sau đó đưa cho Duẫn Nhi, nói ra, nhanh ăn đi, sau khi ăn xong ngươi thì có thể khôi phục. Duẫn Nhi không khỏi kỳ quái, nói, đây là cái gì trái cây? Bệ hạ ngài là từ nơi đó tìm đến. La Quân cười một tiếng, sau đó nói rất dài dòng, bất quá ngươi trước đừng hỏi, ngươi đem những này tuyết quả ăn về sau, chờ thân thể khôi phục, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Duẫn Nhi nói ra, nhưng là bệ hạ ngươi thì sao? Ngươi không ăn sao? Ngốc nha đầu, La Quân cười nói, ta nếu không ăn, ta có thể như thế sinh long hoạt hổ sao? Ngươi nhìn ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Duẫn Nhi gặp La Quân tinh khí thần đúng là tại điên phong trạng thái, nàng cũng liền thở phào. Sau đó, nàng tiếp nhận tuyết quả, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn. Cái kia ăn cái gì tư thế thật là chọc người, khiến người ta không nhịn được muốn qua hôn lên nàng môi đỏ. So sánh bên ngoài lạnh lẽo. Bên trong hang núi này ấm áp đối với La Quân cùng Duẫn Nhi tới nói, quả thực cũng là thiên đường một y hệt. Lại thêm trong này còn có cái túi ngủ. Hai người bản thân khí huyết cũng là cường thịnh vô cùng, cho nên, cho dù là ngủ trong túi, hai người cũng có thể cảm nhận được đầy đủ ấm áp. Duẫn Nhi một hơi đem tuyết quả ăn 20 cái, thân thể nàng khí lực cũng liền khôi phục hơn phân nửa. La Quân dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, đem tay mình mạch dùng móng tay vạch phá, nói. Lại uống điểm ta máu, đoán chừng ngươi liền sẽ tốt càng nhanh. Duẫn Nhi muốn cự tuyệt, nhưng La Quân đã bá đạo đưa vào đến trong miệng nàng. Duẫn Nhi liền cũng liền không có lại tiếp tục cự tuyệt, nàng cái miệng nhỏ hút. Duẫn Nhi không dám hấp thu quá nhiều, rất nhanh liền nói đầy đủ.
La Quân cũng liền không lại miễn cưỡng, hắn hiện tại thiếu ngần ấy máu là không quan trọng. Nhưng ngần ấy máu đối với Duẫn Nhi tới nói, lại là thượng hạng thuốc bổ. Duẫn Nhi ăn La Quân máu tươi về sau, sắc mặt nàng cấp tốc hồng nhuận. Một tiếng đồng hồ sau, Duẫn Nhi cũng liền khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. La Quân nhìn thấy Duẫn Nhi hoàn toàn tốt, hắn cũng liền thở phào một hơi. Duẫn Nhi liền hỏi La Quân, nói, bệ hạ, đây hết thảy đến là chuyện gì xảy ra? La Quân cười một tiếng, nói ra, nói đến cũng là chúng ta mạng lớn phúc lớn, lần này cũng là gặp được quý nhân. Ngay sau đó, hắn liền gặp đến Đa Luân Tư sự tình nói. Mà lại, La Quân cũng nói cái này mất phương hướng đại lục cơ bản tình huống. Duẫn Nhi nghe trợn mắt hốc mồm, nàng nói ra, nghe tốt giống như vượt qua, những này trước kia đều là chỉ có thể ở trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy a. La Quân mỉm cười, nói ra, thế giới bao la, không thiếu cái lạ. Tựa như lão tổ tông tồn tại, huyết tộc tồn tại, lúc đầu cũng chỉ ứng nên xuất hiện tại trong truyền thuyết. Có thể chúng ta không phải cũng là sống sờ sờ tồn tại sao? Duẫn Nhi nghe vậy cảm thấy cũng là đạo lý này. Nàng nói ra, cái kia bệ hạ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? La Quân nói ra, tuy nhiên chúng ta là cùng một chỗ tiến vào vụ đô thông đạo, sau đó thông qua thông đạo tiến vào cái này mất phương hướng đại lục. Nhưng là, từ thông đạo xuống tới địa điểm lại sinh ra biến hóa rất lớn. Chúng ta là tại tuyết vực bên trong. Mặc Nùng các nàng có lẽ là tại ngoài vạn dặm địa phương. Nhưng là không hề nghi ngờ, mặc kệ là chúng ta vẫn là Mặc Nùng các nàng, chỉ cần chúng ta biết rõ ràng nơi này tình huống, như vậy thì nhất định sẽ qua phồn hoa nhất địa phương. Bởi vì chỉ có tại phồn hoa địa phương, chúng ta mới có thể thông qua các loại tin tức tìm đến lẫn nhau. Cho nên, ta kế hoạch là chúng ta trước tu chỉnh một ngày, ngày mai liền tiếp tục đi đường, bay thẳng đến Thiên Nguyên Đế Quốc tiến đến. Hắn đón đến, tiếp tục nói, chờ chúng ta đến Thiên Nguyên Đế Quốc, liền một bên tìm Mặc Nùng các nàng, mặt khác làm theo nghĩ biện pháp tìm tới trở về thông đạo. Duẫn Nhi gật gật đầu, nói ra, Duẫn Nhi nghe bệ hạ ngài. La Quân cười một tiếng, nói ra, thật là một cái ngoan nha đầu. Sau đó, La Quân còn nói thêm, Duẫn Nhi, ngươi thì ở trong sơn động này nghỉ ngơi, ta tiếp tục qua bên ngoài tìm xem, nhìn có thể hay không tìm thêm đến một số tuyết quả. Duẫn Nhi lập tức xung phong nhận việc, nói ra, bệ hạ, ta cùng ngài cùng đi. La Quân gặp Duẫn Nhi tinh thần rất tốt, liền nói ra, vậy được rồi. Một ngày này, La Quân cùng Duẫn Nhi đi rất xa. Bọn họ ra ngoài thời điểm đem túi ngủ cất vào giới tu di bên trong. Thứ này có thể là đồ tốt, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Bất quá, tuyết quả cũng không phải dễ tìm như thế. Hai người tìm đến tối, cũng mới tìm được ước chừng 30 mai tuyết quả. Tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng cũng đầy đủ trèo trống mấy ngày. Dù sao tuyết quả trên đường đi đều có, La Quân cùng Duẫn Nhi chỉ cần không lo lắng ăn, như vậy khác thì không có gì đáng lo lắng. Sau khi màn đêm buông xuống, La Quân cùng Duẫn Nhi trở lại trong sơn động. Hai người ở bên ngoài đông lạnh cả ngày, lúc này rời xa bên ngoài phong sương tuyết. Bọn họ nhất thời cảm nhận được nhà ấm áp. Có đôi khi, người luôn luôn không vừa lòng tại hiện trạng. Nhưng nếu là qua kinh lịch đầy đủ đau khổ về sau, lại sẽ đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Cho nên, người là một cái rất lợi hại mâu thuẫn động vật. Mệt nhọc một ngày, La Quân cùng Duẫn Nhi đều ăn hai cái tuyết quả. Tuyết quả dưới bụng về sau, thân thể ấm áp dễ chịu được không thư sướng. Tiếp lấy chính là buồn ngủ. Túi ngủ chỉ có một cái. La Quân tuy nhiên trước đó cùng Duẫn Nhi phát sinh chút thân mật sự kiện. Nhưng lúc này cũng không tốt lắm ý tứ muốn theo Duẫn Nhi cùng ngủ một cái túi ngủ. Cho nên hắn nói với Duẫn Nhi, ngươi mau đi ngủ đi, đêm nay ngủ ngon, ngày mai cũng mới tốt đi đường. Duẫn Nhi lập tức hỏi La Quân, nói, cái kia bệ hạ ngài đâu? Nàng sau khi hỏi xong, khuôn mặt thì đỏ. La Quân ngược lại là thật nghĩ theo Duẫn Nhi ngủ cùng một chỗ, coi như không phát sinh cái gì, nhưng là Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, đó cũng là một kiện vô cùng hưởng thụ sự tình a. Ta ở bên ngoài ngủ liền tốt, ngươi không cần phải để ý đến ta. La Quân miệng bên trong lại là nói như vậy nói. Duẫn Nhi a một tiếng, nàng là cái nữ hài tử, tự nhiên không tốt kiên trì nói cái gì. Chẳng qua nếu như La Quân chủ động đưa ra ngủ cùng một chỗ, Duẫn Nhi là quả quyết sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, Duẫn Nhi liền chui chìm vào giấc ngủ túi ngủ. La Quân liền ở một bên dựa vào cái này vách động mà ngủ. Lẫn nhau ở giữa. Tại yên tĩnh trong bóng tối là một mảnh trầm mặc. Nhưng vô luận là La Quân cùng Duẫn Nhi đều là ngủ không được.
Lúc trước hơn nửa tháng bên trong, thực hai người đều là lẫn nhau thân mật cùng nhau ngủ chung. Cho nên, lẫn nhau đối kia này thân thể cũng không xa lạ gì. Dưới mắt, La Quân tâm lý làm sao cũng vô pháp làm đến lòng yên tĩnh như nước. Hắn đối Duẫn Nhi không phải là không có ý nghĩ. Duẫn Nhi cũng là tim đập rộn lên. Bệ hạ, ngài muốn là lạnh lời nói, liền đến túi ngủ bên trong tới đi. Cuối cùng, Duẫn Nhi lấy hết dũng khí nói ra. La Quân tim đập nhanh hơn, hắn suy nghĩ nhiều đáp ứng a. Suy nghĩ nhiều chen vào ôm Duẫn Nhi thân thể mềm mại a. Duẫn Nhi, La Quân hô một tiếng. Duẫn Nhi lập tức nhu thuận ứng một tiếng. La Quân liền nói ra, thực ta là có thê tử, mà lại ta ở trong nước còn có một cái tình nhân. Ta không phải cái gì tốt nam nhân, cho nên, ta không muốn đối người có bất kỳ lừa gạt. Hắn mặc dù là tốt sắc người, tuy nhiên cũng rất muốn đạt được Duẫn Nhi thân thể. Nhưng La Quân cũng không phải một cái tiểu nhân hèn hạ. Hắn coi trọng là suy nghĩ thông suốt, tuy nhiên ta thích ngươi, nhưng ngươi như không nguyện ý, vậy ta thì tuyệt sẽ không miễn cưỡng. Suy nghĩ thông suốt, là mình suy nghĩ thông suốt, cũng không phải nói muốn tùy tâm sở dục, chuyện gì xấu đều làm. Hai bản là có khác nhau. Nếu như La Quân vì suy nghĩ thông suốt, làm vi phạm bản tâm sự tình, cái kia ngược lại suy nghĩ thì càng không thông suốt. La Quân lời nói sau khi nói xong, Duẫn Nhi cũng lâm vào trầm mặc. La Quân lời nói này nói sau khi đi ra, hắn ngược lại cảm thấy dễ chịu rất nhiều, dạng này cũng không cần lại tiếp nhận lương tâm bên trên trách cứ. Đang kéo dài trong trầm mặc, Duẫn Nhi đánh vỡ trầm mặc. Nàng nói ra, bệ hạ, ngài là một cái nam nhân tốt. Nếu như ngài không phải nam nhân tốt, liền sẽ không đem nói thực cho người biết Duẫn Nhi. La Quân nghe vậy hơi hơi thở phào, bất quá hắn cũng không làm rõ ràng được Duẫn Nhi tâm lý đến đang suy nghĩ gì, thời điểm không còn sớm, sớm đi ngủ đi. Cái kia bệ hạ ưa thích Duẫn Nhi sao? Duẫn Nhi đột nhiên hỏi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó liền nói ra, thích lắm. Duẫn Nhi nói ra, cái kia bệ hạ, ngài có thể tới ôm Duẫn Nhi sao? La Quân trong lòng hiện lên vui sướng, bất quá hắn vẫn còn có chút do dự, nói, Duẫn Nhi, người thật nghĩ được không? Duẫn Nhi nói ra, bệ hạ, ngài tới đi, nàng không chút do dự. La Quân trong lòng lửa nóng. Hắn sớm đã không phải là kiềm chế bản tâm người, nếu như kiềm chế bản tâm, cũng đến không hôm nay cái này tu vi. Sớm tại hắn cùng Đinh Hàm phát sinh quan hệ thời điểm, hắn cũng đã đem đây hết thảy nhìn thấu. Cho nên rất nhanh, La Quân liền đến túi ngủ bên trong. Duẫn Nhi hỏa nhiệt thân thể mềm mại thì vùi đầu vào La Quân trong ngực. Đây mới thực là nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. La Quân tại thời khắc này không biết làm sao, phản mà không có cái gì dục vọng, chỉ là rất lợi hại thương tiếc ôm Duẫn Nhi. Duẫn Nhi đem mặt chôn ở La Quân trên lồng ngực, nàng thấp giọng thì thào nói ra, bệ hạ, ngài là bệ hạ a. Chúng ta huyết tộc đại công, những chiến sĩ đó nhóm, một cái kia không phải tam thê tứ thiếp. Tuy nhiên Duẫn Nhi đã từng muốn tìm một cái chỉ thích Duẫn Nhi một người nam tử, nhưng là, Duẫn Nhi tâm đã sớm thuộc về bệ hạ ngài. Chỉ cần ngài về sau thương yêu Duẫn Nhi thì vĩnh không hối hận. Nàng một mực sống ở huyết tộc. Nàng tư tưởng cũng không phải là cường thế như vậy, cũng không giống Lâm Thiến Thiến như thế xoắn xuýt. Tại trong huyết tộc, nam nhân tam thê tứ thiếp, đó là rất bình thường sự tình. Huống chi, huyết tộc chế độ đẳng cấp là rất lợi hại xâm nghiêm. La Quân chính là bệ hạ có mấy cái nữ nhân, cái kia vốn là rất bình thường. Duẫn Nhi trước đó thì thích La Quân, nhưng nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình hội là La Quân duy nhất nữ nhân. Trong lòng nàng, chỉ cần có thể làm La Quân nữ nhân, nàng liền đã rất thỏa mãn. La Quân hôn lên Duẫn Nhi cặp môi thơm, hai người cái này một nụ hôn là như thế triền miên mà ngọt ngào. Hôn xong về sau, La Quân đối Duẫn Nhi ôn nhu nói, ngoan ngoãn ngủ đi. Duẫn Nhi nháy mắt nhìn về phía La Quân, nàng có vẻ hơi nghi hoặc. Nàng đối chuyện nam nữ cũng không hiểu nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Nàng nói ra, bệ hạ, người không muốn Duẫn Nhi thân thể sao? La Quân mỉm cười, hắn nhìn lấy Duẫn Nhi nói dứt lời về sau, khuôn mặt đã là một mảnh đỏ hồng. La Quân cười nói, ngươi lần thứ nhất, không thể tại như vậy qua loa địa phương, biết không? Duẫn Nhi gục đầu xuống, trong nội tâm nàng là ngọt ngào. Đây là bởi vì La Quân tôn trọng. Một đêm này, Duẫn Nhi an tâm thiếp đi. Đây là Duẫn Nhi đã lớn như vậy, ngủ nhất là thơm ngọt một đêm. Nàng có thể rất lợi hại an tâm ôm La Quân, tựa như là phiêu bạt linh hồn rốt cuộc tìm được kết cục địa. Mà một đêm này,
đối với La Quân tới nói cũng rất tia, A Tấn. Bởi vì hắn thân thể khôi phục, lại tại ấm áp như vậy địa phương cùng Duẫn Nhi thân mật cùng nhau, hắn đã thật lâu không có hưởng thụ qua nữ nhân tư vị. Cho nên, hắn là rất khó thụ, có thể lời đã nói ra, hắn tự nhiên không thể lật lọng. Duẫn Nhi tại buổi sáng tỉnh lại, trông thấy La Quân thân thể hỏa nhiệt. Thế là lay tỉnh La Quân, hỏi, bệ hạ, ngài có phải hay không sinh bệnh? Phát sốt nha. La Quân tỉnh lại, hắn không khỏi cười khổ, chính mình ở đâu là phát sốt, rõ ràng là bị tiểu yêu tinh này cho hại. Mà lại, Duẫn Nhi còn tại La Quân dưới thân trong lúc bất chi bất giác bắt được một cái lăn nóng sự vật, nàng tràn đầy mê mang hỏi La Quân, nói, bệ hạ, đây là cái gì a? Cấn quá không thoải mái. La Quân thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cô gái nhỏ này giải quyết tại chỗ. Rời giường, La Quân kéo ra Duẫn Nhi tay, hắn đã kém chút liền muốn va chạm gây gổ, cho nên cấp tốc đứng dậy, rời đi túi ngủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuyết vực khí trời, rất không bao lâu đợi có thể trông thấy Thái Dương. La Quân cùng Duẫn Nhi đều ăn mấy cái tuyết quả, liền bắt đầu lên đường. Cái kia túi ngủ bỏ vào giới tu di bên trong, cho nên đuổi dậy đường tới lúc, hai người rất là nhẹ nhõm. La Quân ở trong lòng âm thầm dự định, chờ trở lại thế giới bao la về sau, nhất định muốn tại giới tu di bên trong chuẩn bị thêm chút thực vật còn có khẩn cấp đồ dùng, tỉ như sống ở dã ngoại lều vải chờ các thứ. Dù sao đặt ở giới tu di bên trong cũng thuận tiện. Thế giới bên ngoài, một mảnh tuyết trắng mênh mang. La Quân cùng Duẫn Nhi nhanh chóng tiến lên, đồng thời thời khắc chú ý trên đường phải chăng có tuyết quả tồn tại. Tuyết quả tại tuyết vực bên trong là rất lợi hại phổ biến trái cây, ngày kế, La Quân cùng Duẫn Nhi cũng hái hơn 60 mai tuyết quả. Hai người đi đường cũng rất cấp tốc, trong vòng một ngày đi ra hơn 300 dặm. Có tuyết quả bổ sung thể lực, hai người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Chỉ bất quá, dạng này dựa vào chính mình cậy mạnh đến đi, cái này khiến La Quân cùng Duẫn Nhi đều cảm thấy quá lãng phí thời gian. Nếu như là tại thế giới bao la bên trong, ngồi lên phi cơ, 38.000 dặm, vậy cũng là hai ngày sự tình. La Quân cũng không nhịn được cảm khái, cái này mất phương hướng đại lục diện tích thật đúng là đại A. Vị diện không gian, đến là như thế nào tồn tại đâu? Trên địa cầu, rõ ràng đã mỗi một chỗ đều bị nhân loại chiếm đoạt lĩnh. Cái kia cái này vị diện không gian phải chăng còn chỗ tại trên địa cầu đâu? Nếu như là trên địa cầu, cái này to lớn như thế không gian lại giải thích thế nào đâu? Dù là La Quân học thức tính cả uyên bác, nhưng hắn lại không cách nào giải thích mất phương hướng đại lục tồn tại. Cái này tồn tại, là tham không thấu. Bất luận cái gì, đều hẳn là có thể dùng đạo lý, dùng lẽ thường để giải thích. Duy chỉ có mất phương hướng đại lục, vị diện không gian những vật này, La Quân tưởng tượng không thấu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu những vật này không có thể giải thích, mà là bởi vì La Quân còn chưa tới nơi cấp độ này, cho nên hắn không hiểu. Muốn mở ra cái này mê cục, trừ phi có một ngày La Quân có thể siêu thoát ngũ hành bên ngoài, đứng tại chúng sinh phía trên, minh bạch năm hạng không gian, thuyết tương đối, thuyết tiến hóa, đồng thời đem tất cả thời gian lập thể đứng lên tiến hành biện chứng, như thế mới có thể giải vị diện không gian chi mê. Cùng vì sao lại cần sinh ra nhiều như thế vị diện không gian? Thuyết tiến hóa bên trong, đối với động vật, nhân loại quan điểm chính là, nhân loại, hoặc là động vật. Thân thể bọn họ bên trong, mỗi một cái bộ phận, mỗi một cái kết cấu đều là hữu dụng, đều là căn cứ hoàn cảnh biến hóa tiến hóa mà đến. Như vậy, bên trong thiên địa cấu tạo, mỗi một cái vị diện không gian, mỗi một cái phần tử cũng đều hẳn là hữu dụng. Đây đều là vạn sự vạn vật tương thông một cái đạo lý. Một ngày này, đến tối, màn đêm rốt cục buông xuống. Tuyết vực ban đêm thời gian rất dài, ban ngày rất ngắn. Đến tối, gió tuyết đan xen, phá lệ lợi hại. La Quân biết dục tốc bất đạt đạo lý, hai người tìm tránh gió địa phương, đào xong tuyết hố, sau đó trốn vào ngủ trong túi. Thân thể hai người đã thành thói quen nơi này lạnh lẽo, cho nên cho dù ở túi ngủ bên trong, cũng sẽ không có nhiệt khí đem băng tuyết tan. Về phần tại sao còn muốn ngủ ở túi ngủ bên trong? Đây là bởi vì túi ngủ sạch sẽ, so trực tiếp ngủ ở trong đống tuyết muốn dễ chịu một số. Hai người rất nhanh nằm ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau, La Quân bỗng nhiên cảm giác được một số không thích hợp địa phương. Hắn cũng không nói lên được, chỉ là lập tức liền ngồi xuống. Ngồi sau khi thức dậy, liền ngầm trộm nghe gặp nơi xa tựa hồ truyền tới nhân loại thanh âm nói chuyện. Tại địa phương quỷ quái này, chỉ cần có thể trông thấy người,
cái kia chính là cảm thấy gặp phải đồng hương a. La Quân không khỏi hưng phấn lên, Duẫn Nhi cũng là nghe được thanh âm. Hai người nhìn nhau, liền đứng dậy thu túi ngủ, sau đó hướng thanh âm kia chỗ đi đến. Thanh âm kia là một đám người đang nói chuyện, ước chừng tại 300 mét nơi khác phương. Cũng là hướng gió đúng, vừa vặn đem những người này thanh âm thổi qua tới. La Quân cùng Duẫn Nhi liền muốn qua xem rõ ngọn ngành, hai người cũng là thuộc về kẻ tài cao gan cũng lớn. Đi được gần, La Quân cùng Duẫn Nhi liền nhìn thấy phía trước có hỏa quang. Xem ra xác thực là có nhân loại. Bất quá La Quân cũng biết cái này tuyết vực là lưu đầy chi địa, người bên trong đều là vô cùng hung ác, cho nên hắn vẫn là lưu cẩn thận. Đừng lên tiếng, La Quân nói với Duẫn Nhi. Duẫn Nhi gật gật đầu. Rất nhanh, hai người liền dựa vào gần. Trước đó phương lại là có ba cái lều vải hạ trại, hỏa quang cũng là từ bên trong lộ ra tới. Mà lại, La Quân cùng Duẫn Nhi còn ngửi được mùi thịt. Bên trong đang nấu đồ ăn đâu, là canh thịt dê mùi thơm. Mùi thơm này để La Quân cùng Duẫn Nhi con sâu tham ăn nổi lên a, bọn họ đã gần một tháng không biết vị thịt. La Quân không biết người bên trong đến là ai, cho nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không khả năng tùy tiện tiến lên chào hỏi. La Quân tinh tế lắng nghe. Hắn muốn nghe một chút đám người này đến đang nói cái gì. Bọn họ nói đều là tiếng Anh. Cái này cũng không ảnh hưởng La Quân nghe lén, La Quân tiếng Anh cũng không so tiếng mẹ đẻ kém bao nhiêu. Cái thứ nhất lều vải là chủ trướng bồng, thuộc về lớn nhất lều vải lớn. Chỉ nghe người bên trong, một đại hán trung khí 10 phần nói ra, giáo chủ đại nhân, chúng ta đã truy cái kia phản nghịch trọn vẹn 3 tháng, nhưng là một mực không có tìm được hắn tung tích. Giáo chủ đại nhân, ngài nói hắn có phải hay không là căn bản không có đi vào qua tuyết vực? Không có khả năng, bên cạnh một lão giả mở miệng trước, thanh âm hắn già nua mà trầm ổn. Bản tôn là căn cứ thánh điển tiên đoán để phán đoán cái kia phản nghịch chạy đến tuyết vực. Đoạn đường này đến, bản tôn đều lấy thần thánh thủy tinh cầu đến dò xét, có thể khẳng định là, phản nghịch thì tại phía trước. Mộc tư trưởng lão, ti hạ không dám hoài nghi ngài phán đoán. Đại hán kia nói gấp. Lúc này, cái kia giáo chủ đại nhân mở miệng. Giáo chủ đại nhân thanh âm rất trẻ trung, nghe mới 20 tuổi. Hắn đối mộc tư trưởng lão nói ra, trưởng lão, lại hướng phía trước truy. Phương hướng cũng đã là cầm tù Ma Long Ma Uyên. Ma Long cấm địa, ngoại nhân là không thể tới gần. Mộc Tư nói ra, kiếm thần tinh giáo chủ, bản tôn biết ngươi lo lắng. Cái kia phản nghịch 89 phần 10 cũng là muốn đi cầu được Ma Long che chở. Bất quá Ma Long không phải dễ nói chuyện như vậy. Lần này, liền xem như muốn đi sông Ma Long cấm địa, chúng ta cũng nhất định phải là kiên trì bên trên. Cái kia phản nghịch trong tay nắm giữ thánh khí, nếu để cho hắn sống mà đi ra tuyết vực. Cái kia đối với chúng ta thần giáo tới nói, là tuyệt đối đả kích. Nếu như phản nghịch cùng Ma Long đạt thành hiệp nghị, như vậy chúng ta liền muốn cho Ma Long càng thật tốt hơn chỗ, để phản nghịch nhận lấy cái chết. Tóm lại, cái này phản nghịch là tuyệt đối không thể sống ở trên đời này. Đây là việc quan hệ thần giáo sinh tử tồn vong sự tình. Kiếm thần tinh nghe vậy gật gật đầu, hắn nói ra, mộc tư trưởng lão, ta minh bạch. La Quân ở bên ngoài nghe được tập trung tinh thần. Hắn chỉ chú ý nghe chủ này lều vải sự tình. Còn lại hai cái trong lều vải, lại là ăn thịt uống rượu còn có một số oán trách kêu khổ thanh âm. Liền cũng tại lúc này, cái kia mâu tư trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, nói, người nào? Kiếm thần tinh giáo chủ cùng đại hán kia đều là bị kinh ngạc. La Quân không khỏi hãi nhiên thất sắc, ta dựa vào, cái này mâu tư trưởng lão muốn hay không lợi hại như vậy. Lão tự ẩn tàng đến sâu như vậy, hắn đều cảm giác được. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng không hoảng loạn. Hắn cảm thấy không quá hẳn là a, có phải hay không là cái ô long. Còn có người khác đang trộm nghe. Loại này tiết mục, bên trong tivi thường xuyên diễn. Không khỏi nhanh, La Quân ảo tưởng liền bị đánh vỡ. Tại hỏa quang quay chung quanh bên trong, một đám người cầm bó đuốc tới, cấp tốc đem La Quân cùng Duẫn Nhi bao vây vào giữa. La Quân cùng Duẫn Nhi ngồi thẳng lên tới. Hắn liếc một chút liếc nhìn quá khứ, thứ nhất mắt thì nhận ra kiếm thần tinh nhìn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, trên người hắn khoác lụa hồng sắc áo choàng, nhìn có loại nói không nên lời mị hoặc chi lực. Về phần mâu tư trưởng lão, thì là một thân màu đen áo choàng, nhìn uy nghiêm cùng cực. Những người này tóc cũng giống như cổ nhân dài như vậy, nhưng phần lớn đều là hất lên. Còn có mâu tư bên người tráng hán, cũng chính là trước đó nói chuyện tráng hán. Hắn dài lưng hùm vai gấu, một thân hoàng kim giáp.
bên hông còn có hoàng kim tam giác kiếm kỵ sĩ bội kiếm. Con hàng này lại là kỵ sĩ, sẽ không phải là hoàng kim kỵ sĩ à. Về phần mặt khác một số người, hết thảy ước chừng có khoảng 10 người, bọn họ toàn bộ đều là hoàng kim giáp tại thân, cái kia hoàng kim giáp chất liệu rất đặc thù, cũng không phải là rất nặng, nhưng lại có thể gánh vác địch nhân kiếm thế công kích. Đoàn người này đem La Quân cùng Duẫn Nhi bao bọc vây quanh. La Quân biết đám người này, từng cái thân thủ bất phàm. Hắn không dám khinh thường, lập tức ở trên mặt gạt ra nụ cười, nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Kiếm thần tinh giáo chủ lạnh lùng liếc một chút La Quân, nhưng ánh mắt liếc nhìn Duẫn Nhi lúc, hắn ánh mắt lại là sáng lên, đó là một loại ái mộ, kinh diễm ánh mắt. Bất quá tuy nhiên như thế, kiếm thần tinh vẫn là lạnh lùng xông La Quân nói, các ngươi là ai? Dám can đảm nghe lén thần giáo nội bộ nói chuyện. La Quân biết đám người này là giáo phái, hắn là xong cái ôm ngực lễ, sau đó dùng thuần chủng tiếng Anh nói ra, tôn kính các vị đại nhân, ta cùng muội muội ta là tới từ chủ thế giới, trong lúc vô tình đi tới nơi này phiến tuyết vực, đồng thời mất phương hướng. Vừa mới nghe đến đó có âm thanh, cho nên hiếu kỳ qua đến xem thử. Ta cùng muội muội ta đối các vị đại nhân tuyệt không cái gì ác ý. La Quân lời nói này là đi qua châm trước. Hắn biết trước mắt đám người này cũng không tốt lừa gạt, nếu như mình nói dối, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng. Một khi đánh nhau, bọn họ đám người này từng cái như lang như hổ, mình coi như có thể thoát thân, cái kia Duẫn Nhi cũng rất là khó khăn. Cho nên không như ăn ngay nói thật. Về phần tại sao nói Duẫn Nhi là muội muội không phải thê tử, đó là bởi vì, vợ hắn chính là Linh Nhi, chủ thế giới, kiếm thần tinh cùng mâu tư trưởng lão đều là bị kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, lại là đã có tính toán hết. Kiếm thần tinh nhìn về phía La Quân, nói ra, các ngươi quả nhiên là đến từ chủ thế giới. Thiên chân vạn xác, La Quân nói ra, ta sao lại dám lừa gạt đại nhân, nếu là muốn nói láo, chí ít cũng nên chơi cái làm cho người tin phục láo. Mộc tư trưởng lão nói ra, kiếm thần tinh giáo chủ, nếu muốn biết bọn họ có hay không nói láo, bản tôn có biện pháp. Kiếm thần tinh nói, tốt, vậy thì mời trưởng lão để phán đoán. Mộc tư trưởng lão ngay sau đó đi lên phía trước, hắn nói ra, bản tôn chính là quang minh hệ thất cấp ma pháp sư, hiện tại bản tôn phải dùng tâm thuật đến ngươi não vực. Phải chăng nói dối, thử một lần liền biết rõ. La Quân sắc mặt nhất thời khó xem tiếp đi, nói, làm sao cái phương pháp. Mộc tư trưởng lão nói ra, bản tôn lấy tay vuốt ve ngươi đỉnh đầu, lấy quang minh ma pháp thăm dò vào ngươi trong não vực. La Quân tâm đạo, quả nhiên là như thế. Hắn lập tức liền mang theo Duẫn Nhi lui lại hai bước. Khó mà làm được, La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút, ánh mắt rơi vào mâu tư trưởng lão trên người, hắn nói ra, đầu là ta yếu ớt nhất bộ phận, cũng là chí mạng địa phương. Ta làm sao có thể đem nhược điểm bại lộ tại trên tay ngươi? Mâu tư trưởng lão trong mắt phát ra hàn quang, nói, chỉ sợ không phải do ngươi. La Quân liền cũng phát giác được đám người này không dễ sống chung, hắn nói ra, ta vốn là người qua đường. Đã các ngươi không chào đón chúng ta rời đi chính là. Lẫn nhau cũng là không ảnh hưởng toàn cục, huống chi, vừa rồi các ngươi nói chuyện với nhau cũng bất quá nói là muốn đuổi bắt phản nghịch, cũng chưa để lộ ra cái gì bí mật cho ta. Ta bây giờ cách qua, đối với các ngươi cũng không có tổn hại, ta hy vọng các ngươi không muốn hùng hổ dọa người. La Quân lúc đầu nhìn thấy nhân loại còn thật vui vẻ, hiện tại mới phát hiện ra chính mình là chọc phiền phức. Kiếm thần tinh lạnh lùng nói ra, người này. Lén lén lút lút, bây giờ lại không chịu để cho trưởng lão tâm, rõ ràng cũng là có ma. Hắn đón đến, đối bên người tên kia hoàng kim kỵ sĩ nói ra, đồ nhã dày đặc, người đi đem hắn bắt sống đứng lên. Cái kia đồ nhã dày đặc thì là trước kia theo kiếm thần tinh tại trong lều vải nói chuyện tráng hán, hắn cũng là hoàng kim kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng, gia hỏa này tinh thông kiếm thuật, cũng từ nhỏ tu luyện thần giáo thánh lực, bây giờ tu vi đã đạt tới kim đan đỉnh phong cảnh giới. Đương nhiên, đồ nhã dày đặc bọn họ bên này tu vi cảnh giới phân chia cùng thế giới bao la là khác biệt. Đồ nhã dày đặc ở chỗ này cảnh giới, là thuộc về cấp 7 võ sĩ. Nơi này võ sĩ cảnh giới tổng cộng chia làm 10 cấp, cửu cấp võ sĩ đằng sau cũng là thánh giai võ sĩ. Thánh giai võ sĩ tại mất phương hướng trong đại lục cũng là ảnh hưởng rất lớn tồn tại. Đồ nhã dày đặc lĩnh mệnh về sau, lập tức quất ra lạnh lóng lánh hoàng kim tam giác kiếm. Hắn đi vào La Quân trước mặt, La Quân để Duẫn Nhi lui ra phía sau, hắn cấp tốc đeo lên phược long bao tay, đồng thời cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi tự xưng thần giáo, tác phong làm việc lại là như thế dã man bá đạo, khó trách sẽ có người phản nghịch.
Lời này nhất thời chọc giận Kiếm Thần Tinh cùng Mâu Tư trưởng lão. Kiếm Thần Tinh nói, đồ nhã dày đặc, người còn chờ cái gì? Hắn lại xông còn lại Hoàng Kim kỵ sĩ nói ra, chúng kỵ sĩ nghe lệnh, không được để người này đào tẩu, cần phải bắt sống. Lấy La Quân tu vi, Kiếm Thần Tinh những người này nhìn không ra sâu cạn tới. Mọi người vây quanh La Quân cùng Duẫn Nhi, cho nên Kiếm Thần Tinh cùng Mâu Tư trưởng lão cũng không lo lắng La Quân hội đào tẩu. Đồ nhã dày đặc là Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng, tu vi cao nhất, kiếm pháp tốt nhất. Cho nên phái hắn đến bắt La Quân là không có gì thích hợp bằng. La Quân trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu là những người này cùng nhau tiến lên, chính mình thật đúng là rất khó. Chỉ là đáng tiếc, đám người này tốt xấu cũng coi là kỵ sĩ, cho nên còn một tia kỵ sĩ tinh thần. Duẫn Nhi mặc dù là thần thông nhất trọng tu vi, nhưng nàng kinh nghiệm thực chiến không mạnh, trên tay lại không có vũ khí, đối đầu đồ nhã dày đặc dạng này cao thủ, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cho nên giờ khắc này, La Quân để Duẫn Nhi lui lại. Duẫn Nhi lúc này cũng không dám làm loạn, nàng chỉ có thể lo lắng nói một tiếng, La đại ca cẩn thận. Lúc này, nàng khẳng định là không dám La bệ hạ. Một tiếng bệ hạ kêu đi ra, cái kia còn đến. La Quân cùng đồ nhã dày đặc đứng đối mặt nhau, giữa hai người chỉ cách 1 mét. Đồ nhã dày đặc nhận được mệnh lệnh là sống bắt La Quân vừa vặn cũng là như thế tâm tư. Đồ nhã dày đặc đột nhiên chợt quát một tiếng, cái này hét lớn một tiếng trung khí 10 phần, chấn người màng nhĩ muốn nứt. Bất quá cái này tại La Quân trong mắt bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, ngược lại là tại đồ nhã dày đặc tiến công trong nháy mắt, La Quân đột nhiên đem kình lực vận đến đôi mắt. Trong một chớp mắt, hắn hai mắt giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng trướng mắt. Cái này một cái chớp mắt, đồ nhã dày đặc kìm lòng không được bế dưới mắt. Đồ nhã dày đặc cái này hãi nhiên thất sắc, lập tức bằng vào tự thân kinh nghiệm thiểm điện nhanh lùi lại đồng thời, một kiếm bổ đi ra. Kiếm như kinh hồng, vạch phá hắc bầu trời tối. Cái kia giống như là lộng lẫy giống như sao băng. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, thân thể giống như ly miêu đồng dạng nhạy bén, tốc độ giống như lưu tinh cản nguyệt. Trong một chớp mắt, La Quân lấn người đi vào đồ nhã dày đặc trước mặt. La Quân một chân bước vào đồ nhã dày đặc tuyến giữa, đồ nhã dày đặc trong tay hoàng kim kiếm nhất chuyển, tàn nhẫn gạt về La Quân cái cổ. La Quân không né tránh, lại là trực tiếp một tay nắm tới. Đồ nhã dày đặc cái này lúc sau đã lấy lại tinh thần, hắn gặp La Quân lại dám không thủ tiếp bạch nhận, trong mắt của hắn hung quang bùng lên, chính là phát ra loa toàn kính lực, hắn là muốn một kiếm đem La Quân bàn tay chém rụng. Dù sao chém rụng bàn tay cũng sẽ không chết. Đồ nhã dày đặc từ không tin có người có thể tay không đón hắn kiếm, coi như gia hỏa này mang cái này kỳ quái bao tay cũng không được. Răng rắc. Cái này một cái chớp mắt, La Quân nắm chặt đồ nhã dày đặc hoàng kim kiếm. Hai người là cùng một chỗ vận kinh. Phanh một tiếng, hoàng kim tam giác kiếm trực tiếp đứt gãy. La Quân trong tay bắt một nửa kiếm, hắn vừa mũi kiếm nhất chuyển, thiểm điện đâm về đồ nhã dày đặc vị trí hiểm yếu. Một chiêu này chính là linh hầu hiến đào. La Quân thi triển đi ra, giống như điêu luyện sắc sảo. Đồ nhã dày đặc hãi nhiên thất sắc, hắn cấp tốc lui lại. Khó khăn lắm tránh đi La Quân mũi kiếm, nhưng lúc này, La Quân xuất thủ thì càng quỷ dị hơn. Hắn trực tiếp đem kiếm nhọn ném ra, lần này ném ra, nhanh như lôi đình thiểm điện. La Quân một khi động thủ, đó là không chỗ không cần cực, mà lại quỷ mị khó dò. Vị này đồ nhã dày đặc hoàng kim kỵ sĩ theo La Quân động thủ một cái chớp mắt liền lĩnh giáo đến La Quân khủng bố. Đồ nhã dày đặc rơi vào đường cùng, cầm trong tay kiếm hướng mặt vẩy một cái, rốt cục đem kiếm dao khắc mở. Cùng lúc đó, La Quân đã như hung lang đồng dạng nhào lên. Hắn trực tiếp một cái hung mãnh tâm ấn thai quyền phá vỡ đồ nhã dày đặc mạnh mẽ ngoại công, đem đồ nhã dày đặc nội tạng chấn thương. Cùng lúc đó, La Quân lại một chiêu vân long tham chảo đem đồ nhã dày đặc cổ bóp lấy. Đồ nhã dày đặc tại La Quân trước mặt cơ bản không có lực hoàn thủ gì. La Quân ánh mắt quá độc ác, hắn liếc mắt liền nhìn ra đồ nhã dày đặc tu luyện thánh lực cổ quái, cái kia thánh lực là thân thể của hắn một tầng phòng ngự. Bất quá, lại cổ quái thánh lực cũng là lực lượng một loại. La Quân vận dụng tâm ấn thai quyền, trực tiếp đem nội tạng chấn thương. Sau đó, La Quân liền cưỡng ép đồ nhã dày đặc, như thiểm điện thối lui đến Duẫn Nhi trước người. Trận này quyết chiến kết thúc quá nhanh, một đám kỵ sĩ cũng còn không có kịp phản ứng, La Quân đã bắt kỵ sĩ trưởng đồ nhã dày đặc. Muốn chết, Kiếm Thần Tinh ánh mắt lạnh xuống dưới, hắn hướng La Quân điềm nhiên nói, lập tức thả đồ nhã dày đặc.
nếu không bản giáo chủ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái kia Mâu Tư trưởng lão ánh mắt cũng là âm lãnh. Trong lòng bọn họ thực là kỳ quái, làm sao Tuyết này vực bên trong hội toát ra một cao thủ như vậy đến. Gia hỏa này thực lực chỉ sợ đã là thánh giai cấp bậc đi. Không phải vậy làm sao có thể trong lúc nhấc tay thì đánh bại Đồ Nhã dày đặc. Mâu Tư trưởng lão là thất cấp ma pháp sư, hắn lúc này cũng không dễ vận dụng ma pháp. Bởi vì cái này La Quân giảo hoạt trốn ở Đồ Nhã dày đặc đằng sau, ma pháp của hắn rất là khó mà công kích. Giống Mâu Tư trưởng lão dạng này ma pháp sư, bọn họ hội quần thể công kích cùng đơn thể công kích. Bọn họ tác dụng lớn nhất là quần thể công kích ma pháp, loại ma pháp này trên chiến trường rất có tác dụng. Bất quá ma pháp sư ác mộng cũng là cận thân đối mặt chiến sĩ, đây tuyệt đối là ma pháp sư tai nạn. Bất quá mặc dù là như thế, Mâu Tư trưởng lão vẫn là tại âm thầm đọc chú ngữ, đối La Quân thi triển ra một cái hóa đá thuật. Ma pháp sư đang thi triển ma pháp thời điểm, càng là phức tạp ma pháp, đọc chú ngữ thời gian lại càng dài, cái này là rất lớn một cái tệ nạn. La Quân đang đối chiến bên trong chưa bao giờ từng gặp phải ma pháp sư, cho nên hắn cũng không nghĩ tới còn có hóa đá thuật quỷ dị như vậy ma pháp. Lúc này, hắn tuy nhiên phòng bị trùng điệp, nhưng cũng không có nghĩ đến Mâu Tư trưởng lão chính đang thi triển ma pháp. La Quân nhìn về phía kiếm thần tinh, hắn cũng không nguyện ý đem cục diện náo quá cương. Thế là cũng coi như vẫn là khách khí nói ra, ta vốn chỉ là khách qua đường, cũng không thám thính đến các ngươi bí mật gì. Các ngươi biểu hiện cũng quá mức bá đạo một số, chẳng lẽ thần giáo cũng là bá đạo như vậy hành sự. Thường nhân cũng không thể có bất kỳ lời nói nào quyền. Kiếm thần tinh lạnh giọng nói ra, thả người. Hắn là không nguyện ý cùng La Quân nói nhảm. Liền cũng tại lúc này, Mâu Tư trưởng lão hóa đá thuật thi triển hoàn tất. La Quân lập tức cảm giác được dị dạng, hắn cảm giác được trong không khí kỳ quái thừa số đang tung bay, đồng thời cấp tốc vây xung quanh hắn hai chân. Đây là quang minh hệ ma pháp bên trong hóa đá thuật. La Quân cảm giác hai chân bắt đầu chết lặng, La Quân nhíu mày, hắn đã biết không ổn. Tiếp theo, La Quân cảm giác cánh tay cũng bắt đầu ở chết lặng. Giống, La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng, quanh thân khí huyết cuồng bạo vận chuyển lại. Lạch cạch một chút, cái kia chết lặng cảm giác nhất thời bị đánh bay ra ngoài, La Quân lại khôi phục tự do chi thân. Mâu Tư trưởng lão hóa đá thuật tại La Quân trước mặt. Thất bại. Đây cũng không phải nói La Quân đối ma pháp miễn dịch, chủ yếu là Mâu Tư trưởng lão vốn cũng không quá am hiểu những này tiểu hình ma pháp. Mà lại, hắn bất quá là thất cấp ma pháp sư. La Quân tu vi đã là tương đương với thánh giai võ sĩ. Một cái tiểu ma phương pháp thì muốn giết chết một cái thánh giai võ sĩ, vậy đơn giản cũng là buồn cười. Mâu Tư trưởng lão cũng không khỏi thất sắc. Thả người, kiếm thần tinh lần nữa xông La Quân lệ quát một tiếng. Hắn đã rút ra hoàng kim tam giác kiếm, gia hỏa này cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn là thần giáo Hồng Y đại giáo chủ. Tuổi còn trẻ, ngồi ở vị trí cao, đều là bởi vì hắn đã là thánh giai cao thủ cấp bậc. La Quân không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, đồ chó này trừ câu nói này liền không có khác lời nói sao. Hắn cũng không phải tốt tính người, ngay sau đó lạnh lùng nói ra, thảo đại gia ngươi, ngươi coi cha ngươi ta là ngốc à. Thả ngươi, sau đó để cho các ngươi cùng tiến lên đến xử lý ta. Lão tử cũng là không thả. Kiếm thần tinh trong đôi mắt hàn mang phóng đại, gia hỏa này thật không phải trầm ổn người, cơ hồ liền muốn bạo tẩu. La Quân cũng thật sợ con hàng này không giảng cứu, trực tiếp lên giết người. Đến lúc đó cá chết rách lưới, thì thật không có lượn vòng chỗ trống. Mâu Tư kịp thời đè lại kiếm thần tinh, vị trưởng lão này vẫn là cái người biết chuyện, biết lẫn nhau ở giữa không có thâm cừu đại hận, không cần thiết náo túi bụi. Mà lại, Đồ Nhã dày đặc là kỵ sĩ trưởng. Nếu như cứ như vậy bị giết, còn lại kỵ sĩ cũng sẽ đối kiếm thần tinh trái tim băng giá. Bởi vì cái này kiếm thần tinh lộ ra quá không đem huynh đệ mệnh khi mệnh. Có chuyện hảo hảo nói, Mâu Tư trưởng lão thấp giọng nói với kiếm thần tinh. Kiếm thần tinh tuy nhiên xúc động, nhưng cũng không hoàn toàn là mãng phu, hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo lại qua. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, ta nói qua, ta và các ngươi không biết, cũng không có nghe được cái gì bí mật. Chỉ muốn các ngươi chịu thả chúng ta rời đi, ta cái này thả người. Như yêu cầu này, không tính quá phận a. Yêu cầu này, thật đúng là không tính quá phận. Trên thực tế, nếu như trước đó kiếm thần tinh cùng Mâu Tư trưởng lão không bá đạo như vậy, trực tiếp thả La Quân cùng Duẫn Nhi rời đi. Vậy cái này là không có gì để nói nhiều, mà lại cũng cho thấy bọn họ phong độ. Nhưng bây giờ, kiếm thần tinh như thế một nhóm lớn người,
bị La Quân làm mặt mày xám xịt. Lúc này lại thả La Quân rời đi, luôn cảm giác thì có phải hay không như vậy cái mùi vị, dù sao cũng là mẹ nó thật mất mặt a. Người trong giang hồ lăn lộn, muốn cũng là một cái mặt. Huống chi, kiếm thần tinh tuổi còn trẻ cũng là hồng y đại giáo chủ, ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt, đó là càng sĩ diện giọt a. Kiếm thần tinh nhãn châu xoay động, hắn liền nói với La Quân, ta có thể thả ngươi đi. Bất quá, ta nhìn ra ngươi là một vị cao thủ, như vậy đi, mình a hôm nay ngay ở chỗ này tỉ thí công bình một trận. Ta như thắng, ngươi liền muốn làm ta người hầu, mà ngươi như thắng, như vậy chúng ta liền phụng ngươi làm khách quý. Kiếm thần tinh lời này nghe vẫn là rất công bình, nhưng La Quân là nhiều khôn khéo người. Hắn nói ra, coi như ta thắng, trong miệng ngươi nói phụng ta làm khách quý, nhưng về sau, ngươi người đông thế mạnh, muốn giết ta cũng bất quá là một câu sự tình. Loại này đổ ước, không cá cược cũng được. Kiếm thần tinh trong mắt phát lạnh, hắn nói ra, ta chính là đường đường hồng y đại giáo chủ, nói chuyện há có thể nói không giữ lời. Ngươi nếu không tin, ta có thể làm lấy ta những này thủ hạ cùng mưu tư trưởng lão đến phát thệ, nếu có vi phạm lời thề, gọi ta đời này không thể lại thờ phụng thần nữ. La Quân nghe xong cái này lời thề, cái này cái kia theo cái kia a, trừng phạt thì là không thể thờ phụng thần nữ. Thần nữ là cái quỷ gì? Hắn đang muốn nói chuyện thời điểm lại trông thấy mưu tư trưởng lão bọn người lại hơi hơi thất sắc. La Quân lập tức liền cũng minh bạch, cái này thần nữ chỉ sợ là cùng loại huyết tộc lão tổ tông như thế tồn tại. Cái này lời thề tự mình nhìn lấy không thế nào giọt, chỉ sợ tại kiếm thần tinh trong lòng là rất nặng rất lợi hại thề độc nói. Mưu tư trưởng lão hướng kiếm thần tinh khe khẽ thở dài, nói ra, kiếm thần tinh, ngươi vẫn là quá tranh cường háo thắng, cái này cần gì phải. La Quân trực tiếp hỏi ra bản thân nghi hoặc, nói, thật có lỗi, ta cũng không phải là các ngươi cái không gian này người, cho nên ta không biết thần nữ là thần thánh phương nào. Mưu tư trưởng lão liền nói ra, thần nữ chính là ta thần giáo dạy thần, chính là chúng ta thánh lực cội nguồn. Mỗi một vị thần giáo người, đều lấy có thể thờ phụng thần nữ vì suốt đời lớn nhất tôn vinh. Như là không thể lại thờ phụng thần nữ, vậy đối với chúng ta mà nói, thì là trong nhân thế tàn khốc nhất cực hình. La Quân cũng là con người đảo một vòng, hắn có chính mình phán đoán. Cũng biết cái này kiếm thần tinh là có thù tất báo người, hôm nay nếu như không cùng hắn so sánh với một trận, chỉ sợ gia hỏa này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như mình hiện tại may mắn đào tẩu, hắn cũng sẽ theo ở phía sau không về không truy sát. Chẳng trực tiếp đánh bại hắn, sau đó lại đi, khi đó hắn cũng không có lời nào dễ nói. Hắn cái này lời thề, xem ra cũng là thật. La Quân nhìn người rất lợi hại chuẩn, nhìn ra được cái này kiếm thần tinh vô cùng kiêu ngạo cùng tự phụ. Kiếm thần tinh sở dĩ dám phát thề độc, đại khái cũng là không nghĩ tới hắn thất bại. La Quân làm thế nào có thể sợ hãi cái này kiếm thần tinh? Nói đùa, ngươi là thiếu niên thiên tài không giả. Có thể chết tại ca ca trên tay thiếu niên thiên tài nhưng cũng là không tính toán. Ngay sau đó, La Quân hơi suy nghĩ một chút, liền nói ra, như vậy đi, ta như thua, dĩ nhiên chính là kiếm thần tinh người hầu. Nhưng ta như thắng, ta cũng không cần đừng, các ngươi cho ta một số thực vật, ta lập tức liền rời đi. Mặc kệ thắng thua, ta hy vọng các ngươi không cần có người khác đến dây dưa chúng ta. Kiếm thần tinh lập tức nói, theo ý ngươi. La Quân ngay sau đó cũng liền không lại nói nhảm. Chúng kỵ sĩ tản ra, cho La Quân cùng kiếm thần tinh trở lại đầy đủ không gian. Xuân Nhi tuy nhiên cũng lo lắng La Quân, nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể tản ra. La Quân cùng kiếm thần tinh đứng đối mặt nhau, kiếm thần tinh hoàng kim tam giác kiếm đã rút ra. La Quân vẫn là phược long bao tay nơi tay. Có cái này phược long bao tay, La Quân cá nhân chém giết năng lực đã đạt đến cực hạn. La Quân hiện tại có vỡ nát hết thảy quyết tâm. Liền cũng tại lúc này, kiếm thần tinh gào thét một tiếng, người như xoay chuyển cấp tốc phong, trong nháy mắt thì cuốn tới La Quân trước mặt. Hắn tu vi muốn so đồ nhã dày đặc cao nhiều, cho nên vô luận là tốc độ vẫn là lực đạo, cùng tinh chuẩn đều là khủng bố cùng cực. Mũi kiếm hướng lên trên vẩy một cái, cấp tốc run rẩy bên trong, kiếm này nhọn phiêu hốt như thiểm điện, thượng hạ chạy bay, lại là không biết một kiếm này muốn đâm về La Quân đi đâu. La Quân lại là không chút nào hoảng, tâm hắn nghĩ trầm tĩnh, nghiêng lui một bước. Sau đó, La Quân liền cảm giác được trước ngực ngứa. Một kiếm này lại là đâm về phía mình trước ngực, trong lòng của hắn đã có so đo, khi kế tiếp uất ức quyền bảo vệ trước ngực. Kiếm thần tinh đã sớm biết được La Quân cái này phược long bao tay lợi hại, bất quá hắn cũng không làm hắn nghĩ, lại là lực quán mũi kiếm, tay trái cũng lập trưởng bổ vào tay phải cầm kiếm trên tay.
hắn đây là muốn lấy điểm phá diện. Đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại trên mũi kiếm, sau đó đánh xuyên qua La Quân uất ức quyền. La Quân hơi kinh hãi, ám đạo cái này kiếm thần tinh quả nhiên không phải đồ nhã dày đặc loại kia mặt hàng có thể so sánh với. Trong nguy cơ, La Quân uất ức quyền hóa thành long chảo thủ, vân long tham chảo. Cổ tay khẽ đảo, liền muốn đem kiếm thân thể kéo lại, sau đó nứt đoạn. Kiếm thần tinh sắc mặt hơi đổi một chút, chỗ của hắn sẽ cho La Quân cơ hội này. Bỗng nhiên ở giữa, kiếm thần tinh kiếm giao tay trái, hướng xuống mãnh liệt lôi kéo. La Quân tay vừa mới kéo lên, lưỡi kiếm kia mãnh liệt, liền tại La Quân phược long bao tay bên trên lôi ra một đạo tia lửa. Lần này giao thủ, nếu không phải La Quân phược long bao tay lợi hại, La Quân lần này, cái bàn tay này liền bị hủy. Nhưng cái này cũng không thể nói La Quân không như kiếm thần tinh, muốn là kiếm thần tinh không dùng vũ khí, cái kia cũng không phải cái này đấu pháp. La Quân nếu không phải biết phược long bao tay lợi hại, cái kia cũng không phải cái này cách chơi. Lần này giao thủ, kiếm thần tinh cũng chính thức cảm nhận được La Quân bao tay chi cổ quái. Hai người giao thủ ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, kiếm thần tinh thân thể nhoáng một cái, kiếm nhảy như điện, mũi kiếm đi chi chữ hình, trên không trung tạo nên tầng tầng gợn sóng. Giống như có to lớn liệt hỏa tại nướng thân kiếm, không khí chung quanh nhơ bẩn đến làm cho người ánh mắt bắt đầu sinh ra ảo giác. Kiếm thần tinh mũi kiếm giống như muốn phệ nhân tinh linh, tại La Quân toàn thân cao thấp vừa đi vừa về bôn tẩu. Chỉ cần La Quân một cái sơ sẩy, lập tức liền nhắm người muốn nuốt. Như vậy đấu pháp, cho người ta cực mạnh uy á, sẽ cho người không nhịn được muốn lui lại. Nhưng La Quân nếu là lui lại, vậy liền cũng là hỏng bét. Lúc này, La Quân lại là không nhúc nhích, tâm hắn nghĩ trầm tĩnh tới cực điểm. Chỉ là phần khí độ này cùng chấn định, liền để Mâu Tư trưởng lão một đám người bội phục. Xuân Nhi ở một bên, trái tim nhắc đến cổ họng. Kiếm thần tinh liên tục mấy lần công kích, đều bị La Quân ổn định hóa giải. Kiếm thần tinh lập tức có loại cái này La Quân cũng là cái toàn thân là đâm con nhím, căn bản không có cơ hội hạ thủ. Hắn kiếm thuật thông thần lại như thế nào, bàn về linh động đến, căn bản không bằng La Quân hai tay. Kiếm thần tinh trong lòng nổi nóng, đột nhiên, hét lớn một tiếng. Tiếp theo, kiếm như kinh hồng đâm thẳng La Quân trái tim. La Quân lập tức một chiêu tâm ấn thai quyền kích đánh mà đi. Hai người chiến đấu đã đến gay cấn. Phanh một tiếng, La Quân đột nhiên hóa quyền vì long chảo thủ, đột nhiên thì kéo lại thân kiếm. Hai người cơ hồ là đồng thời ra sức. Cái kia hoàng kim tam giác kiếm nhất thời đứt gãy thành hai đoạn. Biến hóa này, là tại kiếm thần tinh trong dự liệu. Hắn kiếm gãy tâm không ngừng, tay trái lập trường bổ vào trên chuôi kiếm, cái kia kiếm gãy tấn mãnh lôi đình từ trên tay hắn bổ ra, trực tiếp ném bắn về phía La Quân trái tim. Lần này biến cố thật sự là ngoài người ta dự liệu. La Quân cũng là bị kinh ngạc, không nghĩ tới kiếm thần tinh lại có cái này quyết đoán. Hắn thiểm điện lui lại một bước, tiếp lấy cầm trong tay kiếm gãy hướng phía trước một bổ, vừa vặn liền đem cái kia bay tới kiếm gãy đánh bay. Liền cũng tại lúc này, La Quân mắt tối sầm lại, cái kia kiếm thần tinh lại là vừa người đánh tới. Hắn giống như mãnh hổ hạ sơn, trong một chớp mắt, hai ngón cũng đao, thẳng đâm La Quân trái tim. La Quân vừa mới đánh bay kiếm gãy, lúc này trước mặt đi tu mở rộng, thế mà không có đem kiếm thần tinh một chiêu này bảo vệ tốt. Kiếm kia chỉ còn như quỷ mị, đảo mắt thì có một chút La Quân trái tim. La Quân hãi nhiên, trong nguy cơ, hắn mãnh liệt hít một hơi, thế là trái tim lập tức hướng bên trong đột nhiên rụt lại. Sau đó, La Quân hai tay khoanh thành hộ tâm quyền, mãnh liệt đẩy về trước. Là lực lượng toàn bộ thể hiện ra, La Quân bất đắc dĩ vứt bỏ kiếm gãy. Kiếm thần tinh mắt thấy là phải nhất kích có hiệu quả, không nghĩ tới La Quân phản ứng như thế tinh diệu. Hắn cấp tốc hướng xuống mặt một ngồi xổm, kiếm chỉ đột nhiên hướng phía La Quân hàm dưới chỗ đánh giết mà đi. Đến như kinh hồng, hình xoắn ốc trầm xuống, như rắn xoay quanh, đột nhiên lại như rồng thăng thiên. Một chiêu này tinh diệu vừa lúc là tại La Quân hai tay đón đỡ ra hộ tâm quyền bên trong tiến hành. Chờ tại La Quân vẫn là đi tu đại lộ. Kiếm thần tinh quả nhiên không hổ là thiếu niên thiên tài, cũng không hổ là thần giáo Hồng Y đại giáo chủ, hắn trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, đối nắm bắt thời cơ quả nhiên là kỳ diệu tới đỉnh cao. La Quân cảm thấy trầm xuống. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được kiếm thần tinh lợi hại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, người hướng về sau ngửa, hai chân uốn lượn trầm xuống. Tận lực bồi tiếp một chiêu lỗ chí dày đặc nhổ lên liễu rủ.
La Quân người hướng về sau ngửa, vừa vặn né tránh kiếm thần tinh kiếm chỉ. Sau đó, kiếm thần tinh tại hắn hộ tâm quyền bên trong, cho nên hắn vừa vặn thì gấu ôm ở kiếm thần tinh. Tiếp theo, La Quân đột nhiên phát lực. Kiếm thần tinh hãi nhiên thất sắc. Chỗ của hắn có thể nghĩ đến cái này La Quân phản ứng cũng quá nhanh, cái này biến chiêu ứng đối thật sự là tinh diệu đến khiến người ta vô án tán dương cấp độ A. Hiện trường tình huống để Mâu Tư trưởng lão cùng nhất bang hoàng kim kỵ sĩ tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Xuân Nhi đồng dạng cũng là. Nàng cảm thấy nếu như là chính mình ứng đối kiếm thần tinh, khả năng chỉ trong một chiêu thì bại. Nàng ở trong lòng tối thầm bội phục lấy La Quân, cũng dần dần bắt đầu minh bạch, vì cái gì lão tổ tông còn có Soros lão thân vương đều muốn quyết định La Quân tới làm cái này bệ hạ. Kiếm thần tinh tại lôi đình ở giữa, đột nhiên cũng không phản kháng, ngược lại chân trên mặt đất đạp một cái, theo La Quân kình lực lăng không bay ra ngoài. Đồng thời hai tay của hắn đi bắt La Quân đầu lâu. La Quân nơi đó sẽ để cho hắn bắt lấy đầu lâu như thế muốn mạng địa phương, tại sinh tử chém giết ở giữa, La Quân người tiếp tục hướng về sau té ngửa, tiếp lấy trực tiếp liền đem kiếm thần tinh hướng không trung mãnh liệt ném đi. Kiếm thần tinh lợi hại hơn nữa lần này cũng không cách nào hóa giải La Quân kình lực. Người khác trên không trung, vô luận như thế nào vận kình, cũng không thể lập tức rơi xuống đất. La Quân nhảy lên một cái, hắn đột nhiên thì đứng tại chỗ bất động. Mà kiếm thần tinh lúc này khó khăn lắm rơi xuống đất, sắc mặt hắn rất là khó coi. Kiếm thần tinh minh bạch lần này là La Quân thủ hạ lưu tình. Không chỉ là kiếm thần tinh minh bạch, ở đây người bao quát Mâu Tư trưởng lão cùng đông đảo hoàng kim kỵ sĩ cũng đều hiểu. Vừa rồi kiếm thần tinh người trên không trung, hắn chẳng khác gì là đã sơ hở đại lộ. Cao thủ đánh nhau, tối kỵ lăng không, người trên không trung, có lại nhiều chiêu thức, kinh lực đều không cách nào vận dụng. Cho nên người thích nhất là cước đạp thực địa cảm giác, cước đạp thực địa mới có cảm giác an toàn. Nếu như trong chớp mắt ấy, La Quân tại kiếm thần tinh muốn rơi xuống đất một cái chớp mắt tới một cái lão hùng tràng thụ, như vậy kiếm thần tinh chính là không chết cũng bị thương. Bất quá La Quân cũng không tính làm như thế, cũng không phải nói hắn thiên tính nhân từ. Mà chính là hắn nếu thật xuất thủ, như vậy thì thế tất không thể lưu thủ. Một khi không nương tay, mặc kệ là đem kiếm thần tinh đánh thành trọng thương vẫn là đánh chết. Đối với hắn như vậy đều là phi thường không ổn. Ta thua, kiếm thần tinh sau khi hít sâu một hơi, nói ra. La Quân cũng hơi hơi thở phào, hắn nói ra, như vậy hiện tại, chúng ta phải chăng có thể rời đi. Kiếm thần tinh gật gật đầu, nói ra, đương nhiên. Hắn sau đó lại xông đồ nhã dày đặc nói ra, ngươi cầm một số thực vật cho bọn hắn. Đồ nhã dày đặc cung kính xác nhận. Đồ nhã dày đặc thụ thương cũng không tính quá nặng. Cái này lúc sau đã khôi phục rất nhiều. Hắn nhìn La Quân ánh mắt cũng là tràn ngập kính sợ. Liền cũng tại lúc này, Mậu Tư trưởng lão mở miệng, hắn nói ra, còn không biết tôn dưới xưng hô như thế nào. La Quân nhìn Mậu Tư trưởng lão liếc một chút, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, bèo nước gặp nhau, vẫn là lẫn nhau cũng không biết cho thỏa đáng. Hắn là không muốn cùng đám người này nhiều liên hệ. Mậu Tư trưởng lão mỉm cười, nói ra, tôn dưới vũ kỹ tu vi kinh người. Thật sự là khiến người ta bội phục. Chúng ta thần giáo đang thiếu tôn dưới dạng này cao thủ, nếu là tôn dưới nguyện ý thần giáo, ta có thể hướng dạy thần tiến cử. La Quân cười một tiếng, nói ra, trưởng lão thì không sợ ta là gian tế loại hình. Mậu Tư trưởng lão nói ra, dạy thần ở trên, không người có thể dám lừa gạt dạy thần. Mà ta chỉ phụ trách hướng dạy thần tiến cử giống tôn dưới dạng này nhân tài. La Quân tâm tư chuyển động. Hắn cũng minh bạch cái này thần giáo địa vị là tuyệt đối không đơn giản. Đã cái này dạy thần, cũng chính là thần nữ có phổ biến đại thần thông, nói như vậy bất định nàng thì có biện pháp giúp mình tìm tới Trầm Mặc Nùng các nàng, hơn nữa còn có thể giúp chính mình trở về đâu. La Quân cảm thấy mình không nên tránh xa người ngàn dặm. Ngay sau đó, hắn liền thẳng lời nói thẳng, nói, trưởng lão để mắt ta, đó là ta vinh hạnh. Ta họ La, tên một chữ một cái quân chữ. Đây là muội tử ta, Duẫn Nhi. Hai người chúng ta đúng là đến từ chủ thế giới, mà lại tại đến trên đường cùng đồng bạn thất lạc. Hắn đón đến, tiếp tục nói, không biết ta có hay không có thể thỉnh cầu dạy thần hỗ trợ, có thể giúp ta tìm tới đồng bạn, thậm chí trở lại chủ thế giới. Mậu Tư trưởng lão trong mắt lóe lên dị sắc, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt chi rồi nói ra, như hai vị thật là đến từ chủ thế giới, nghĩ như vậy tất dạy thần đối hai vị là cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó... Dạy thần cũng có thể từ hai vị trên thân giải chủ thế giới tồn tại, về phần giúp hai vị tìm đồng bạn cùng trở lại chủ thế giới,
cái kia cũng chỉ là tiện tay mà thôi. La Quân nói ra, có thể kể từ đó, chúng ta cũng không có cơ hội gì có thể trợ giúp thần giáo cái gì. Mộc Tư trưởng lão nói ra, có thể tìm tòi bí mật đến chủ thế giới, đây đã là rất lợi hại chuyện cơ mật. Chỉ cần hai vị không có lừa gạt, ta tin tưởng dạy thần là rất lợi hại đồng ý giúp đỡ. La Quân tâm tư chớp động, hắn cũng không biết mình là thật không nữa có thể tin tưởng đám người này. Nhưng dưới mắt thật là một cái cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ qua. Hắn hơi trầm tư một cái chớp mắt về sau, nói ra, ta ngược lại thật ra nguyện ý lưu lại, cũng không biết hắn các vị hoan nghênh hay không. Kiếm thần tinh đầu tiên mở miệng, hắn tuy nhiên ngạo khí 10 phần, nhưng cũng kính trọng có bản lĩnh người. Hắn nói ra, ngươi là một cái khiến người ta kính nể cao thủ, ta hy vọng có thể cùng ngươi tiếp xúc nhiều hơn, chỉ giáo nhiều hơn. Đồ Nhã Dày Đặc cũng nói, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Chúng kỵ sĩ cũng biểu thị hoan nghênh. Dưới mắt, Mộc Tư trưởng lão cùng kiếm thần tinh ý tứ rõ ràng, cho nên chúng kỵ sĩ đương nhiên không biết hát tương phản. Vậy liền quấy dày các vị, La Quân được ôm ngực lễ, nói ra. Mộc Tư trưởng lão mỉm cười, nói ra, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó, Mộc Tư trưởng lão còn nói thêm, tới, La huynh đệ, tiến chúng ta trong lều vải nói chuyện. Hắn sau khi nói xong, liền làm mời tư thế. La Quân ngay sau đó dắt Duẫn Nhi tay, đi theo tiến lều vải. La Quân tâm lý suy nghĩ liên tục, hắn muốn mấy cái loại khả năng. Có một loại khả năng cũng là Mộc Tư trưởng lão cảm thấy vẫn là thật mất mặt, muốn trước an phủ chính mình cùng Duẫn Nhi. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, động thủ lần nữa giết chính mình cùng Duẫn Nhi. Khả năng này có rất lớn. Chí ít, Mộc Tư trưởng lão khẳng định cũng muốn biết chính mình cùng Duẫn Nhi là có hay không đến từ chủ thế giới. Như vậy, La Quân vì cái gì còn muốn đáp ứng đâu? Một là hắn xác thực muốn thông qua Mộc Tư trưởng lão đi gặp đến thần giáo dạy thần, cũng chính là vị kia thần nữ. Hai, La Quân cho rằng còn có càng lớn một cái khả năng. Cái kia chính là Mộc Tư trưởng lão là thật tâm muốn mời chào chính mình. Đây là một loại trực giác. Trực giác thắng qua lý trí. La Quân trực giác luôn luôn rất lợi hại chuẩn. Hắn cũng nhìn ra, đám người này tuy nhiên bá đạo phách lối, nhưng lại cũng không là loại kia hội chơi rất nhiều âm mưu quỷ kế chính khách. Cái kia lều vải có chút rộng rãi, mặt đất xốc sức thảm. Trung gian có cái đồng lô, đồng trong lò hỏa diễm tràn đầy. La Quân lại không nhìn thấy đồng lô bên trong có bất kỳ nhiên liệu, hắn không khỏi kỳ quái, nói, cái này đồng lô hỏa diễm là bởi vì gì mà lên. Mộc Tư trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá là cái tiểu ma phương pháp, chính là hỏa cầu thuật mà thôi. Bất quá ta là quang hệ ma pháp sư, cũng sẽ không hỏa cầu thuật. Hỏa cầu này thuật là tìm trong giáo trưởng lão chế làm phù chú. Cũng chính là chuyên môn tại dã ngoại tới lấy ấm nấu cơm mà thôi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Cái này trong lều vải ấm áp vô cùng, La Quân cùng Duẫn Nhi trong nháy mắt có loại trở lại thế giới bao la cảm giác. Bất quá hai người lại là không dám xem thường. Tại một chỗ khác còn có một cái bàn. Trên bàn có đốt sôi trào nồi lẩu, nồi lẩu bên trong nấu lấy canh thịt dê cùng thịt dê, bên cạnh còn có cơm trắng. Cái này thực vật nhìn La Quân là thèm ăn nhỏ dãi, thèm chảy nước miếng a. Mộc Tư trưởng lão đặc biệt khéo hiểu lòng người, nói ra, La huynh đệ, mời ngồi. Kiếm thần tinh cũng làm cái mời tư thế. Ngay sau đó, La Quân liền cùng Duẫn Nhi đi theo nhập tọa. Mộc Tư trưởng lão xuất ra tửu túi đến, tự mình cho mọi người rót đầy tửu. Đồ Nhã Dày Đặc ngồi lại đây. Mộc Tư trưởng lão sau đó nâng chén, nói ra, La huynh đệ là ở xa tới khách quý, một chén rượu này, chúng ta kính ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền uống một hơi cạn sạch. Kiếm thần tinh cùng Đồ Nhã Dày Đặc cũng đi theo uống một hơi cạn sạch. La Quân cũng không nhiều lời, hắn cùng Duẫn Nhi cũng uống một hơi cạn sạch. Rượu này là tuyệt đối không có độc, điểm này La Quân có thể ngửi ra tới. Mà lại, bọn họ cũng không có cơ hội hạ độc. Một trận này cơm tối là La Quân trong đời ăn vị ngon nhất một hồi, tuy nhiên canh thịt dê mùi vị có chút lớn, nhưng cái này cũng không đáng kể. Tuy nhiên La Quân còn muốn phòng bị Mộc Tư trưởng lão đám người này, nhưng cùng cái này mỹ vị so ra, cũng không đáng kể. Duẫn Nhi đồng dạng nổi tiếng ngọt. La Quân ăn ba bát cơm trắng, ngâm sôi chào canh thịt dê, tư vị kia vô pháp kể rõ. Riêng là tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong. Duẫn Nhi cũng nhìn không được ăn hai bát. Sau khi ăn xong, La Quân cùng Duẫn Nhi cảm thấy nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì? Tốt ha, La Quân phải thừa nhận,
hắn nguyện ý lưu lại rất lớn một nguyên nhân là, hắn thật đói. Không phải vậy lời nói, hắn cùng Duẫn Nhi cũng sẽ không ba ba chạy tới. Sau khi ăn cơm xong, Kiếm Thần Tinh cùng Mâu Tư trưởng lão hữu tâm muốn cùng La Quân cầm đuốc soi dạ đàm. Kiếm Thần Tinh cảm thấy hứng thú là vũ kỹ tu vi chỉ giáo, Mâu Tư trưởng lão cảm thấy hứng thú là chủ thế giới một số tình huống. Tuy nhiên Mâu Tư trưởng lão chưa hẳn thì tin tưởng La Quân lời nói, nhưng hắn vẫn là muốn nghe một chút. Đồ Nhã dày đặc đem bát cơm thu thập về sau, cũng ngồi lại đây. Trong lều vải ấm áp dễ chịu, Duẫn Nhi chỉ chốc lát liền dựa vào tại La Quân đầu vai ngủ. Kiếm Thần Tinh đầu tiên nói, La tiên sinh, người cái kia hai tay bộ quả nhiên là thần kỳ, không biết là có hay không có thể mượn ta xem một chút. Hắn cái này lời vừa nói ra, Mậu Tư trưởng lão chính là nhíu mày. Hắn cảm thấy Kiếm Thần Tinh yêu cầu này quá lỗ mãng. Bởi vì lẫn nhau ở giữa tín nhiệm thật đúng là không tới đạt trình độ này. La Quân nao nao, sau đó liền cười cười, nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Sau đó, hắn liền đem Phược Long bao tay từ giới tu di bên trong lấy ra, giao cho Kiếm Thần Tinh trên tay. La Quân tin tưởng Kiếm Thần Tinh không có khác ý tứ, nếu quả thật có âm mưu, hắn sẽ không như thế lỗ mãng. Hắn như thế yêu cầu, ngược lại là để La Quân cảm thấy người này không có chán ghét như vậy. Thậm chí, cái này Kiếm Thần Tinh tính cách bên trong có như vậy một tia tính trẻ con, cũng có thể nói là có chút đơn thuần. Kiếm Thần Tinh thực sự lời vừa ra khỏi miệng, thì biết mình yêu cầu này không quá hợp lý. Nhưng La Quân lại chủ động đáp ứng, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng đối La Quân nhiều một phần hảo cảm. Lẫn nhau ở giữa tín nhiệm thường thường cũng là như thế, cũng nên có một người trước nỗ lực. Kiếm Thần Tinh tinh tế dò xét Phược Long bao tay. Mậu Tư trưởng lão lại đối La Quân giới tu di cảm thấy rất hứng thú, nói, La huynh đệ, người chiếc nhẫn kia giống như cùng chúng ta chữ vật giới chỉ có chút tương tự, chẳng lẽ chủ thế giới bên trong cũng có vật như vậy? La Quân nói ra, ta chiếc nhẫn kia gọi là giới tu di, bên trong tự thành không gian, xác thực là có thể cất giữ một ít gì đó. Mậu Tư trưởng lão gật gật đầu, nói ra, có thể cho ta mượn xem một chút sao? La Quân không khỏi nhức cả trứng, hắn cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Lúc này, còn không bằng lưu manh một số toàn bộ tín nhiệm tốt. Ngay sau đó, hắn cười một tiếng, nói ra, đương nhiên có thể. Tại là La Quân lại đem giới tu di đem cho Mâu Tư trưởng lão. La Quân tin tưởng, giới tu di phẩm chất cùng bọn hắn chữ vật giới chỉ là tuyệt đối khác biệt. Mâu Tư trưởng lão xem xét về sau, ngược lại sẽ càng tin tưởng mình lời nói. Đây là đang từng bước gia tăng lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. Mâu Tư trưởng lão tiếp nhận giới tu di. Hắn mảnh quan sát kỹ, đồng thời vận khởi quang nguyên tố đến xem xét giới tu di nội bộ cấu tạo. Thật lâu về sau, Mậu Tư trưởng lão biểu lộ cũng có chút khác biệt. Hắn đem giới chỉ trả lại La Quân, nói ra, chúng ta chữ vật giới chỉ đều là dựa vào ma pháp trận cùng các loại nguyên tố đến chế tạo. Nhưng La huynh đệ người giới chỉ, cấu tạo thật sự là không thể tưởng tượng, bên trong cũng có trận pháp, nhưng tuyệt sẽ không là ma pháp trận, cũng không phải ma pháp nguyên tố. Người giới chỉ cấu tạo càng thêm xuất sắc. La Quân mỉm cười, nói ra, ta cái này giới tu di tại chủ thế giới bên trong là 10 phần thưa thớt, có rất ít người có thể có được. Chế tạo cũng xác thực rất khó, vô luận là chất liệu vẫn là chế tác, đều là gian nan trọng trọng. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đến. Mậu Tư trưởng lão nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn đối La Quân tín nhiệm tại cái này một cái chớp mắt gia tăng không ít. La Quân liền cũng biết mình cái này là thành công. La Quân từ đa luân từ miệng bên trong biết được, chủ thế giới đối với mất phương hướng đại lục tới nói, là một cái không biết mà vừa thần bí tồn tại. Như vậy, cái này dạy thần đối chủ thế giới khẳng định là tràn ngập hiếu kỳ. Nếu như Mâu Tư trưởng lão đem chính mình dẫn kiến cho dạy thần, như vậy đây cũng là một cái công lớn. Nhưng La Quân đồng thời cũng biết, chính mình cũng là cuốn vào đến cái phiền toái này vòng xoáy bên trong. Dưới mắt mình muốn thoát đội là không thể nào, một khi muốn thoát đội. Vậy đã nói rõ chính mình đang nói láo. Như vậy lúc này, Mậu Tư trưởng lão bọn người thì có lý do đến hợp lực đối phó chính mình cùng Duẫn Nhi. La Quân biết, từ hắn đáp ứng lưu lại thời điểm, đây chính là một trận đánh cược. Trước mắt gian nan trọng trọng, La Quân cũng cảm thấy mình nhất định phải đánh cược một keo. Về sau, Kiếm Thần Tinh cũng đem Phược Long bao tay trả lại La Quân. Kiếm Thần Tinh nói ra, cái bao tay này chất liệu chưa từng nhìn thấy, nhưng lại cứng cỏi đến không thể tưởng tượng. La tiên sinh, trên người ngươi đồ, vật đều tràn ngập kỳ diệu. La Quân mỉm cười, nói ra, đối với ta mà nói, các ngươi cũng tương tự tràn ngập kỳ diệu.
Kiếm thần tinh cười cười, trong lúc nhất thời, hắn cũng chưa nghĩ ra muốn nói gì. Liền cũng tại lúc này, mậu tư trưởng lão đột nhiên gỡ xuống hắn chữ vật giới chỉ, nói, La huynh đệ, ngươi nhìn ta chiếc nhẫn kia. La quân thật đúng là có chút hiếu kỳ, ngay lập tức tiếp nhận giới chỉ. Mậu tư trưởng lão chữ vật giới chỉ là ngân sắc, nhìn lấy cùng giới tu di cũng không nhiều lắm khác biệt. La quân đem giới chỉ cầm trong tay, sau đó ngưng thần tĩnh khí, lấy ý niệm cảm giác cái này chữ vật giới chỉ. Rất nhanh, La quân thì cảm nhận được trong chữ vật giới chỉ kỳ diệu. Ở trong đó không gian so giới tu di phải lớn nhiều, trọn vẹn là một gian 30 mét vuông nhà. Mà lại bên trong còn có không khí lưu động, nói cách khác, bên trong ở mấy người cũng không có vấn đề gì. Trong chữ vật giới chỉ tràn ngập quang nguyên tố cùng ma pháp trận. Trong này cũng là quang nguyên tố dựng. La quân lập tức liền minh bạch chữ vật giới chỉ cùng giới tu di khác nhau. Chữ vật giới chỉ nếu như rời đi cái này mất phương hướng đại lục, như vậy mất đi quang nguyên tố chữ vật giới chỉ ngay lập tức sẽ đổ sụp. Mà giới tu di mới là vĩnh hằng lực lượng. Giới tu di chất liệu chính là thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, bên trong trận pháp cùng lực lượng càng thêm huyền diệu thần kỳ. La quân còn chứng kiến trong chữ vật giới chỉ có thật nhiều thực vật, còn có một số ma pháp thủy tinh các loại. Đây đều là thuộc về mậu tư trưởng lão món đồ riêng tư, cho nên La quân cũng không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Sau đó, hắn đem chữ vật giới chỉ trả lại mậu tư trưởng lão. Đồng thời, La quân nói ra, ta giới tu di bên trong là không có không khí, không thể cất giữ vật sống. Mà lại giới tu di không gian không cách nào cùng ngài chữ vật giới chỉ so sánh. Mậu tư trưởng lão mỉm cười, nói ra, ta chữ vật giới chỉ cũng không tính quá lớn, có ma đạo sư tiền bối, bọn họ trong chữ vật giới chỉ có thể trồng trọt ruộng tốt, chế tạo cẩm tú hoa viên cùng cung điện, đây mới thực sự là không tầm thường. La quân nghe không khỏi líu lưỡi, muốn là mình có thể có như vậy như bức, đi ra ngoài mang theo trong người một ngôi biệt thự, vậy thật đúng là thoải mái bạo. Bất quá lập tức, La quân nói ra, bất quá cái này chữ vật giới chỉ cũng có chí mạng xác định. Mậu tư hơi kinh hãi, sau đó cảm thấy rất hứng thú nói ra, nguyện nghe tường. La quân biết mình muốn lấy được bọn họ tín nhiệm, vậy thì nhất định phải nhiều thổ lộ một số hoa quả khô, nhiều triển lộ một số chân tài thực học tới. Ngay sau đó, hắn nói ra, chữ vật giới chỉ ở mất phương hướng trong đại lục hữu dụng, mà tại mất phương hướng đại lục bên ngoài còn có chủ thế giới, còn có hắn vị diện không gian. Ta không biết điểm này, trưởng lão thánh điển bên trong phải chăng có đề cập. Mậu tư trưởng lão vuốt râu nói ra, thánh điển bên trong xác thực nói qua, chúng ta vị trí thế giới gọi là địa cầu, nhưng là địa cầu thời gian, không gian là lập thể. Thời gian quản lý, không gian quản lý là rất lợi hại phức tạp cùng tinh diệu. Thánh điển phía trên giải thích là, tại cùng một mảnh thổ địa bên trên, thời gian có thể lập thể đứng lên, có lẽ mất phương hướng đại lục là tại một vạn năm trước một nơi nào đó phát triển văn minh. Sau đó, tại cùng một mảnh thổ địa bên trên, chủ thế giới thì là một vạn năm đi sau Dương Văn Minh. Mọi người thời gian tuyến khác biệt, cho nên không liên quan tới nhau. Đây cũng chính là lập thể không gian giải thích. La quân một mực đối những vật này không hiểu, lúc này nghe mậu tư trưởng lão nói đến, nhất thời có loại hiểu ra cảm giác. Hắn lập tức hỏi, như vậy thánh điển phải chăng có giải thích, vì cái gì cần đem những thời giờ này cùng không gian phân biệt quản lý? Mậu tư trưởng lão nói ra, thánh điển cũng không phải là vạn năng từ điển. Chữ câu đều cần qua lĩnh hội. Nói ra thật xấu hổ, bên trong rất nhiều lĩnh hội, đều là chúng ta đang nghe dạy thần thụ giờ dạy học chỗ minh bạch. Đối với thời gian, không gian quản lý, dạy thần nói, cái này gọi là phân loại quản lý. Rác rưởi phân loại, các loại không khí dơ bẩn phân loại. Nhân thể cấu tạo đã đầy đủ phức tạp, liền xem như trong não vực đều có ức vạn tế bào, vô số thần kinh nguyên. Lớn như vậy đến cả một cái địa cầu, cái này liền càng thêm phức tạp. Nếu như không phân loại quản lý, có lẽ trên địa cầu liền không có sinh vật có thể còn sống xuống tới. La quân như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy mậu tư trưởng lão nói vô cùng có đạo lý. Tựa như là máy tính một dạng, rác rưởi cần phân loại quản lý, văn kiện cần phân loại quản lý, chờ một chút đồ, vật đều cần quản lý ngay ngắn rõ ràng, như thế máy tính mới có thể vận chuyển bình thường. Mà máy tính bên ngoài, còn có thật nhiều virus xâm nhập. Mà dính đến địa cầu. Địa cầu ở trong hư không vận hành, chỗ tao ngộ đồ, vật thì càng nhiều. Người trên địa cầu, thật sự là quá mức nhỏ bé. Người nếu quả thật muốn hiểu toàn bộ địa cầu vận hành hình thức, trừ phi thật có thể đạt tới xuyên toa quá khứ tương lai, minh bạch hết thảy bí mật. Cho đến lúc đó, người liền không còn là người, mà là chân chính thần. Mà địa cầu bên ngoài đâu?
địa cầu bên ngoài, tinh cầu vô số, càng có cuồn cuộn vũ trụ, vậy cũng là không thể suy nghĩ tồn tại. Hư giữa không trung có tồn tại hay không sinh linh đâu. Địa cầu là hư giữa không trung nhỏ bé tồn tại, thì như nhân loại lưu giữ trên địa cầu như vậy nhỏ bé. La Quân tin tưởng, trong thái không có càng rộng lớn hơn tương lai, cũng có càng đặc sắc thế giới. Hắn không khỏi ngẩn người mê mẩn, nếu là có một ngày, ta có thể đột phá thân thể này ràng buộc, đến cảnh giới kia, nguyên thần xuyên toa hư không, thăm dò vũ trụ này sự ảo diệu, thật là cỡ nào thú vị. Vậy đại khái cũng là người tu đạo một mực hướng tới bỉ ngạn đi. Thánh điển không hề nghi ngờ là cái kỳ diệu đồ, vật, đây cũng là Mâu Tư trưởng lão rất dễ dàng tiếp nhận La Quân bộ này lý do thoái thác nguyên nhân. Lúc này, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn vẫn luôn có chút hoài nghi sự tình. Cái kia chính là Đa Luân Tư trước đó cũng nâng lên thánh điển. Mà Mâu Tư trưởng lão một đám người là theo đuổi phản nghịch, sẽ không phải bọn họ muốn truy phản nghịch cũng là Đa Luân Tư a. Vừa nghĩ tới đó, La Quân tâm thì hơi hồi hộp một chút. Hắn biết đây là có khả năng rất lớn. Chỉ hy vọng bọn họ vĩnh viễn không nên đến Đa Luân Tư đi, không phải vậy cho đến lúc đó, La Quân tình cảnh sẽ rất gian nan. Đa Luân Tư chính là ân nhân cứu mạng, hắn không có khả năng lạnh lùng đứng ở một bên mặc kệ. La Quân suy nghĩ chuyển biến rất nhanh liền lại trở lại trong hiện thực. Mậu Tư trưởng lão nói ra, La huynh đệ, người vẫn là không nói chữ vật giới chỉ trí mạng thiếu hụt đến là cái gì. La Quân ngay sau đó liền nói ra, tại chúng ta chủ thế giới bên trong, cũng không có ngũ hành nguyên tố. Nếu như chữ vật giới chỉ đến chủ thế giới bên trong, không có nguyên tố chèo chống, ngay lập tức sẽ đổ sụp. Mà lại, ta cảm thấy tại hắn vị diện không gian bên trong, cũng rất có thể đều không có những này ngũ hành nguyên tố. Mậu Tư trưởng lão cùng Kiếm Thần Tinh nhìn nhau, hai người sắc mặt hơi đổi. Sau đó, Mậu Tư trưởng lão hỏi La Quân, nói, chủ thế giới bên trong đến là cái dạng gì? La Quân vì không lộ ra mình đã từng thấy Đa Luân Tư, thế là hắn hỏi trước, thực ta cũng rất tò mò, nơi này đến là một cái dạng gì tồn tại? Mậu Tư trưởng lão ngay sau đó liền nói, nơi này là mất phương hướng đại lục. Hắn sau đó thì giới thiệu mất phương hướng đại lục cùng mảnh này lưu đầy chi địa, còn có ma long một số truyền thuyết. Mậu Tư trưởng lão nói tới cá Đa Luân Tư nói tới là cơ bản giống nhau. Bất quá Mậu Tư trưởng lão đặc biệt tôn sùng thần giáo. Tại trong miệng hắn, Thiên Nguyên Đế Quốc là mất phương hướng trong đại lục đệ nhất cường quốc, mà thần giáo là đệ nhất giáo phái. Thần giáo ở trên trời nguyên trong đế quốc là có chính mình thu thuế, cùng quốc vương là bình khởi bình tọa. Ở trên trời nguyên trong đế quốc, thần giáo quản lý cố định mấy cái tỉnh. Mỗi một năm, quốc vương, các phương tử đều muốn cử hành tế thần nghi thức, sau đó dạy thần liền sẽ tiếp nhận quốc vương cùng các phương tử, cùng vương công đại thần nhóm quỷ bái. Mậu Tư trưởng lão có rất mãnh liệt cảm thấy vinh dự, nói lên thần giáo đến, hắn mang trên mặt thần thái phi dương thần sắc. Bao quát Kiếm Thần Tinh cùng Đồ Nhã dày đặc, bọn họ tại Mậu Tư trưởng lão nói thần giáo thời điểm, trên mặt bọn họ cũng là tươi cười rạng rỡ. La Quân trong lòng âm thầm líu lưỡi, hắn cũng ý thức được thần giáo lợi hại. Quá kinh khủng, quá không thể tưởng tượng. Một cái giáo phái thế mà phát triển đến trình độ này. Chờ Mậu Tư trưởng lão giảng xong sau, Kiếm Thần Tinh mấy người cũng thì rất lợi hại không kịp chờ đợi muốn nghe La Quân nói liên quan tới chủ thế giới hết thảy. La Quân đột nhiên hỏi Mậu Tư trưởng lão, nói, thánh điển bên trong đối với chủ thế giới giới thiệu là như thế nào giới thiệu? Mậu Tư trưởng lão nao nao, sau đó, hắn nói ra, thánh điển bên trong có đối với thời gian, không gian chờ một chút giới thiệu. Nhưng thánh điển bên trong cũng nói, chủ thế giới là chân chính thế giới, là một tọa độ, là tất cả thời gian. Không gian đều muốn quay chung quanh, lấy nó làm trung tâm, sau đó mới có thể sống sót. Cho nên, chủ thế giới mới có thể xưng là chủ thế giới. La Quân trong nháy mắt thì hiểu. Mặc kệ thời gian, không gian làm sao lập thể, nhưng thế giới chỉ có một cái thế giới. Tựa như người sống, mặc kệ suy nghĩ như thế nào bay múa, nhưng đều sẽ có nhất tôn thân thể, đều sẽ có tự mình tránh thức lưu giữ tại ý thức. Cái này cũng là chủ thế giới. Vị diện không gian có thể xem như là bên trong dòng sông thời gian từng cái địa điểm. Nhưng thời gian nhất định phải có một cái chân thực lưu giữ tại tọa độ, có tọa độ mới có thể hướng phía trước đi. Hôm qua, hôm nay, ngày mai. Chủ thế giới cũng là hôm nay. Hôm nay cũng là một tọa độ. La Quân minh bạch điểm này, hắn đối cái này địa cầu giải lại thâm sâu một tầng. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu nói lên chủ thế giới tới.
La Quân là từ quá khứ bắt đầu nói lên, từ người nguyên thủy nói lên, đến thượng hạ 5.000 năm các loại. Hắn nói rất là giản lược, bất quá là cái đơn giản quá trình tiến hóa. Chiến tranh, hòa bình, chiến tranh, phát triển, chờ một chút. Từ đầu đến cuối, chiến tranh vây quanh nhân loại, đồng thời thôi động nhân loại phát triển. Sau cùng, La Quân rốt cục nói đến giờ này ngày này chủ thế giới. Đây là một cái mới tinh chủ thế giới, hết thảy khoa học kỹ thuật đều đến bất khả tư nghị cấp độ. Nhưng là chủ thế giới không khí chất lượng trở nên kém, toàn cầu biến ấm, còn có nguồn năng lượng khai quật gia tốc chờ chút. Có lẽ, tại tương lai không có đại chiến thế giới lần thứ ba. Nhưng có lẽ, khoa học kỹ thuật mang đến nhiều như vậy tiện lợi, sau cùng lại sẽ trở thành nhân loại bị mất chính mình phần mộ. Đây hết thảy, người nào lại có thể nói rõ, ai có thể đoán trước đạt được đâu. Nhưng có một chút, bánh xe lịch sử là cuồn cuộn hướng phía trước. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản lịch sử tiến lên. Cho tới hôm nay tình trạng này, mặc kệ phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, bảy dập chờ một chút, nhưng dù ai cũng không cách nào ngăn cản nhân loại tiếp tục hướng phía trước tiến lên. La Quân mặc dù nói rất lợi hại giản hóa, nhưng cũng đầy đủ nói 3 giờ. Mậu Tư trưởng lão đám người đã hoàn toàn tin tưởng La Quân lời nói, bởi vì không ai có thể nói dối nói đến như thế tinh diệu cấp độ. Trong đầu của bọn họ cũng có một cái hoàn toàn mới chủ thế giới. La Quân cùng Mậu Tư trưởng lão bọn người ở giữa tín nhiệm lại có mới đề bạt. Kiếm thần tinh sau đó hỏi, cái kia La tiên sinh ngươi là như thế nào đi vào chúng ta nơi này? La Quân nao nao, tùy tiện cũng liền ăn ngay nói thật. Hắn đối đám người này hái lấy sách lược cũng là ăn ngay nói thật. Dù sao nói láo cũng không có ý nghĩa gì. Hắn giảng thân phận của mình, bất quá hắn không có nói mình là bệ hạ. Chỉ nói là huyết tộc lãnh tụ, mà lại là lão tổ tông Vân Lôi Nhi vừa mới để bạt đứng lên. Chờ chút hết thảy, cùng như thế nào chạy trốn tới mất phương hướng đại lục, cùng đồng bạn thất lạc. La Quân nói ra. La Quân sau khi nói xong, Mậu Tư trưởng lão cùng kiếm thần tinh còn có đồ nhã dày đặc đều vì La Quân ôm lấy bất bình. Bọn họ cũng lý giải La Quân muốn về chủ thế giới quyết tâm. Mậu Tư trưởng lão nói ra, La huynh đệ, ngươi là từ chủ thế giới đến khách quý. Chúng ta dạy thần nhất định sẽ trợ giúp ngươi, có dạy thần hỗ trợ, ngươi muốn về đến chủ thế giới cũng không phải là không được. La Quân trong lòng cũng biết, cái này dạy thần đoán chừng cũng là cùng loại Vân Lôi Nhi lão tổ tông dạng này tồn tại. Chính mình muốn về chủ thế giới, thật đúng là đến có chỗ ỷ lại. Cho nên... dưới mắt theo Mậu Tư trưởng lão bọn họ giữ gìn mối quan hệ là rất lợi hại có cần phải. Thế là hắn nói ra, vậy liền nhiều làm phiền trưởng lão cùng giáo chủ đang dạy thần trước mặt, vì ta nhiều lời tốt hơn lời nói. Mậu Tư trưởng lão mỉm cười, nói ra, cái này ngươi có thể yên tâm. Kiếm thần tinh cũng là cười một tiếng. Sau đó, Mậu Tư trưởng lão còn nói thêm, nay ngày thời gian cũng không còn sớm, La huynh đệ, ta để phía dưới kỵ sĩ vì ngươi lại dựng một cái lều vải. Ngươi cùng muội muội của ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai chúng ta còn muốn đi đường. La Quân nói ra, đa tạ trưởng lão. Nợ mới bồng rất nhanh liền trống lên đến, bên trong bố trí được rất giống một cái phòng. Mà lại Mậu Tư trưởng lão cũng phóng thích hỏa cầu thuật, như thế liền cũng đem bên trong nhiệt độ tăng lên. La Quân cùng Duẫn Nhi rốt cục có cái chính nhi bát kinh phương có thể ngủ. Đương nhiên, hai người không có ngủ cùng một chỗ, dù sao đối ngoại tuyên xưng phải. Duẫn Nhi là La Quân muội muội. Tuy nhiên cũng không nói là thân muội muội, nhưng ngủ cùng một chỗ vẫn là không tốt. Kiếm thần tinh còn có lựa thuật trọng điểm Duẫn Nhi đơn độc ngủ cái lều vải, nhưng Duẫn Nhi lập tức liền cự tuyệt. Nàng lộ ra rất lợi hại ỉ lại La Quân liền khẽ cười khổ, nói ra, Duẫn Nhi vừa đến nơi đây, nàng nhát gan, cần ta bồi tiếp. Kiếm thần tinh liền cũng thì không nói thêm lời. Nửa đêm về sáng thời điểm, Duẫn Nhi rất nhanh liền tại mềm mại trên giường ngủ. Sắp sửa trước nàng có hỏi La Quân, nói, La đại ca, chúng ta ở chỗ này an toàn sao? La Quân trả lời là, tạm thời là an toàn. Hắn cũng không nhiều lời, nói, nhân tâm chung quy là cách cái bụng, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước là một bước. Ngươi ngủ đi, đừng sợ, hết thảy có ta. Duẫn Nhi nghe vậy cũng liền an tâm chìm vào giấc ngủ. Duẫn Nhi xác thực không có quá lo lắng. Nàng cảm thấy có La Quân tại, hết thảy liền sẽ không có vấn đề quá lớn. La Quân cho Duẫn Nhi rất bình phục toàn cảm giác. Mà tại người trong lều vải, kiếm thần tinh cùng Mậu Tư trưởng lão là ngủ một cái lều vải. Mậu Tư trưởng lão tại sắp sửa trước cũng hỏi kiếm thần tinh, kiếm thần, người cảm thấy La Quân tin được không? Kiếm thần tinh ngốc ngẩn ngơ,
hắn từ trên giường ngồi xuống, rất lợi hại nghiêm túc nói, có thể tin. Hắn đón đến, nói ra, trưởng lão, chẳng lẽ ngài cảm thấy hắn có vấn đề? Hắn là cái tương đối là đơn thuần người, cho nên căn bản không có nghĩ quá nhiều. Mộc Tư trưởng lão trầm giọng nói ra, ta cũng không có cảm giác ra có vấn đề gì, nhưng là hắn đột nhiên xuất hiện đều khiến ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn đón đến, nói ra, bất quá những này đều không tính là gì, trọng yếu là, dạy thần đối với hắn khẳng định là có hứng thú. Chúng ta chỉ cần đem bọn hắn mang về đến dạy thần trước mặt là được. Kiếm thần tinh nói ra, trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không có ý định trợ giúp bọn họ về chủ thế giới? Mộc Tư trưởng lão nhàn nhạt nhìn kiếm thần tinh liếc một chút, nói ra, cái kia đều muốn nhìn dậy thần ý nghĩ, những này không phải chúng ta có thể quan tâm. Ngươi lúc ngủ đợi tỉnh táo một điểm, ta đã dùng thần thánh thủy tinh cầu giám thị ở La Quân. Ngàn vạn không thể để cho hắn đào tẩu. Kiếm thần tinh khẽ nhíu mày, nói ra, La Quân dù sao cũng là dâu ria nhân vật, chúng ta không cần thiết đối với hắn coi trọng như vậy a. Mộc Tư trưởng lão nói ra, kiếm thần, ngươi sai. Lần này chúng ta tới truy sát cái kia phản nghịch, mục đích là vì đoạt lại thánh khí. Nhưng là tuyết vực bên trong, thật sự là có quá nhiều khả năng. Nếu như vạn nhất chúng ta tìm không thấy cái kia phản nghịch, sau khi trở về chúng ta làm sao theo dạy thần giao đời. Hắn đón đến, còn nói thêm, nhưng bây giờ chúng ta có La Quân, này lại là một cái mới chuyển cơ. Nói thế nào, kiếm thần tinh đến hứng thú. Mộc Tư trưởng lão nói ra, dạy thần tầng thứ khác với chúng ta. Nàng lão nhân ra nghiên cứu thánh điển, đối vị diện không gian, chủ thế giới vẫn luôn tràn ngập hiếu kỳ. Mà La Quân nếu là thật sự đến từ chủ thế giới, có lẽ này lại là dạy thần lão nhân ra mở ra thần bí đại môn một cơ hội. Nếu thật sự là như thế, đến lúc đó chúng ta liền xem như lập một cái đại công. Kiếm thần tinh nhãn tình sáng lên, hắn lập tức nói, đã như vậy, chúng ta sao không trực tiếp đem La Quân khống chế lại, tiết kiệm nơm nớp lo sợ, lo lắng hắn đào tẩu. Mộc Tư trưởng lão nhìn kiếm thần tinh liếc một chút, hắn nói ra, hôm nay sự tình đã náo đến nước này, hoàng kim kỵ sĩ đoàn cũng không phải chúng ta tư binh, lúc ấy nếu như chúng ta lật lọng bắt La Quân. Ngươi không suy nghĩ đám này kỵ sĩ hội nhìn chúng ta như thế nào hay? Bọn họ nếu là đem việc này tại thần giáo bên trong tuyên dương ra ngoài, về sau chúng ta còn có mặt mũi cùng uy tín sao? Huống chi, ngươi còn xúc động như vậy lấy dạy thần danh nghĩa phát thệ. Kiếm thần tinh không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Hắn cũng biết mình thật là xúc động. Chỉ bằng cái này lời thề, lúc ấy hắn liền không thể lại gây khó dễ La Quân. Không phải vậy truyền sau khi ra ngoài, hắn là phải bị trục xuất thần giáo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kiếm thần tinh một là không nghĩ tới chính mình thất bại. Thứ hai, coi như thua, hắn cũng không nghĩ tới tiếp tục dây dưa La Quân. Lúc này, kiếm thần tinh cũng minh bạch Mộc Tư trưởng lão dụng khổ lương tâm. Trưởng lão kia, người nói cái này La Quân là thật tâm muốn cầu trợ giáo thần, vẫn là cũng chỉ là phương tiện, muốn tìm cơ hội đào tẩu. Kiếm thần tinh hỏi Mộc Tư trưởng lão. Mộc Tư trưởng lão nói ra, người trẻ tuổi này, vô cùng khôn khéo. Bất quá ta nhìn hắn bây giờ cũng là bất đắc dĩ, cho nên muốn tìm dậy thần tâm là thật. Nhưng những này đều không phải là quan trọng, nếu như về sau hắn muốn chạy trốn, vậy thì có chúng ta xuất thủ bắt hắn lấy cớ. Đây là muốn làm cho các kỵ sĩ nhìn, hiểu chưa? Nhưng nếu hắn không trốn đi, cái kia cũng đúng lúc, thì vừa vặn thực hiện chúng ta lời hứa, dẫn hắn đi gặp dạy thần. Kiếm thần tinh gật gật đầu, hắn cái này là chân chính cảm nhận được Mộc Tư trưởng lão đa mưu túc trí. Một đêm này trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, tuyết vực bên trong gió tuyết tiếp tục tàn phá bừa bãi. Nơi này khó được có cái thiên tình thời điểm. La Quân cùng Duẫn Nhi bị Đồ Nhã dày đặc mời đến chủ trướng bổng dùng bữa sáng. Bữa sáng lại là bánh mì. Còn có một số sữa dê, cùng kỳ quái khẩu vị bánh bao trắng. Trong này bao khẩu vị cũng có chút kỳ quái. Bất quá La Quân cùng Duẫn Nhi vẫn là ăn rất lợi hại dễ chịu, ở chỗ này, có nói lắp cũng không tệ, nơi nào sẽ bắt bẻ đây. La Quân cũng cảm thấy đi theo đám người này cũng khá, tối thiểu có ăn ngon, cũng có ngủ ngon. Hắn cảm thấy mình tựa hồ chỉ có ngần ấy lý tưởng. Ăn điểm tâm thời điểm, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nói với Mộc Tư trưởng lão. Ta nghe văn trưởng lão thường xuyên đề cập thánh điển, nhưng không biết thánh điển phải trang tại trưởng lão trên người. Nếu là ở trên thân, ta rất nhớ tham duyệt tham khảo. Mộc Tư trưởng lão mỉm cười, hắn uống một ngụm nóng sữa dê, theo rồi nói ra, thánh điển tại chúng ta thần giáo, cơ hồ là mỗi người một bộ. Bất quá chỉ có dạy thần thánh điển là nguyên bản, ta thánh điển,
là huynh đệ ngươi đương nhiên có thể tham khảo. Hắn nói xong cũng từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra thánh điển, sau đó đưa cho La Quân. Cái kia thánh điển là màu đen phong bì, rất là tinh xảo, cũng rất dày nặng. La Quân không dám thất lễ, hai tay cung kính nhận lấy. Sau đó, La Quân mở ra thánh điển. Thánh điển khúc dạo đầu là viết tiếng Anh, khúc dạo đầu giới thiệu là liên quan tới Thái Sơ có đạo, đường cùng thần nhất chút giới thiệu. Đây là một bản cùng loại chủ thế giới bên trong thánh kinh tồn tại, bên trong quá nhiều đồ, vật đều là liên quan tới nhân tử, yêu, tín ngưỡng thần, chờ một chút. Còn có thật nhiều là giới luật. La Quân đọc qua rất nhanh, nhìn rất nhiều, hắn lại là không nhìn thấy liên quan tới đối bất luận cái gì chủ thế giới giới thiệu, còn có vị diện không gian giải thích. La Quân không khỏi nghi hoặc, hắn cười khổ nói, đại khái là ta quá ngu dốt, không có thể hiểu được thánh điển ảo diệu chỗ. Mộc Tư trưởng lão mỉm cười, nói ra, thánh điển thật là có thật nhiều ảo diệu chỗ, rất nhiều nơi logo là cần lĩnh hội còn có lý giải bên trong mật mã các loại. La Quân lập tức liền nhớ tới thánh kinh mật mã. Nghe nói tại thánh kinh mật mã bên trong cũng có thể tìm tới rất nhiều liên quan với thế giới tương lai tiên đoán. La Quân biết, lấy chính mình IQ là khẳng định chơi không thấu thứ này. Hắn liền đem thánh điển trả lại Mộc Tư trưởng lão. Mộc Tư trưởng lão cũng là hai tay tiếp nhận thánh điển. Hắn lộ ra rất là thành kính. Sau đó, Mộc Tư trưởng lão đem thánh điển thả lại trong chữ vật giới chỉ. Liền cũng tại lúc này, Mộc Tư trưởng lão bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn nói ra, La huynh đệ, tại chúng ta nơi này, mỗi người xuất sinh về sau, đều sẽ đến ma pháp công hội làm một cái trắc nghiệm. Nếu như bị thủy tinh cầu trắc nghiệm được có thể minh tưởng đến nguyên tố tồn tại, như vậy thì sẽ bị ma pháp học giáo ghi chép danh sách, sau đó học tập trở thành ma pháp sư. Có người hội tiến vào Hoàng gia Ma Pháp Học Viện, có người hội tiến nhập Thần giáo Ma Pháp Học Viện. Ma Pháp Sư là một cái thần kỳ tồn tại, trong chiến tranh, Ma Pháp Sư là chúa tể mấu chốt thắng bại. Cho nên, quốc gia đối Ma Pháp Sư bồi dưỡng là tận hết sức lực. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, người đến từ chủ thế giới, phải chăng có thể minh tưởng đến nguyên tố tồn tại đâu? La Quân trong lòng nhảy một chút, hắn thực vẫn luôn muốn thí nghiệm một chút. Nhưng hắn biết ma pháp những vật này là đến từ Đa Luân Tư, hắn không nghĩ thấu lộ ra gặp qua Đa Luân Tư, cho nên một mực không có nói. Hiện tại Mộc Tư trưởng lão nói ra, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Ngay sau đó, La Quân cảm thấy rất hứng thú nói ra, muốn làm sao thí nghiệm. Mộc Tư trưởng lão xuất ra một cái cơ hồ là trong suốt thủy tinh bóng, sau đó nói, rất đơn giản, người đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, sau đó trong đầu một mảnh trong vắt. Nếu như trong đầu của ngươi có thể minh tưởng đến ngũ hành nguyên tố bên trong một loại, loại này nguyên tố liền sẽ tại trong thủy tinh cầu xuất hiện. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, vậy thì tốt, ta đến thử một lần. Mộc Tư trưởng lão mỉm cười, hắn đem thủy tinh cầu giao cho La Quân trên tay. La Quân cũng không rõ lắm cái này thủy tinh bóng đến là cái gì cấu tạo, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là đem thủy tinh cầu sau khi nhận lấy, lợi dụng tay vuốt ve thủy tinh cầu. Đồng thời, La Quân trong đầu lâm vào một mảnh trong vắt. Lúc này, cũng không lâu lắm, La Quân liền cảm giác được kỳ diệu đồ, vật. Hắn cùng thủy tinh cầu có một loại chặt chẽ liên hệ, thông qua thủy tinh cầu, giống như là đôi mắt xuyên thấu qua kính hiển vi, sau đó có thể nhìn thấy không trung một số không nhìn thấy vi trùng. La Quân trong não vực rõ ràng cảm thụ rất nhiều kỳ quái đồ, vật. Hắn cảm thấy chung quanh thế giới biến. Dĩ vãng, La Quân mặc dù biết tại chủ thế giới bên trong có thật nhiều từ trường, phần tử, chờ một chút hết thảy. Nhưng hắn cũng chỉ là biết những vật này tồn tại, mà hắn không cách nào rõ ràng qua cảm giác được. Mà giờ khắc này, La Quân cảm giác được không trung rời rạc màu sắc sặc sỡ đồ, vật. Quang nguyên tố, thổ nguyên tố, hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, còn có mộc nguyên tố. Ngũ hành nguyên tố tất cả nói, mặt khác, La Quân còn cảm nhận được hắc ám nguyên tố. La Quân chính mình bất chi bất giác, hắn cũng không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Duẫn Nhi cũng chỉ thấy trong thủy tinh cầu sắc thái lộng lẫy. Mà kiếm thần tinh, Mộc Tư trưởng lão, còn có đồ nhã dày đặc ba người này trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Trong mắt bọn họ tràn ngập không gì sánh kịp chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Mộc Tư trưởng lão thân thể run lẩy bẩy, cái này sao có thể? Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn tựa hồ trừ bốn chữ này, sẽ không đi nói hắn chữ. Kiếm thần tinh cùng đồ nhã dày đặc cũng là thân thể run rẩy. Một câu đều nói không nên lời. La Quân lúc này liền thu tay lại rời đi thủy tinh cầu, hắn mở to mắt nhìn về phía Mộc Tư trưởng lão bọn người.
La Quân không hiểu, hắn nhìn một chút Duẫn Nhi hiển nhiên cũng vô pháp giải thích. La Quân nhìn không được hỏi, trưởng lão, ngài đang nói cái gì? Cái gì làm sao có thể? Là ta chắc thí xảy ra vấn đề gì sao? Kiếm thần tinh ánh mắt phức tạp tới cực điểm, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, nếu như vừa rồi chắc thí không có phạm sai lầm lời nói, cái kia thủy tinh cầu chắc thí thì đại biểu ngươi là mất phương hướng đại lục là cái thứ nhất có thể tinh thông ngũ hành nguyên tố, đồng thời sẽ còn hắc ám nguyên tố người. Cái này tại mất phương hướng đại lục ở bên trên, là chưa bao giờ xuất hiện qua. Đồ Nhã dày đặc nói ra, đúng vậy a, liền xem như chúng ta vĩ đại giáo thần, thần nữ, nàng cũng chỉ là tinh thông ngũ hành nguyên tố, cũng sẽ không hắc ám nguyên tố ma pháp. Mà lại, giáo thần vẫn là mất phương hướng đại lục trăm ngàn năm qua, duy nhất tồn tại. La Quân trong lòng nhất thời mãnh liệt nhảy dựng lên, hắn không nghĩ tới chính mình lại là ngưu bức như vậy, đặc thù tồn tại. Nhưng La Quân tâm lý lại là không vui, không có đừng, bởi vì chính mình tại mất phương hướng đại lục tuyệt đối xem như còn rất nhỏ yếu. Mà lại, giáo thần đều mới có thể ngũ hành nguyên tố, chính mình thế mà so giáo thần sẽ trả nhiều một hạng. Vạn nhất cái này giáo thần không đủ khoan hồng độ lượng, nàng vô pháp dung hạ chính mình, vậy làm sao bây giờ? La Quân trong nháy mắt muốn rất nhiều. Mậu Tư trưởng lão lúc này cũng nhìn về phía La Quân, hắn lúc này cũng mới chậm rãi tiêu hóa La Quân chuyện này. La Quân cũng chăm chú nhìn Mậu Tư trưởng lão, muốn là Mậu Tư trưởng lão động sát ý, hắn coi như phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Bất quá khiến La Quân hơi hơi thở phào là, Mậu Tư trưởng lão cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sát phạt ý tứ. Hắn chỉ là khẽ cười khổ một tiếng, nói ra, La huynh đệ. Người thật sự là cho chúng ta quá nhiều ngoài ý muốn cùng kỳ tích. Ta tin tưởng giáo thần cũng sẽ đối người phá lệ lau mắt mà nhìn. Giáo thần vẫn cho rằng ngũ hành nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố là đối lập, một người tuyệt đối không thể cùng lúc đem ngũ hành nguyên tố cùng hắc ám ma pháp tại trong não vực cùng tồn tại. Nhưng ngươi lại làm đến điểm này, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. La Quân nhìn về phía Mậu Tư trưởng lão, hắn khẽ cười khổ, nói ra, giáo thần sẽ không giết ta đi. Mậu Tư trưởng lão không khỏi khẽ giật mình, sau đó kỳ quái nói ra, giáo thần tại sao muốn giết ngươi? La Quân âm thầm trầm ngâm, chỗ của hắn lại không biết cái này Mậu Tư trưởng lão là cái cáo giả ra hỏa. Nơi này những kỵ sĩ này nhóm còn có kiếm thần tinh, đều xem như so sánh ngay thẳng cùng đơn thuần. Nhưng những người này bên trong, Mậu Tư trưởng lão lại biểu hiện được thân nhất cắt cùng hiền lành. Nhưng La Quân tuyệt đối biết, chính mình lớn nhất muốn phòng bị cũng là vị này Mậu Tư trưởng lão. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.